Chưa thấy ai, mọi người ơi. Rồi, bắt đầu thấy rồi. Mọi người thấy em chưa nhỉ? Thế, trời ơi. Hôm nay có một quả vải nhung mà em thấy em quá tâm đắc luôn, mặc đẹp quá trời. Em mặc thử một cái gì ạ? Làm luôn một con này này. Trời ơi, con váy này đỉnh của chóp luôn, tí mặc vào các bà xỉu luôn ấy, thề đẹp lắm. Mặc lên đẹp cực kỳ luôn mà em còn đặt size to cho các chị nữa. Em đặt size to cho các chị nữa tại vì như hôm trước là form 5 mấy cân là các chị không mặc được. Nên là con này em đặt đến form 60 kg cho mọi người, 3 size SML luôn, trời đỉnh luôn. Váy là nói thật là em ít bán mấy cái váy kiểu này lắm nhưng mà em đã bán rồi là chắc chắn là hot các chị ơi, thề hot em mới bán đấy. Đơn em mãi không thấy, bình tĩnh em ơi, bình tĩnh nha. Mọi người bắt đầu nhìn thấy em chưa á? Chấm bài và chia sẻ live stream giúp em, thả tim, thả like bài viết cho em nhá. Đỉnh chưa con quần này này. Em đảm bảo các chị là chưa có một ai live stream luôn. Con quần em đang mặc này, trời ơi nó đẹp, mọi người thấy chưa? Quần này, úi giời, đỉnh của chóp. Em sẽ bán tặng đầu like với giá siêu rẻ. Áo đang mặc cũng thế, cũng đỉnh của chóp luôn. Đẩy view lên cho em nhé. Có giày như chị đăng ảnh chưa chị? Chị có đăng ảnh giày gì đâu em. Lên váy đi chị ơi, em mong đợi chị bán váy mãi. Em chị thề luôn là cái váy này này, nó đẹp lắm ấy. Em thật là em lấy một cái xe hết rồi đấy nhưng mà em chưa biết đi đâu để mặc. Quần đẹp em Linh, em cảm ơn chị rất là nhiều. Mua riết rồi, cả công ty chị mua của Linh, mua riết teo ví rồi em ơi. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em ơi nghỉ livestream có 2 ngày mà tưởng chừng như kiểu 2 tuần, 2 tháng ấy mọi người. U là trời, nay em nhận lên cộc nâu với bò nó đẹp dã man luôn. Chị cảm ơn Trần Huệ này, cảm ơn em nhá. Túi VIP xin lỗi mọi người là bây giờ hàng đang trên đường về. Trung Quốc đã bắt đầu gửi cho em từ ngày 27 tháng 9 rồi nhưng mà bây giờ chờ thôi, lúc nào về là em sẽ gửi cho các chị liền à. Vì em cũng có đó có nói là ít nhất là từ 7 ngày đến 1 tuần mà à, 7 ngày đến 10 ngày thì mọi người chịu khó chờ nhá. 1.200 người coi rồi, đẩy view lên cho em ít nhất là 1.500 người coi để em bắt đầu bán hàng nhá. Quần em đang mặc ở đây này, thề luôn em nói thật với các chị này, quần này đỉnh luôn. À không, anh cho em xin mấy cái bộ này lên đây tặng bộ đầu livestream luôn. Em còn mỗi màu khoảng tầm 20 bộ thôi. Mỗi màu tầm 20 bộ thôi, tặng đầu livestream luôn. Chơi không mọi người? Đây mấy cái bộ mũ này anh ơi, đỉnh của chóp luôn. 1.300 người coi. Chị chết mất thôi, tuần nào cũng có đơn toàn hơn triệu hết tiền với em Linh rồi. Cảm ơn chị tạo tép son rất là nhiều nha. Anh đưa đây cho em. Trời ơi, 1.400 người coi rồi, bây giờ em tặng luôn. Bây giờ thay vì tặng cuối like thì em Linh sẽ tặng đầu like luôn. Cái bộ mũ này mọi người nhớ không? Bộ mũ này bây giờ mỗi màu nhân viên báo là chỉ còn khoảng tầm khoảng 20 bộ nhá. À, hôm nay vừa đặt mà ngày mai nhận được hàng rồi. Ối hàng rẻ và đẹp quá. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Váy gấu còn và hôm nay em cũng bán rẻ luôn. Cái gì cũng rẻ. Hôm nay em nghỉ 2 ngày em mới được live stream với mọi người. Buồn lắm. Nói chung là chỉ muốn live stream thôi, bây giờ chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đi đâu, chỉ thích live stream thôi, được chưa? Cái bộ mũ này này, ai mua rồi phản hồi cho em phát. Bây giờ là hàng là em bỏ mẫu rồi, tức là hàng không về được nữa, cho nên là em Linh nếu như mọi người để ý thì khoảng tầm 1 tuần 10 ngày nay là em không live mẫu này nữa. Thì bây giờ nhà em chỉ dư còn khoảng mỗi màu 20 bộ thôi, em sẽ tặng đầu live stream cho các chị. Ship siêu nhanh luôn chị ơi, hi hi, cảm ơn em. Thay vì em tặng cuối live thì hôm nay em sẽ tặng mọi người đầu live nha. Nhưng với chỉ dành cho những tặng những chị chia sẻ live stream thôi nhá. Bắt đầu luôn này đây, em không để các chị chờ lâu ở đâu. Em bóc luôn nhá các chị nhỉ. Khi các chị nhận được trên tay một cái bộ như này này. Và bộ này em nói luôn này, chưa có một khách nào của em mua được dưới 200.000, em thề. Chưa có bất kỳ nào một khách nào của em mua được dưới 200.000. Còn cái áo cái quần em đang mặc thì đỉnh rồi, tí nữa em sẽ lên từ từ em tặng bộ này đầu live stream cho khách chia sẻ live stream nhá. Đúng rồi, bên em chủ nhật hotline không làm việc, ngày mai chị gọi lại giúp em đây bộ mũ này. Bộ mũ kèm màu và kèm số điện thoại, em còn mỗi màu khoảng 20 bộ hoặc có những màu là chưa đến, ví dụ như màu sữa là chưa đến. Bộ mũ này thì là sao ạ? Em tặng đầu live stream cho khoảng tầm 50 chị thôi, nói chung là ba màu, bây giờ còn khoảng 50 bộ thôi mọi người, tầm tầm 50 năm mấy gì đó em không biết chính xác, em sẽ tặng đầu live stream. Bộ mũ kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại em bóc từ túi ra các chị xem luôn đúng không? Ngày trước ai mua rồi đẹp hay không comment cho em biết, còn hôm nay em tặng các chị ở đây này, anh ghi giá cho em luôn ngày hôm nay ở đây này. 100 bao nhiêu? Nghe kỹ giúp em nhá. Bình thường em nói luôn này, bộ này em thách chị nào mua được ở đâu dưới 200.000. Chưa có một khách nào của em vào comment mua được bộ này dưới 200.000 đâu nhá. Và dành cho 50 chị đi, mỗi người một bộ thôi nhá. Mỗi người một bộ thôi. Dành cho 50 chị đi, mỗi người một bộ với điều kiện chia sẻ livestream nha. Em bán tặng luôn với giá này 167.000 đồng. Mua được ở đâu rẻ hơn nữa em cho hoàn hàng lại. Mua được ở đâu bằng tiền nữa em cũng cho hoàn hàng lại. 167.000 nhá mọi người nhá. 167.000 em bóc nốt bộ màu đen cho các chị này, chỉ còn khoảng tầm 50 bộ. Bộ đẹp đỉnh của chóp nhé em Linh, em cảm ơn chị rất là nhiều. Đẩy view lên cho em 2.000 người coi nhá. 2.000 người coi em Linh bắt đầu tặng tiền mọi người nhìn. Bộ mũ đen này và màu cuối cùng nữa cho em là bộ mũ sữa em bảo rồi. Thay vì em tặng cuối live thì hôm nay em sẽ tặng mọi người đầu live stream. Hoan hỉ nhá, tặng đầu live stream cho mọi người chia sẻ live stream. Còn riêng 167.000 các chị không chia sẻ không bao giờ có chuyện được chốt đơn. Em khẳng định luôn là không bao giờ
có chuyện được chốt đơn nha các chị nha. Mọi người nhìn giúp em này. Đó. Và màu cuối cùng sẽ là bộ mũ sữa. Riêng màu sữa này thì chỉ còn hơn 10 bộ thôi, được chưa? Em tặng mọi người đầu livestream với giá là 167.000 đồng. 167.000 đồng. Chị nào lấy chốt luôn. 2 size SM dưới 53 cân, mặc size S từ 54 đến 60, mặc size M. Em chỉ nhận đơn đúng 50 chị, mỗi người một bộ thôi, hoan hỉ mọi người nhá. Và bây giờ em sẽ tặng luôn cho người, à quên, chồng em đã chạy hết tất cả mini game rồi mà chiều nay em bận quá cho nên là em chưa có đăng kết quả được, thì ngày mai em sẽ đăng kết quả mini game. Thì mọi người sẽ vào comment số tài khoản để bên em chuyển khoản game nha các chị nhá, được chưa? Bộ mũ kèm màu và kèm số điện thoại, màu này sẽ là màu sữa, màu này sẽ là màu nâu và màu này sẽ là màu đen. Em tặng đầu livestream với giá là bao nhiêu? 167.000, 167.000. Còn riêng bộ này chị nào mua được ở đâu bằng tiền thôi em cũng cho các chị hoàn hàng lại, không cần phải rẻ hơn, bằng tiền thôi em cũng cho các chị hoàn hàng lại nhá. Em bán tặng đầu livestream với điều kiện chia sẻ livestream, và em xin phép qua mẫu ở đây bởi vì hết sạch rồi, mọi người comment quá trời là bộ mũ rồi. Em nói luôn này, cái bộ này này thị trường toàn bán 230.000 đến 280.000 một bộ này. Em thề, thị trường bán rẻ nhất là tầm 230 đến 280, và có những hot girl bán lên đến 320.000 một bộ. Còn bộ nhà em là chất liệu nhung tam, có size số SM dưới 53 cân, mặc S và từ 54 đến 60 mặc M. Và em gì ạ? Em hết hàng nha các chị nha, em bán tặng đầu livestream thôi. Hết hàng nha. Rồi bây giờ bắt đầu lên bán luôn bộ em đang mặc này, được chưa? Hết hàng nha các chị ơi, hết hàng. Quần em đang mặc em nói luôn là chưa có một ai bán, và áo em mặc cũng thế thôi. Áo này sẽ gọi là áo gì anh ơi? Áo này sẽ gọi là áo xoắn được không? Hay là áo gì? Áo này sẽ gọi là áo đúng rồi, áo xoắn được không? Trời ơi nó đẹp. Cái quần em đang mặc trời ơi nó đẹp mọi người ơi, đẹp lắm luôn ấy. Thề hết bộ mũ mọi người vui lòng đừng comment nữa. Hết bộ mũ em chỉ tặng được có 50 bộ thôi. Với giá là 167.000 em chỉ tặng được có 50 bộ hả? Áo xoắn kèm màu và kèm số điện thoại. Ok. Áo xoắn kèm màu và kèm số điện thoại giúp em lên. Còn quần em đang mặc sẽ gọi là quần gì nào? Trời ơi nó đỉnh này mọi người ơi. Này. Quần này mọi người nhìn này, chờ em bóc thêm một cái nữa cho các chị xem nhá. Thôi mọi người đừng comment bộ mũ nữa, các chị ơi hết hàng rồi. Em chỉ có 50 bộ thôi mà, chưa đến khoảng không tầm năm mấy thôi. Tức là màu đen, màu nâu là mỗi màu 20, còn màu sữa là chỉ có hơn 10 bộ thôi. Là em bảo là thôi bình thường là em hay tặng mọi người cuối live, thì thay vì cuối live thì tại sao em không tặng đầu live stream, đúng không? Nên là em tặng đầu live stream nha các chị nhận được chưa? Còn cái quần em đang mặc em cho các chị coi này, em nói luôn này, nhìn hàng chuẩn tăng mát ngày mới là hàng nhà em Linh nha các chị nhá. Chia sẻ live stream giúp em, với từng này người xem em tặng luôn cho người chia sẻ live stream này nhiều nhất 200.000 đồng. Lên tiếp, em nhận hàng rồi, vải đẹp lắm chị cảm ơn Ngọc Như nhá. Lên tiếp 2.200 người coi tặng thêm 150.000 đồng nữa. Lên tiếp 2.400 người coi tặng thành 500.000 đồng. Và lên tới bến cho em không bao giờ tiếp với các chị luôn. Lên 2.200 tặng thành 350. Lên 2.000, lên 2.400 tặng thành 500. Lên 2.600 tặng thành 700. Đấy cứ tiếp tục chia sẻ live stream giúp em. Còn kết quả mini game ngày mai bên em sẽ công bố nha. Tại vì hôm nay em bận quá cho nên là em chưa có đăng được mọi người. Em đang cầm ở đây một cái là size M. Chuẩn hàng, chuẩn tang mát như này thì mới chuẩn là hàng nhà em Linh nha các chị nha. Và quần này sẽ gọi là quần gì anh ơi? Quần này sẽ gọi là quần gì anh ơi? Quần này sẽ gọi là quần chữ được không? Nó có cái chữ gọi là quần chữ nhá. Quần chữ, quần bò chữ hoặc là quần chữ hay là quần bò chữ? Bò chữ. Quần bò chữ, quần bò chữ kèm size và kèm số điện thoại. Em bao giá toàn Facebook luôn. Quần bò chữ kèm size và kèm số điện thoại. Còn áo em Linh đang mặc sẽ gọi là áo xoắn kèm màu và kèm số điện thoại. Áo này cũng bán tặng đầu livestream luôn. Chia sẻ nhiều lên anh ơi. Áo này cũng bán tặng đầu livestream luôn và em có đủ màu. Các chị đã thấy ai livestream chưa? Em nói luôn này, hàng trên thị trường mà hàng rẻ hơn nó là chất tâm. Chất tâm là nhập rẻ hơn chất zip, em khẳng định luôn là chất tâm nhập rẻ hơn chất zip. Chất tâm giống như áo cổ u của em ấy đó. Còn đây là chất zip, mọi người nhìn rõ không ạ? Chất zip thì nó giãn rất là nhiều, còn chất tâm thì nó giãn ít. Mọi người lưu ý nhá. 2.200 người coi tặng tiếp cho người chia sẻ livestream nhiều thứ hai 150.000 đồng nữa. Với mỗi mốc em tặng thì sẽ tương đương với 1.000 lượt chia sẻ, các chị lưu ý nhá. Và lên tiếp cho em 2.400 người coi đi ạ. Nhìn giúp em này, áo xoắn màu em đang mặc sẽ là màu đen, xoắn này sẽ là xoắn bò, xoắn nâu, xoắn trắng và xoắn cốm. Áo xoắn kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong livestream này, nói chung là nhanh gọn luôn, không phải nói nhiều nhá, nhanh gọn luôn, đảm bảo bao giá thị trường cho các chị luôn, được chưa? Áo xoắn kèm màu và kèm số điện thoại giúp em, áo xoắn kèm màu kèm số 88.000 đồng một áo, bao giá, bao chất và bao kiểm hàng 88.000 đồng một áo. Còn quần này sẽ gọi là quần gì? Quần này sẽ gọi là quần bò chữ. Quần bò chữ nhà em có 3 size SML. Lúc nãy chồng em đứng ở đây và mặc vừa size L, em thề nó sai mới lọc luôn. Lúc nãy chồng em đứng ở đây và đã thử size L cho mọi người rồi, bởi vì trước khi mà em livestream lúc nào cũng sẽ bắt chồng em phải mặc mẫu thử đây này. Em đang cầm ở đây là size M, còn em đang mặc ở đây là size S, mà em chỉ có 49 cân thôi các chị nhìn này. 49 cân mặc size S thoải mái, cho nên là em nói này, những chị nào 60 mấy cân đi ra tiệm mà không mua được quần bò ấy, thì quay lại đây mua nhà em Linh. Em bao vừa cho các chị form thoải mái đến bao nhiêu? Form thoải mái đến 64 cân đổ về mặc được. Đến 64 cân đổ về là mặc được, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ gọi là quần gì ạ? Quần bò chữ kèm size và kèm số điện thoại. Quần bò chữ kèm size và kèm số điện thoại nha các chị nha.
áo xoắn và quần bò chữ ok. Nói chung là nếu các chị biết sai rồi thì các chị tự lấy sai nha. Em Linh ơi, nhà em uy tín đến nói shipper bảo thích giao hàng nhà em vì chưa bao giờ trả, chưa có hàng trả lại bao giờ. Em cảm ơn chị Tép Son rất là nhiều. Nay nhận ghi lê phao quen khoác kaki cái gì đỉnh lắm, cái gì cơ, chỗ comment dài quá em không thể đọc hết comment luôn ấy. Lên 2400 người coi, em tặng tiếp cho người chia sẻ livestream nhà nhiều thứ ba 150.000 đồng nữa. Chia sẻ nhiều lên anh ơi, đoạn đầu chia sẻ nhiều mọi người không có thông báo livestream đâu. Còn áo này có giá này không thì em Linh sẽ test cho các chị xem. Em nói rồi, vẫn là hàng này nhưng nếu mà là chất tăm thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Còn hàng em bán là chất zip, các chị nhìn rõ không? Bởi vì chất zip cho nên em bao vừa thoải mái. Nay em mới nhận áo giữ nhiệt đẹp lắm. Em nói thật với các chị này, áo giữ nhiệt nhà em bây giờ đang thiếu 1.000 áo, đang thiếu đơn 1.000 áo. Cho nên là ngày hôm nay em không ho he một cái gì để áo giữ nhiệt đâu. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều vì từ nãy giờ rất nhiều người dành lời khen cho áo giữ nhiệt, nhưng mà thật sự là đến giờ phút này là đang thiếu gần 1.000 áo các chị ơi, cho nên là em không thể nào mà livestream nổi luôn đấy. Quần bò chữ kèm size và kèm số điện thoại em nói luôn này. Các chị đố các chị đi tìm ở đâu hiện tại có bán cái quần này luôn đó mọi người, nhìn này. Đây, em bóc ra một cái size M cho các chị coi. Chuẩn hàng, chuẩn tang mác như thế này thì mới là hàng nhà Linh Rin nha các chị nha. Chuẩn nha. Bởi vì bây giờ hàng nhái lại, hàng nhái lại rất là nhiều. Đây là mặt sau này. Còn đây là mặt trước này, các chị nhìn rõ chưa? Mặt trước là có một cái mác như thế này này. Mặt sau là có một cái rách rách và cái mác này và tang mác như thế này. Và em chưa hề đọc giá, các chị đã chốt rồi. Em chưa hề đọc giá cái quần bò chữ này luôn. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 138.000 đồng. Bao giá, bao chất và bao kiểm hàng 138.000 đồng nha các chị. Và thông báo cho các chị một tin là vòng tay này cũng về rồi. Vòng tay này em bán tặng trong live 45.000 nhá. Vòng tay này em bán tặng trong live là 45.000 luôn. Vòng tay ghi giúp em là vòng tay nhá. Đây này, bây giờ mới về lại được cho nên là hôm nay em sẽ đeo lên nha các chị nha. Mọi người thả tim, thả like, chia sẻ bài viết. 2.400 người coi. Quần áo đẹp đỉnh luôn chị ơi, cầm thì thấy bình thường mà mặc lên thì xinh đúng không? Cảm ơn em rất là nhiều, được chưa? Quần bò chữ và gì và áo xoắn kèm màu kèm số điện thoại. Bây giờ em sẽ đọc bằng màu áo xoắn này, mọi người nhìn em. Cái quần xích ấy, mua đồ nhà Linh là nghiện đấy. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. À, cái gì lần đặt hàng gửi sai màu cái gì đấy chị ơi, có vấn đề gì gọi điện số điện thoại hotline giúp em nếu gửi sai màu nhá. Quần này này, quần này livestream ngày hôm trước em bán được hơn 600 quần, kinh khủng khiếp. Quần xích này này, bán được hơn 600 quần các chị ơi. Tí nữa em sẽ mặc lại bởi vì ngày mai em sẽ lại về tiếp được 500 quần nữa. Còn bây giờ kho là hết sạch, còn đúng một cái mẫu em mặc thôi. Mình nhận đồ quần đẹp nha. Em cảm ơn chị Thanh Thảo cái gì em không kịp đọc comment của các chị bởi vì đầu livestream đơn đang nhảy với cấp số kinh khủng khiếp với mọi người. Quần bò chữ kèm size và kèm số điện thoại, em đã nói là các chị đi một vòng cả cái Facebook này đã có ai like mẫu này chưa, chắc chắn luôn là chưa, được chưa? Và hôm nay này nhất định này, em nói thật này, nếu như ai không vừa thì không nói, nhưng mà nếu như ai vừa ấy, em nói thật là các chị đừng bỏ lỡ cái váy này. Đến bản thân em nhé, là một cái con mà gọi như là gần như là em không bao giờ bánh bèo đâu, tức là ăn mặc khi lúc nào cũng theo cái kiểu thích là mấy cái quần như này, xong rồi mấy cái quần rộng rộng, xong áo rộng rộng. Em thề là em hay mặc theo cái kiểu như một bà đẻ ấy, kiểu là cái gì cũng rộng rộng, nhưng mà trời ơi em mặc cái váy này và em thấy xinh kinh khủng. Tí nữa em sẽ lên cái váy này chắc chắn là đắt hàng luôn. Và quan trọng là em đặt cho các chị size to, em đặt cho các chị size L. Ui sao toàn đơn quần bò chữ về trời. Em mới chỉ có sẵn 400 cái quần đó thôi mà chia các size ra, chứ không phải là 400 mỗi size đâu, mà 400 cho 3 size luôn. 2.500 người coi, lên tiếp 2.600 người coi, em sẽ tặng thêm bao nhiêu ạ? 600.000 đồng. Chị gái em mới mua váy Linh cầm 365k, thế thì em đứng đây một tí thôi, chờ Linh mặc cho em xem nhá. Ghi em mã này sẽ gọi là áo xoắn đen, đẩy view lên cho em 3.000 người coi đi cho nó rực rỡ nào các chị ơi. Đẩy view lên cho em Linh cho nó khí thế rực rỡ đi nào. Yêu thương em, thả tin thả like cho em. Đầu like là em tặng mọi người cái bộ mũ ấy. Đầu like là em Linh tặng mọi người cái bộ mũ chỉ có 100 bao nhiêu nhỉ? 167.000 đồng ấy. Mọi người tranh nhau chốt luôn. Ghi của em mã này sẽ là áo xoắn đen, áo xoắn bò, áo xoắn nâu, áo xoắn trắng và áo xoắn cốm. Áo xoắn kèm màu kèm số điện thoại 88.000 đồng một áo, và em Linh qua mẫu luôn nhá. Thôi em lên cái váy này luôn nhá, em máu lắm rồi đấy. Nói thật là tầm này em cũng máu lắm rồi đó mọi người. À quên, lên cái cổ U này đã, cổ U này đẹp lắm, thề luôn, cổ U này chất zip đẹp kinh khủng luôn, không phải như cái cổ U kia đâu. Cổ U kia nó là chất tăm này, em chỉ bán có 50.000 nhưng cổ U này nó là chất zip và đỉnh lắm luôn. Thế cho em xin lên cái con này phát đã nhá. Em lên con này một phát thôi, xong là em lên cái váy kia nhá mọi người nhá. Còn quần em đang mặc sẽ gọi là quần bò chữ. Em chốt trong livestream này là 138, em nói rồi, các chị đi một vòng cả cái Facebook này. Có ai bán quần như thế này không? Giống như thế này và bán 138.000 hay không? Đây em bóc cho các chị ra xem luôn một cái xe M này, chuẩn hàng, chuẩn tang mác, ngày mới là chuẩn hàng nhà Linh Rin nha các chị nha. Và bắt buộc này, 2.500 chị đang xem livestream, nhiều người chưa mua hàng nhà em bao giờ thì hãy nhớ giúp em một cái điều quan trọng nhất, đó là gì ạ? Là hãy kiểm tra hàng rồi mới trả tiền nhé, đó là điều bắt buộc.
không phải là được hay là không được. Vòng tay về thêm rồi, 45.000 một vòng tay. Mọi người nhìn giúp em này, cái quần size M em đang cầm này, nhìn mặt trước này, mặt trước là như thế này này, và nó có một cái mắc chữ, mặt sau nó cũng có một cái mắc chữ và cái mái này. Mọi người nhìn ảnh em up lên, sai chỗ nào em đền tiền chỗ đấy cho các chị. Ảnh em up lên sai chỗ nào em đền tiền chỗ đấy. Hot girl đang bán rẻ nhất là 280 đến 320. Em bán 138.000 thì bảo sao em bán nó không đắt hàng. Không đắt hàng mới là chuyện lạ, còn đắt hàng là chuyện bình thường luôn, đúng không các chị? 2.600 để em tặng tiếp. Còn với thời điểm này em đang tặng cho mọi người 500.000 đồng rồi đó. Người đầu tiên 200.000, người thứ hai 150.000 và người thứ ba 150.000 nữa, tổng là 500.000. Nhưng với điều kiện lượt chia sẻ phải đủ 3.000 lượt nha. Mỗi một mốc em tặng sẽ tương đương với 1.000 lượt chia sẻ. Chứ còn nếu như mà view cao mà mọi người không chia sẻ thì đó có nghĩa là cái do tương tác của em tốt chứ không phải là do mọi người chia sẻ cho em, đúng không ạ? Mà em tặng tiền mọi người là bởi vì mọi người chia sẻ cho em, có đúng không ạ? Quần này ghi giúp em là quần bò chữ 138.000 đồng nhưng em đang mặc thôi. Bây giờ em lên nốt cái cổ U. Sau cái cổ U này xin phép lên luôn quả váy này. Gần như là không bao giờ em linh lên váy đầu livestream nhưng mà hôm nay chắc phải lên thôi. Bởi vì em máu lắm rồi, nói thật là em máu con này lắm rồi này. Em đặt cho mọi cả size L bởi vì em biết là khách của em nhiều chị 60kg vẫn chắc chắn là thích váy này. Nên là em đặt riêng cho các chị cả size L rồi. Còn áo em đang mặc sẽ là áo xoắn, em qua mẫu luôn nha các chị nha, qua mẫu luôn và ngay nhá. Còn quần em đang mặc mọi người nhìn này, 49 cân mặc size S thoải mái. Chồng em lúc nãy đứng ở đây mặc vừa thoải mái size L. Mà chồng em là cao 1m7 và nặng tận 64 cân, cỡ 60, chính xác ra là 63,7, gần như là gần 64kg. Hôm qua cân là gần 64kg đó. Mà mặc vừa size mà lại form con trai là khung người to, mà vẫn mặc vừa size L. Cho nên là em tư vấn cho các chị đến 64kg. Em bảo rồi, nhiều chị 60-64kg đi ra tiệm không mặc, không mua được quần vừa. Bởi vì là form mà hot girl bán là thường hay form bé. Ô các chị nhìn cái áo này đỉnh không? Đằng sau này, đằng trước và toàn bộ là gập như này đây này. Nó gập gập ở đằng sau cả một cái đoạn dài như này. Mọi người nhìn cái áo xịn xò không? Chứ không phải như cái cổ U Tâm hàng năm mấy nghìn đâu các chị ơi. Không phải như cổ U Tâm được đâu, hàng này nó khác hoàn toàn luôn. 2.600 người xem, giữ view cho em nhá. Bây giờ là 21h21, giữ view đến 21h25. Tặng tiếp người chia sẻ livestream nhiều thứ tư 100.000 đồng nữa, được chưa? Tổng sẽ là bao nhiêu ạ? Đây, mọi người nhìn cái áo em đang mặc này, xinh chưa? Nó sẽ có một cái đường gọi là cái đường cái gì ở đằng trong này như này này. Trời ơi, quá đỉnh luôn. Nhìn cho em mã này sẽ gọi là gì anh ơi? Mã này sẽ gọi là gì anh ơi? Này, đẹp vai. Thế quần bò chữ 1m52 thì mặc sẽ là hơi dài một tí nên là chị có thể mang cắt đi được. Nhưng mà em nói thật là bình thường mà khi mà mặc những quần này là em hay đi với những cái giày rất là cao, giày thể thao nhưng mà kiểu độn đế như này thì là mặc sẽ ok. Còn đây là em đang đi với cái giày thấp thôi. Còn bình thường mà những cái quần kiểu dáng rộng như này là em hay đi với giày cao, nhìn nó sẽ phong cách hơn là giày thấp. Các chị cứ thử mà xem nhá, được chưa? Áo em đang mặc này sẽ ghi cho em mã này là gì, đẹp chưa? Quần em Linh đang mặc thì sẽ gọi là quần bò chữ. Còn áo này em có đủ màu luôn và đừng so sánh với chất tâm. Chất tâm là hàng rẻ hơn. Chất tâm thì em hiện tại đang sale cho mọi người có 58.000, bình thường em bán là 69 và đang sale là 58. Còn hàng này của em nó là gì? Nó là chất zip mọi người ơi, nó là chất zip. Và cái này sẽ gọi cho em là, cái này sẽ gọi cho em là gì anh ơi? Nghĩ mã cho em nhanh lên. Quần bò chữ chị Nguyệt Đinh lên số điện thoại giúp em nhá. Bò chữ 138.000 không cháy hàng, nhiều xuống đất luôn. Mã này sẽ gọi là gì ạ? Mã này sẽ gọi là áo gì? Áo ấm. Áo gì mà người cho em xin một cái mã 1m7 chắc chắn là mặc được quần này. Ca mấy đi, hoặc là ca gì ạ? Ca từ mọi người ơi từ em loát. Cái này gọi là gì đấy? Ca mấy đây? Cái này gọi cho em là ca mấy đi mọi người ơi. Em không thể nghĩ ra được. Áo gì đấy ta? Áo gì mọi người ơi, cho em chị cái tên em ơi, mỗi lần nghĩ tên là thần kinh ra luôn ấy. Vì hả? K9 còn mọi hôm mới đây có rồi. Gọi cho em mã này sẽ là K9 mọi hôm có rồi. K9 là cái áo mà sọc sọc ấy. Ghi cho em mã này sẽ gọi là, thôi gọi là cho em mã này là K99. À, gọi cho em mã này sẽ là G mấy đi. Ok, gọi cho em cái này sẽ là G1 đi. G1 lâu lắm rồi. G1 kèm màu và kèm số điện thoại. G1 kèm màu và kèm số điện thoại. G1 em đang mặc ở đây là G1. Màu này sẽ là màu gì ạ? Màu này sẽ là màu bò. À, màu vàng đi, tính là màu vàng đi. Màu trắng, màu này sẽ là màu nâu, màu rêu, màu đen và màu vàng, được chưa? G1 kèm màu và kèm số điện thoại. Bao giá, bao chất và bao kiểm hàng. Nghe giá giúp em nhé. 84.000 đồng một áo. Em nói rồi, cái này nó là chất zip đẹp và nó có lót dài nha mọi người, thấy chưa? Còn cái cổ U mà chất tâm thì em chỉ bán hiện tại đang sale là 58.000 thôi. Nên mọi người lưu ý nhá. Ghi của em cho mã này sẽ là G1 và em đang mặc sẽ là màu vàng, màu trắng, màu nâu, màu rêu và màu đen. G1 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này là 84.000 đồng. Và ngay bây giờ em Linh sẽ lên váy luôn, tụt view của em rồi các chị ơi. Tụt view đẩy lại 2.600 cho em để em tặng cho người chia sẻ livestream nhiều thứ tư là 100.000 đồng nhá. Quần này của em là 138.000 đồng. Và bây giờ em sẽ lên cái váy này luôn nhá. Cái váy này em cũng không cưỡng lại được đâu, thật sự là em mê lắm. Lần đầu tiên mà em cảm thấy mê một cái váy nhung là như vậy luôn á. Tức là em thấy hot girl mặc rất là nhiều, rất nhiều hot girl mặc luôn ấy.
nhiều hot girl mặc kinh khủng luôn đó mọi người này. Mọi người nhìn thấy chưa? Set váy 2 giây em về hàng rồi đây mọi người ơi. Chưa kể này, hôm nay em về được bao nhiêu mọi người biết không? Đây. 3.000 áo cổ lọ. Em Linh về được 3.000 áo cổ lọ. Cổ lọ này mọi năm em bán là 80 mấy nghìn, đúng không? Rẻ nhất là 79.000. Năm nay nghe luôn ạ, 60 mấy nghìn thôi. Chờ một tí em sẽ đọc giá riêng cổ lọ này vào vụ không thể thiếu được. Không thể thiếu được luôn. Em gọi từ lâu nhưng mà bây giờ mới hạ mới về được. Em sẽ bán 60 mấy nghìn thôi. Chờ em một tí, bao giá bao chất và vẫn diệp vẫn bao kiểm hàng. Bây giờ em qua mẫu ở đây nhá. Nay nhận bao hàng 10 món, món nào cũng đẹp. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Quần bò chữ em đang mặc là 138.000, 3 size ML. Em nói thật nhất, trộm vía nhá. Quần bò nhà em Linh ấy, trộm vía nhá. Quần bò nhà em Linh tung mã nào ra thị trường là hot mã đó, thề luôn. Trộm vía thật sự, quần tất còn không. Em thề với chị luôn, chị ơi, hôm trước em tung quần tất ra bán một hôm. Em bán một hôm mà chị biết em bán được bao nhiêu chiếc không? 1.400 chiếc. Thì em nghĩ là năm nay đúng là lấy vàng trong tầm tay thật sự. Em nghĩ là năm nay em sẽ lấy vàng trong tầm tay đấy này. Em bán một ngày mà bán được hơn 1.400 con. Em chưa tính đến khách sỉ nha. Đây em đang tính khách lẻ nha. Hơn 1.400 con. Còn tại vì sao em bán được nhiều như vậy thì chờ em một chút xíu. Bởi vì quả dứa nó vẫn nằm đây đâu. Cái quả dứa của em đâu đây. Quả dứa nó vẫn nằm đây và bây giờ em sẽ bóc quả dứa này ra xong lại nhét vào cái quần mới, bóc quần mới luôn. Mỗi ngày là hy sinh một cái quần tất mới được chưa? Còn bây giờ em sẽ lên cái váy này này. Từ từ bỏ qua cái gì chứ đừng bỏ qua cái này. Mua xong cái này rồi có bỏ qua em cũng được bởi vì nó đẹp lắm ấy. Thề luôn. Quần tất lưới không Linh dạ không chị ơi, quần tất lưới thì em không có bán tại vì quần tất lưới đấy thật ra là nó kén người mặc, các chị không phải ai cũng mặc được. 2.700 người coi rồi, ok, tiếp tục tặng cho người chia sẻ livestream nhiều thứ tư. Tặng cho người chia sẻ livestream nhiều thứ tư là bao nhiêu? Trời ơi, lấy sạc cho em nhanh ơi. Nhanh lên. Trời ơi. Cái váy này mà không hot, em đang cầm ở đây là size S nha. Em Linh đang cầm ở đây là size S, các chị nhìn thấy size chưa? Đây, em đang cầm ở đây là size S, các chị nhìn rõ chưa? Và bây giờ em Linh sẽ mặc cái size S này cho các chị. Trời ơi, u là trời, đẹp xỉu luôn. Đẹp xỉu, đẹp mà quên mất nha. Nó chính xác gọi là váy nhưng thật ra nó giống như zoom ấy. Các chị có biết tại sao không? Tại vì đằng trong nó có quần. Đằng trong nó có quần và nó là quần liền, không sạc điện thoại anh ơi. Này, nhìn giúp em này, trời ơi cái váy này. Thề luôn, từ từ em chưa kéo khóa đâu mọi người, cứ bình tĩnh. Em kéo cái khóa lên đã nhá. Trời ơi, kéo cho em cái khóa anh ơi, em cầm cái sạc, kéo em cái khóa cái. Em mặc size S là hơi bị vừa xinh luôn, em thử rồi, hôm trước thử rồi. Kéo đi. Rồi, ok. Ok la, hết chưa? Các chị thấy không? Cái váy nó có cái độ bồng ra như thế này này, chứ không phải là ấy đâu. Em thề với các chị luôn là em mặc cái váy này mà em không nhận ra em đâu. Em đứng trước gương em ngắm đi rồi em ngắm lại, xong em bảo chồng em là thôi em lấy một cái anh ạ. Chứ bởi vì là bây giờ thì cũng chưa đi đâu, nhưng mà xinh như thế này mà không lấy nó phí cuộc đời. Và quan trọng này, em bán 1xx các chị được kiểm hàng. Đẩy lên 3.000 người coi cho em đọc một quả giá mà ngất xỉu. Đẩy lên 3.000 người coi em đọc quả giá là ngất xỉu. Ôi váy xinh thế nhỉ, trời ơi. Váy xinh thế không nhận ra mình luôn ấy. Nhưng mà mọi người biết tại sao không? Nó là váy nhưng thật ra nó lại là zoom. Bởi vì sao? Đằng trong nó có lớp quần đây này, mọi người thấy chưa? Nó có lớp quần đây này. Đó, nó có lớp quần, mọi người thấy chưa? Đây là lớp quần. Trên mọi người không, từ từ. Em chưa đọc mã và chưa đọc giá, mọi người chưa được chốt đâu. Từ từ đây nào, mọi người bình tĩnh. Em chưa đọc mã và chưa đọc giá, sao các chị tự chốt rồi? Này, mọi người nhìn này, đằng trong là quần được chưa? Và hai bên là có túi. Trời ơi, em bảo em nói thật với mọi người, chưa mặc mẫu mà em chưa lên live mà túi to vãi đái luôn thề. Nha, nhìn cái điện thoại của em này, túi này, túi này, túi to luôn, mọi người thấy chưa? Túi siêu to luôn. Mã này là gì anh ơi? Váy nhung được không? Váy nhung, kèm size và kèm số điện thoại. Trời ơi, mặc nó xinh như một nàng công chúa mà mọi người ơi. Tay đó là tay chun và em đang mặc ở đây là size S. Và quan trọng là em có 3 size. Em đặt riêng cho một người size 3 size. Size to nhất cho các chị đến 60kg. Đấy, đến 60kg là size to nhất. Thì em đọc bảng size luôn, mọi người tự lấy size nhá. Dưới 48 cân như em mặc size S. Từ 49 đến 53, 54 mặc size M. Từ 55 đến 60 mặc size L. Chốt ngay và luôn, em thề em có đặt đúng 300 chiếc. Em chỉ đặt đúng 300 chiếc thôi. Hiện tại là em Linh mới đặt đúng 300 chiếc. Mà bây giờ đang là 3.000 người coi. Các chị ơi, không phải 300 người. Không phải 300 người mà là 3.000 người coi. Váy nhung kèm size, kèm nói là váy. Thật ra nó là zoom, đằng trong nó là quần đây này mọi người. Cho nên là đi đứng chạy nhảy các thứ là vô tư. Không sợ bị hở mà bản thân em Linh cũng đã lấy rồi. Thì các chị không phải nghĩ, được chưa? Nghe giá anh ơi, em đọc giá nhá. Nghe giá của em nè. Nghe giá nhà em nè. Em đọc giá ra các chị không thể tin nổi. Khách em lúc nãy comment bảo chị gái em vừa mua váy này 369.000. Em bán cho 3.100, chị đang xem ở đây với giá này.
168.000 đồng một váy. Đấy, 168.000 đồng một váy và khách được kiểm tra hàng rồi khách mới trả tiền nha. Không phải là mọi người thấy em bán rẻ hơn thị trường một nửa, mọi người sẽ nghĩ tổng sư con này chắc là mua hàng đẹp mặc trên livestream, còn ship cho mình chắc là chỉ có hàng loại 2, loại 3. Không nha, never nha, không bao giờ nha. Cho nên là gì? Hãy kiểm tra hàng rồi mới trả tiền. Dù cái váy có 100 mấy chục nghìn hay là cái áo 10 mấy chục nghìn này. Em đi cái guốc lại cho các chị này. Trời ơi, mặc như một nàng thơ luôn các chị ơi. Cho nên là những cái váy này các chị không bao giờ sợ ngắn, bởi vì đằng trong nó là lót quần, nó là một cái dạng zoom thôi. Và đằng ngoài là một cái lớp váy nhung này, hai bên có túi này, trời ơi. 168.000, 3.200 chị đang xem livestream ở đây. Người đầu tiên chia sẻ livestream nhất tặng 200.000 đồng. Hai người tiếp theo mỗi người 100.000 đồng. Và người thứ tư sẽ là 100.000 đồng. Tổng em tặng cho một người trong livestream này sẽ là 600.000 đồng. Và phải tương đương với 4.000 lượt chia sẻ hết. Thế thôi, hôm nay là sẽ tặng từng đó thôi nha các chị nha. Và nhớ phải chia sẻ, thả tim, thả like. Còn riêng cái váy nhung này ngày hôm nay mà em Linh không bán được trên 500 cái, em đi đầu xuống đất luôn. Em chỉ đặt đúng 300 cái thôi. Cho nên chị nào đặt trước thì sẽ có đơn trước, chị nào đặt sau thì tiếp tục phải chờ từ 5 ngày đến 1 tuần giúp em. Còn riêng mọi người nhìn này, toàn bộ này, tay này là tay hai lớp. Tay này là tay hai lớp và tay chun, cho nên bắt tay các thứ to là thoải mái luôn, các chị thấy chưa? Đằng sau là kéo khóa toàn bộ, đằng trong này là lót quần 100%, hai bên này là túi siêu to. Mọi người ơi, hot girl là đang, người ta đang bán 320, 360, 400.000, 420.000. Mà nếu như người rẻ nhất thì em nghĩ cũng là tầm 220, 250. Còn em đang bán là 168 và khách được quyền kiểm hàng, được chưa? Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại, em đọc lại bảng size một lần nữa nhá. Từ 48 cân đổ về, ví dụ như là đùa chứ sao chị vừa chị mới bán, em vừa mua top top 320.000, các chị thấy chưa? 3.000 chị đang xem livestream ở đây. Em thề là từ nãy đến giờ không một cái comment nào là gì, một cái comment nào hỏi cái gì luôn, chỉ có comment là mua mua mua, váy nhung, kinh khủng khiếp là váy nhung luôn. Thôi em qua mẫu ở đây nha, hết hàng nha các chị ơi, hết sạch hàng luôn, sợ thật. Em đọc lại bảng size một lần nữa này. 48 cân đổ về thì sẽ mặc size S. Từ 49 cho đến 53 cân thì sẽ mặc size M. 53 hoặc 54 tùy người. Và từ 54, 55 cho đến 60kg thì sẽ mặc size L. Em đặt cho mọi người cả size L để những chị 60kg vẫn có thể bon chen được nha các chị nha. Ghi của em mã này sẽ là váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Và đây chắc chắn là cái váy hot nhất tối ngày hôm nay mọi người ơi. Kinh khủng khiếp nha. Tỉnh táo lên mọi người ơi, hết hàng. Trời ơi, bán sướng vãi luôn. Thôi em qua mẫu ở đây. Em lên được mã tiếp theo nha các chị nha. Em đi lên một mã tiếp theo, ngày hôm nay em tặng áo này đi. Ok, em tặng mọi người cái áo cổ lọ này đi. Chơi luôn. Cổ lọ này các chị đang mua trên thị trường bao nhiêu tiền? Comment cho em biết. Cổ lọ này các chị đang mua trên thị trường. À quên, cho em xin 2 phút quảng cáo quần tất đi. Ok, quần tất nhà em này. Quần tất nhà em này, đây. Cho em Linh xin 2 phút quảng cáo quần tất nha các chị nha, được không ạ? Trời ơi, đúng rồi, cứ lần nào bán váy là em phải cân nhắc rất nhiều. Các chị có biết tại sao không? Nếu như các chị để ý, nếu như mà những ai mà mua hàng em lần đầu thì thôi em không nói, hoặc là mới biết em thì không nói. Nhưng những người mà biết em từ lâu rồi, mọi người sẽ thấy rằng là khi mà em Linh đưa ra một cái mã váy gì, em Linh sẽ cân nhắc rất là lâu. Có nghĩa là mọi người để ý đây này, cái mã này, cái treo ở đây không bao giờ có quá 10 mã váy. Không bao giờ, không phải là em không nhập được, mà là em nhập cái gì em cũng sẽ cân nhắc đắn đo. Em phải gì? Em phải duyệt mẫu ra này, duyệt form nữa này, rồi lúc đấy em mới bán. Còn nếu như mà form mà em chưa ưng là em không bán, nó có trạng thái mà thanh lý, em nói thật đấy. Cho nên là khi mà em đã tung ra váy nào là gần như là váy đó sẽ hot. Nhưng mà là gì? Nhưng mà nhà em thì lại không có nhiều váy các chị ơi. Tụt view của em rồi các chị ơi, nhìn giúp em này. Đây. À thôi, tí nữa bán quần tất sau, bây giờ em sẽ lên cho một áo áo cổ lọ. Cái này sẽ gọi là cổ lọ anh nhá. Thôi đọc giá luôn cho mọi người để không mọi người phải lăn tăn nhá. Em đọc giá luôn này, riêng cổ lọ này em đố các chị, ôi sao tụt mất của em mấy trăm người ấy. Em tặng mọi người 600.000 đấy nha, nếu mà không đủ lượt chia sẻ là em không tặng đâu mọi người nha, em nói trước nha. Thôi dừng đơn quần nhung ở đây, váy nhung ở đây giúp em. Áo này em tặng luôn này, nghe giá luôn này các chị ơi, nghe giá luôn nhá. 60 mấy nghìn ạ. 66.000 đồng một áo. 66.000 đồng một áo và em bán từ hai áo hoặc dồn đơn với sản phẩm khác. 66.000 đồng một áo. Ví dụ như áo này mặc với Q30 rồi mặc sao tự nhiên tụt mất của em. Hình như mọi người đặt váy nhung xong mọi người đi ra hết hay sao ấy. Mọi người đặt váy nhung xong mọi người đi ra hết và mọi người biết không, hệ thống máy tính bên em lag luôn rồi. Lag bởi vì cái đơn váy nhung này rồi. 3 size SML 168.000 đồng một váy và em qua mẫu luôn nhá mọi người thấy chưa? Không phải là đứng thẳng nó sẽ ọp như thế này mà cái váy nó có độ bồng như này này. Mọi người thấy chưa? Em không, bây giờ em đang ứng yên nhá. Đấy.
đấy. Nó có cái độ giống như cái lồng bàn ấy, mọi người có hình dung không, như này. Đó, nó cứ như thế này này. Thì mặc lên nó sẽ rất là xinh nha các chị nha. Trời ơi, cổ lọ sẽ là bao nhiêu ạ? 66.000 đồng. 66.000 đồng, chưa có năm nào em bán giá này đâu. Cổ lọ chưa có một năm nào em bán giá này cả. Em qua mẫu váy nhung ở đây nhá, kéo khóa cho em cái. Thôi mọi người đừng đặt váy nhung nữa mọi người ơi, không có hàng đâu ạ. Cháy sạch rồi mọi người ơi, mọi người chốt kinh khủng khiếp quá. Nha mọi người, chia sẻ live stream, thả tim thả like cho em nhé. Còn nhiều hàng hot lắm. Các chị mà thoát ra ngoài chỉ có tiếc thôi. Mọi người có biết cái váy khoét đấy hôm trước em bán được bao nhiêu cái không? Hơn 400 chiếc. 400 mấy chục chiếc, và em đang chờ hàng về, ngày mai em sẽ về được 300 cái váy khoét ngực ấy. Trời ơi, cũng không bao giờ nghĩ là em bán được cái váy đấy nhiều thế. Thật sự luôn, bị choáng luôn đấy. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cổ lọ nhá. Cổ lọ và mặc với quần Q30 nhá. Hay là mọi người muốn em mặc với cái gì thì em sẽ tặng mọi người cái đó nhá. Váy nhung kèm size đi, mọi người tự lấy size. Còn nếu như mà lăn tăn điều gì đó để lại cân nặng và chiều cao, nhân viên sẽ chốt size. Còn bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái áo gì ạ? Cái áo cổ lọ này nhá. Cổ lọ này em chốt trong live là bao nhiêu ạ? Em chốt trong live cho các chị đó nhiêu ạ? 66.000 đồng một áo. 66.000 đồng một áo cổ lọ và được kiểm tra hàng. Mọi người nhìn kỹ giúp em này, 3 phân thì em bán có 58 mà cổ lọ em bán có 66 thôi. Bây giờ em sẽ mặc cho các chị luôn nhá. 66.000 đồng một áo nhá các chị nhá. Size L bao nhiêu ký vừa? Size L là đến 70. À quên, em xin lỗi nhá. 60 ký thôi. Còn quần đẹp không chị? Quần đẹp là quần gì ta? Quần đẹp là quần gì chị ơi? Quần đẹp là quần gì? À quần đẹp bên em đang hình như là còn, nhưng mà còn ít thôi chị ạ, không còn nhiều đâu. Mọi người thả tim thả like và chia sẻ live stream giúp em. Mọi người nhìn giúp em một cái áo cổ lọ này, đỉnh không? Cổ lọ thì nó chất liệu nó cũng như 3 phân, nhưng mà nó khác là cái cổ nó cao như này này mọi người ơi. Khác là cái cổ nó cao như thế này này, 66k được chưa? Cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại 66.000 đồng một chiếc. Và bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với quần gì ạ? Em hôm nay em tặng cho mọi người con Q99 nhá. Hôm nay em nên tặng mọi người con Q99 nhá. Ok. Bởi vì là gần như là em sẽ không đâu rồi nhỉ. Q99 của em đây. Ok. Q99 anh ghi giá cho em ngày hôm nay này. Bình thường em bán là 127.000. Q99 hôm nay em bán cho các chị 123.000 đồng một quần. Chưa bao giờ em bán giá này luôn. Chưa bao giờ em bán giá 123.000 luôn. Và có mọi người biết không, hàng vẫn về đấy, em vẫn đặt và nó tiếp tục vẫn về chứ không phải nó hết đâu. Trời ơi, váy xịn đẹp xỉu, em nghiện váy nhà chị nên mẫu nào ra phát là phải quất luôn mới ngủ ngon được. Chị cảm ơn Ngô Lương Quyên nhé, cảm ơn em rất là nhiều nha em ơi. Nhìn giúp em này. Áo này sẽ gọi là gì ạ? Cổ lọ, và quần này sẽ là Q99. Q99 này hôm nay em chốt trong live cho các chị 123.000. Còn cổ lọ ngay bây giờ em sẽ đọc cho mọi người bảng màu luôn. 66.000 đồng một áo, và lấy từ hai áo giúp em nhé. Hoặc một áo dồn đơn với sản phẩm khác. Còn một áo thì chắc chắn là bên em sẽ không đi đơn. Em nhận hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn em rất là nhiều nhỉ. Sao chị Linh bán gì cũng đẹp mà rẻ vậy? Cảm ơn Kiều Anh nhá. Cổ lọ nâu, cổ lọ màu này sẽ là màu sữa, màu trắng, màu đen và màu kem. Em chỉ bán 5 màu này thôi. Còn năm nay mấy cái màu ghi, màu xanh, màu cam các thứ là em sẽ không bán, bởi vì những màu đấy không đắt hàng. Nên em là chỉ nhập những cái tông màu tây tây nút nút nha mọi người nha. 66.000 đồng một áo và bán từ hai áo. Còn quần Q99 hôm nay 123.000 đồng. Hôm nay em bán 123.000 đồng con quần Q99. Các chị ơi, hai cái màu kia của em đâu rồi? Trời đây. Q99 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Q99 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. 123.000 mua được đâu rẻ hơn nữa, em cho hoàn hàng lại. Còn em dám đứng đây và khẳng định các chị một điều như này này. Quần này em bán đến giờ phút này là 10.000 chiếc rồi. Nhập cho đến giờ phút này là 10.000. Mọi người có nhớ hôm trước em nói là 9.500 không? Thì hôm nay đã là cán mốc 10.000 rồi, tụt view của em rồi. Các chị ơi, cố gắng tương tác, thả tim, thả like và chia sẻ giúp em nhé. Quần này sẽ ghi giúp em là Q99 đen, chị Lê Nga lên số Q99 nâu. Và Q99 em đang mặc sẽ là Q99 trắng. Hai size ML hôm nay chốt 123. Chưa bao giờ em bán giá này luôn, nói điều mất lộc. Chất này của em là chất u mì. Và đến thời điểm này tổng số lượng em nhập đã là 10.000 chiếc rồi. Còn áo thì áo em đang mặc sẽ gọi là cổ lọ. Cổ lọ em chốt trong live là 66.000 đồng. 66.000 đồng và em chỉ bán từ 2 chiếc. Hoặc nếu các chị có thể lấy 1 chiếc, sau đó là mọi người dồn đơn với một cái quần này là cũng được. Ví dụ như là một cổ lọ và mặc với một cái quần Q99 này là được nha mọi người. Cổ lọ em bán 66.000. Bắt buộc kiểm tra hàng, cho em xin miếng nước anh ơi. Em chỉ năm nay là cổ lọ em chỉ nhập những cái màu nút nút tây tây này thôi, chứ năm nay em sẽ không nhập mấy cái màu như kiểu màu ghi rồi màu xanh dương rồi màu xanh lá. Vì nói thật nha, những màu đấy bán chậm mà lại sao? Mà lại gì ạ? Bán chậm, bán số lượng ít, mọi người có mua mấy đâu. Đây là những cái màu dễ phối, cho em hỏi mọi người ví dụ xanh lưa, xanh dương, xanh lá, đỏ cam, mình nói thật là chỉ mua tặng cho các mẹ, các bà, các cô thôi. Chứ còn mình mặc không biết phối thì sao luôn ấy. Kiểu em má này sẽ gọi cho em là cổ lọ nâu, quần này sẽ là Q99 trắng, cổ lọ nâu, cổ lọ sữa, cổ lọ trắng, cổ lọ đen và cổ lọ kem. Và mọi người, Q99 nhà em nói thật nhá, che chất xấu, được hoàn hàng luôn, không phải nói thêm một lời nào nữa. Còn bây giờ em sẽ test cho mọi người cái chất của cổ lọ nhá. Em nói luôn này, hàng 66.000 nhưng em cam kết với các chị điều thứ nhất, nó là hàng chất đẹp. Điều thứ hai, nó là hàng Quảng Châu. Còn nếu này 2.400 chị đang xem livestream mà các chị phát hiện ra đây là hàng xưởng Việt Nam,
Em xin phép hoàn tiền 20 lần giá trị cái áo này cho các chị. Nếu như các chị chỉ cần phát hiện ra đây là hàng của Việt Nam thôi. Bởi vì em nói luôn này, hàng Việt Nam mình không sản xuất. Hiện tại cho đến giờ vài phút này là chưa sản xuất được len. Và dù có nếu sau này có sản xuất được thì em cũng khẳng định luôn với các chị là giá sẽ không bao giờ rẻ bằng Trung Quốc. Nói thẳng luôn, mọi người nhìn giúp em này, form của nó em kéo này, mọi người nhìn nhá. Kéo này, đây là em kéo xuống này, đây là em kéo ngang này, mọi người thấy chưa? Và bây giờ em thả ra, thấy chưa? Vẫn y như thế, vẫn đẹp như thế, không hề bị bay, không hề bị rão. Và những cái áo này thì năm nào em Linh cũng bán, cứ đến cái mùa tháng 10 là sẽ bắt đầu bán. Bởi vì thật ra là những cái này thì là sao? Bây giờ bắt đầu lạnh lạnh thì mọi người mới mua. Chứ cách đây một thời gian có mua thì có bán thì mọi người cũng sẽ không mua. Ví dụ em, mã này sẽ là cổ lọ, không phải là ba phân đâu chị ơi. Đây là cổ lọ nhá. Này này, mọi người thấy chưa? Cổ nó như thế này này, đấy như thế này này. Thế xong rồi ấn nó xuống như này thì nó là cổ lọ chứ không phải là ba phân nhá. Và bây giờ em sẽ mặc với phao ghi lê. Phao ghi lê hôm nay nhà em về thêm được 500 con. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người riêng phao nhá, mọi người biết không? Đợt trước bỏ mẫu, bây giờ bán lại còn đắt hàng hơn đợt đầu. Đúng là cái gì ạ? Mình là phải sống nhờ thời tiết thôi các chị. Rời mận ống thì có bán hàng, rời hàng đất chả bán được. Mà rời là lạnh một phát là bán quá trời quá đất. Quy 99 hôm nay bán 123.000, đố ai chơi lại luôn. 123.000 mặc với phao ghi lê, chốt trong line này là 207.000. Áo bên trong là 66.000 và em bán từ hai áo. Em chỉ nói đơn giản như thế này này. Khi các chị thấy em bán từ 66.000 thì các chị sẽ đặt ra một câu hỏi. Có thể là những chị mà gì chưa mua hàng em bao giờ ấy, còn những chị mua quen thì chắc chắn là người ta đã tin tưởng em rồi. Nhưng mà những chị mà chưa mua bao giờ sẽ nghĩ là không thể nào mà có một cái len Quảng Châu mà 66.000. Thế em nói chân thành ở đây với các chị này, một áo em chưa được 6.000. Nhưng một live stream này em có thể bán được hàng nghìn cái áo này. Em nói thật, với số lượng em linh tung ra thị trường, mọi người nhìn cái mắt xem nhé, em hiện tại đang là 2.600 người xem. Lúc nãy là đến 3.200 người xem. Và em dám đứng ở đây và thề hứa danh dự với các chị, đây là mắt thật 100%. Em Linh không bao giờ chạy quảng cáo hay là mua mắt ảo nha các chị nha. Cho nên là sao ạ? Cho nên là lượng khách ở đây là khách thật 100%, không chạy quảng cáo và không mua mắt ảo, nói đi đâu mất lọc luôn. Để làm sao? Để mọi người biết rằng là cái mà em hướng tới đó là số lượng, chứ em không ăn lãi các chị nhiều nha. Ví dụ như 6.000 một áo và 1.000 áo chẳng được 6 triệu còn gì. Còn gì, đúng không? Ví dụ em, mã này sẽ là cổ lọ nâu, màu này sẽ là cổ lọ sữa, cổ lọ trắng, cổ lọ đen và cổ lọ kem. 66.000 đồng một áo và chỉ bán từ hai áo. Còn ghi lê em đang mặc sẽ là phao ghi lê sữa 207.000. Còn quần em đang mặc dám hứa với các chị, đến giờ phút này là em nhập đến 10.000 quần rồi. Và chiều nay em Linh lại vừa đặt thêm 500 quần nữa. Thật ra là em bán rẻ cho các chị, không phải là em bán sale. Và em cũng không nhập được rẻ hơn 1.000 nào cả. Nhưng bản thân em suy nghĩ là như này này, khi mà các chị đã ủng hộ em cho đến 10.000 cái quần thì thật sự là quá là tuyệt vời. Các chị đã ủng hộ em Linh đến 10.000 cái quần thì thật sự là nó quá tuyệt vời. Cho nên là bây giờ mình lãi ít đi một tí, mình lãi ít đi 3.000, mình lãi ít đi 4.000 cũng không sao cả, đúng không ạ? Để những chị mà đã từng mua những màu này có thể người ta sẽ quay lại mua thêm những màu khác, đúng không các chị? Ghi của em, mã này sẽ gọi là gì ạ? Q99 màu đen. Đây là mặt sau, Q99 màu nâu. Và Q99 màu em đang mặc sẽ là màu trắng, 123.000, 2 size ML. Và em trả lời luôn là em đang mặc ở đây là size L. Tại vì sao? Tại vì em thích mặc rộng. Cho nên nếu như ai thích mặc rộng thì hãy lấy size L. Còn nếu như thích mặc vừa thì chỉ lấy size M thôi. Bởi vì em chỉ có 49, 48 cân thì bình thường nếu như mà theo cái tư vấn ấy, thì nó sẽ là size M. Nhưng bởi vì cái sở thích của em nó khác bình thường cho nên là em lấy size L. Nên là mọi người lưu ý nhá, nếu thích mặc rộng thì hãy lấy size gì ạ? Size L. Còn nếu không thì mình chỉ lấy size M thôi. Q99 123.000, chất liệu u mì. Còn nhận hàng mà chê chất xấu vào đây bóc phốt em thoải mái. Bóc phút thoải mái rồi, được chưa? Còn em nói luôn, tất cả những chị đang xem live ở đây này, những ai mà đã có đơn rồi ấy, thì em chỉ khuyên các chị một điều thôi. Đó là gì ạ? Mình hãy dồn đơn một cái quần tất này của nhà em vào. Em nói chân thành đấy, thật sự là rất là chân thành. Các chị dồn một cái thôi, một cái thôi, màu đen cũng được, màu da cũng được, các chị dồn vào. Cái quần tất này của em bán năm nay là năm thứ 5. Và em thật sự là tâm sự với các chị là cái thời điểm ấy mà em bán cái quần này, khi mà năm đầu tiên của cái công ty Mizi này á, lúc đó em chỉ có mấy chục người coi thôi. Mà cái chị chủ công ty đó là đã ngồi xem em live stream, Linh ơi em liều quá, em ngồi live stream mà em dám test quả dứa như thế, Linh ơi em liều quá. Em bảo thật sự là em cũng đã test thử và em thấy chất lượng rất là ok rồi chị ạ. Và em cũng mặc thử, em test các kiểu rồi em thấy ok, thì lúc đó em mới bắt đầu test trước mặt các chị. Chứ không phải là liều, mà không phải là liều mà là gì, là em tự tin vào cái chất lượng sản phẩm em mang đến cho khách. Bởi vì em nói thật là nếu như mà một cái quần tất mà 70 mấy nghìn thì nó không rẻ đâu ạ. Em thừa sức nhập được cho mọi người hàng 20 mấy nghìn, 30 mấy nghìn, 40 mấy nghìn là em nhập được. Nhưng quần tất là nó một cái sản phẩm nó khá là nhạy cảm, khác với quần áo. Ví dụ như là quần áo thì chất này cũng được, chất kia cũng được, nhưng miễn sao nó lành lặn là được. Nhưng quần tất các chị mặc một lần mà rách vứt đi thì thật sự là các chị cũng sẽ chán. Và dù nó có 30 nghìn mà mặc một lần vứt đi thì nó cũng không bằng là 70 nghìn mà mặc được 4-5 lần, có đúng không ạ?
Vậy vì mọi người chắc là nhiều người ở đây cũng đã trải qua cái cảm giác của chị quần tất nhà Linh, đỉnh của đỉnh. Em cảm ơn chị Nguyễn Hồng Thảo rất là nhiều. Những ai năm ngoái mà đã mua quần tất nhà em rồi cứ vào đây comment thoải mái cho em nha các chị nha. Năm ngoái em bán cán mốc là gì ạ? Năm ngoái em bán cán mốc là 8.000 quần và em được công ty thưởng nóng 2 chỉ vàng luôn đó mọi người. Em là top 1 bán lẻ luôn á. Bán xỉ thì em không biết nhưng bán lẻ là top 1 thề. Ghi của em mã này sẽ gọi là gì ạ? Quần tất, và bây giờ em sẽ bóc ra test cho các chị luôn nhá. Mỗi một live stream là gì ạ? Mỗi một live stream là em sẽ dành ra một cái quần để test cho các chị ở cái thời điểm đông người xem nhất. Tại vì một cái quần này em bỏ ra thì tính ra là 7, em bán là 70 mấy nghìn rồi còn gì, đúng không ạ? Thế nên là thành ra là mỗi khi mà view mà cao cao thì em sẽ dành ra một cái để em test cho mọi người. Em bóc từ túi ra và em test cho các chị xem luôn, được chưa? Ghi của em mã này sẽ là quần tất da hoặc quần tất đen cách số điện thoại. Đây này, em bóc cái này là cái mới tinh luôn nhá. Cái mới tinh luôn nhá các chị nhân. Nên là ai mà gì ạ? Ai mà gì ạ? Ai mà chưa mua quần tất nhà em ấy thì mọi người nên thử, em nói thật đấy. Bây giờ em sẽ bóc cái quần tất này, quả dứa này ra khỏi cái quần tất cũ và em sẽ lại tiếp tục test một quần tất mới. Bởi vì là một cái live stream vừa rồi thật sự là em chỉ dành ra có hai cái quần tất thôi. Dành ra có hai cái quần tất thôi mà em bán được bao nhiêu ạ? Em bán được 1.400 cái quần tất. Thì thành ra là em hy sinh một hai cái quần để test cho mọi người, thật sự là mũi, thật sự là mũi luôn. Mà cái đấy công ty người ta còn hỗ trợ em nữa cơ, bởi vì em bán lẻ nhiều ấy. Em bán lẻ nhiều cho nên là người ta cũng ưu ái lắm, thật sự là rất là ưu ái. Đây này, quả dứa này là hơi héo rồi. Chính là cái quả dứa hôm trước em vẫn chưa mua được quả mới và nó rất là to. Mọi người thấy chưa? Và bây giờ em sẽ cho cái gì ạ? Có cái quả quần tất mới này vào nhá mọi người nhá. Đây. Mọi người nhá, đây là cái là em vừa bóc ra này vẫn còn nguyên si tràng này, chưa xỏ tay vào. Bây giờ sẽ cho quả dứa này vào test cho các chị xem luôn. Được chưa ạ? Trực tiếp luôn, live stream trực tiếp chứ không phải là quay lại đâu mọi người nhá. Live stream trực tiếp nha mọi người. Được chưa? Ví dụ em sẽ là quần tất kèm màu và kèm số điện thoại. Em chỉ có hai công hàng công ty nha mọi người. Hàng này là hàng công ty và chỉ có hai màu chủ đạo là màu da và màu đen thôi, chứ không có mấy cái màu khói rồi màu ghi, màu gùng các thứ thôi. Những cái màu này là ai cũng có thể mặc, chứ còn màu khói, màu ghi không phải ai cũng mặc được các chị ơi. Nhiều cái chị, cái chính cái chị mà gì, chính cái chị công ty này còn bảo Linh ơi em test như thế em không sợ à? Em bảo không, bởi vì em bán năm, bây giờ em bán đến năm thứ năm mà chẳng có gì em phải sợ nữa hết. Em test nhiều lắm rồi, bao nhiêu là quần tất rồi, từ năm đầu tiên lúc có mấy chục người coi đã dám test rồi, đừng nói là bây giờ. Nhưng mà thật sự mà nhỡ như mà nó rách trên live stream một cái thì thật sự là coi như là vỡ mồm luôn đấy, không ai mua nữa luôn, mọi người là em chết luôn đấy. Nhưng mà tự tin sản phẩm cho nên là em sẽ test cho mọi người xem. Mọi người nhìn nhá, bắt đầu em kéo này, mọi người nhìn thấy không ạ? Em kéo này, đây. Ghi của em cái này sẽ gọi là, đây mọi người thấy chưa? Mọi người nhìn rõ chưa? Mọi người nhìn rõ chưa? Đây này, đó. Em kéo này, mọi người nhìn bên trên này. Đó, cái chỗ mà em đã kéo qua rồi này. Ghi của em cái này sẽ là quần tất đen và quần tất da cách số điện thoại. Thì em chỉ nói trên live stream là như thế này này. Quần tất á, thì quần nào cũng sẽ rách. Không bao giờ có chuyện mà em nói quần tất thì em không rách nhá. Nhưng ý em đang nói ở đây á, là quần này sẽ dai hơn quần bình thường. Đấy, dai hơn quần bình thường, có nghĩa là ví dụ như quần bình thường mà mọi người chỉ mặc được 1 lần 2 lần thì quần này mọi người có thể mặc được 4 lần 5 lần kiểu như vậy. Về cái thứ hai nữa là em test ở trên quả dứa là quả dứa nó rất là gai góc, chứ nó không phải như cái chân của mình. Đây, ví dụ như chân của mình thì nó mịn màng, dù có lắm lông thì nó cũng mịn màng, chứ nó không phải như quả dứa. Quả dứa là nào là mắt, nào là gai mà nó còn không rách, nhưng nó có xước nha. Quả dứa mà chạm vào là quần nó có xước nhưng mà nó rất là khó rách luôn ấy. Em có những cái quần mà em phải test cái ống mà em bỏ hai quả dứa hai lần rồi nó vẫn chưa rách. Nhưng mà không biết, nhiều khi hên xui trong 1.000 cái quần có thể có một cái nào lỗi đó mà mọi người mặc dễ rách thì em không biết. Nhưng mà tóm lại là em bán đến năm nay là năm thứ ba rồi, bán kinh khủng khiếp luôn, được chưa? Hai màu đen da, màu này sẽ là màu đen và cái màu em vừa test cho mọi người sẽ là màu da. Và thêm một cái nữa thì là quần tất này khi mà nó rách ấy, thì nó sẽ rách thành lỗ tròn như này đó, chứ nó sẽ không rách toạc 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 ra nha mọi người nha. Nên là mọi người khi mà chưa tin tưởng em thì em nói là những ai mà có đơn quần áo á thì mọi người dồn một cái quần tất vào thôi đó. Thì sau này nếu tin tưởng rồi thì ví dụ vào vụ mùa đông thì các chị vào ủng hộ em thêm một hai đôi nữa nha mọi người nha. Ví dụ em sẽ là quần tất kèm màu và kèm số điện thoại bao nhiêu ạ? 72.000 đồng một quần và mua từ hai quần sẽ là 69.000. Còn ngay bây giờ em sẽ lên bảng màu bao áo phao ghi lê. Trời ơi, em toát hết mồ hôi, anh lấy cho em cái bảng màu phao ghi lê ấy. Phao ghi lê em chốt trong livestream này cho các chị là 207.000. Còn áo em đang mặc sẽ là áo gì? Áo cổ lọ. Cổ lọ em bán có 66.000 một áo thôi. Và các chị cố gắng lấy từ hai áo. Quần em đang mặc sẽ là Q99, bán 10.000 chiếc rồi. Em nhập 10.000 chiếc rồi các chị ơi. Đây, phao ghi lê của em đây, anh cho nó phủ xuống dưới cho đỡ phải lấy cao quá. Phao ghi lê màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Phao ghi lê màu em đang mặc sẽ là màu cầm, sẽ là màu kem. Phao ghi lê màu này sẽ là màu nâu và phao ghi lê màu này xem sẽ là màu đen.
phao ghi lê kèm màu kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 207.000. Và bắt buộc phải kiểm tra hàng rồi hãng giả tiền nha các chị nhá. Và nếu các chị thích cùng tông màu, các chị có thể mặc cái màu nâu này cho nó cùng tông màu với áo bên trong nha các chị nha. Thì em hỏi mọi người nhá, một cái áo này 207 hàng Quảng Châu, một cái áo len này 66.000 vẫn là hàng Quảng Châu. Còn em bảo rồi, nếu phát hiện ra hàng sổ Việt Nam, em hoàn cho mọi người 20 lần giá trị cái áo len cổ lọ này, được chưa? Bởi vì là sao ạ? Bởi vì các chị được kiểm chứng, được kiểm hàng rồi mới trả tiền mà, được chưa? Bây giờ em sẽ mặc thêm một cái màu kem này, bao nhiêu lâu mới về hàng? Hình như là cách đây đâu đó gần một tuần bây giờ mới về được màu kem á. Nên em sẽ mặc, không nghe tiếng Linh ơi, rồi chết mẹ rồi. Một khách comment không nghe tiếng rồi. Ôi em toát mồ hôi, anh thử vào xem có nghe được không anh? Nghe không anh? Nghe đúng không? Tức là chỉ lâu lâu chỉ một người bị thôi. Nhưng mà mỗi lần mà đọc được cái comment như thế là em bị đau tim ý. Em bị đau tim thật sự luôn đấy mọi người. Phao ghi lê kèm mà. Ôi phao ghi lê em thề là em bán lại, em bán đi, tức là bán này, xong rồi bỏ mẫu, bây giờ quay lại bán thì lại đắt hàng hơn lúc bán lần đầu. Tại vì lúc em bán lần đầu là được tháng 8 ấy, nó trời còn nóng ấy. Bây giờ tháng 10 em thề lúc nãy em đi xe máy sang kho mà lạnh vãi luôn, tí về chắc phải mượn áo khoác của shop chứ em mặc áo cộc lạnh vãi chưởng luôn. Đây này, ui, cái màu kem này giống màu quần này, mặc rất là hợp luôn này mọi người ơi. Cái màu kem này mặc với quần này rất là hợp luôn. Túi chưa về chị ơi, túi là cái đầu Trung Quốc người ta gửi cho em là ngày 27 tháng 9, thì bây giờ là đang trên đường về rồi. Thì nhưng mà cái đợt này lại dính vào quốc khánh của Trung Quốc ấy, thành ra là có thể nó hơi nhỡ nhàng mất 2-3 hôm thôi. Còn em đã nhận đơn cho các chị là chắc chắn các chị có đơn, chắc phải chịu khó chờ một chút xíu thôi nhá. Ví dụ em mã này sẽ là phao ghi lê kem và quần này sẽ là quy chín chín trắng. Anh ơi ghi cho em bên kia, bên này nó không ấy. Nhìn giúp em này, cổ lọ nâu, cổ lọ sữa, cổ lọ trắng, cổ lọ đen và cổ lọ kem. 66.000 đồng một áo và chỉ bán từ, lại không nghe tiếng Linh ơi, thôi xong mẹ rồi. Làm sao vậy? Một hai người thôi đúng không? Đấy, mọi người mà ai không nghe được thì mọi người thoát ra vào lại ý, nhá. Vẫn nghe mà, tùy người đấy, do mạng á mọi người, nhá. Này nhìn cho em cái chất này, đùa. Thật đã, ủi vãi, thế thì hàng đâu ra, thế thì vỡ mồm rồi. Ví dụ em bán này sẽ gọi là cho em là gì ạ? Ba gì ạ? Cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại, các chị nhìn này, cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại. Đây là em test kéo ngang này, đây là em test kéo xuống này. Và bây giờ em thả ra cho các chị về y xỉ form luôn. Và áo này sẽ là phao ghi lê kem 207.000. Cổ lọ là bao nhiêu? Là 66.000 và chỉ bán từ 2 chiếc. 66.000 một cái áo len hàng Quảng Châu. Còn em hứa với các chị ở đây rồi, nếu phát hiện ra hàng Việt Nam, hoàn 20 lần giá trị cái áo. Cổ lọ này sẽ là nâu, cái này sẽ là sữa, là trắng, là đen và là kem. Thì em chỉ chọn những cái tông màu tây tây nút nút thôi, chứ mấy cái màu xanh, hồng, tím, vàng các thứ là thôi, năm nay em bỏ qua, em không lấy. Còn cái quần em đang mặc sẽ gọi là Q99 trắng. Màu này cho em sẽ là Q99 đen. Và màu này cho em Linh sẽ là Q99 nâu. Bán đến giờ phút này là 10.000 quần rồi. Cho nên là không có gì phải nói thêm nữa, không có gì phải quảng cáo thêm nữa. Quá nhiều lời khen dành cho nó rồi. Cho nên là bây giờ em Linh xin phép qua mẫu khác ở đây mọi người nhá. Chốt giúp em mã này sẽ là Q99 đen, Q99 nâu và Q99 trắng. Hai size ML dưới 52 cân, mặc giúp em size M từ 53 đến tầm, không phải, dưới 54 đi, dưới 54 sẽ là size M, và từ 55 đến tầm 68 là mặc giúp em size L. Còn riêng quần này các chị chê chất xấu, các chị vào đây bóc phốt em thoải mái, được chưa? Giơ lại màu ghi lê cho mọi người nha mọi người ơi. Màu ghi lê mà em đang mặc sẽ là phao ghi lê kem cho em xin. Màu em đang mặc sẽ là phao ghi lê kem. Màu này cho em Linh sẽ là phao ghi lê đen. Màu này cho em Linh sẽ là phao ghi lê nâu. Và màu cuối cùng cho em sẽ là phao... Ông treo cái áo luôn. Này sửa lại đi. Và màu cho em sẽ là phao ghi lê sữa, phao ghi lê kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 207.000. Và em qua mẫu ở đây luôn. Em Linh qua mẫu ở đây luôn nha các chị nha. Qua mẫu tiếp theo, trời ơi cái con cổ lọ này mặc không muốn cởi luôn. Và bây giờ em lên một cái mã quần, lên một cái mã quần mà em khẳng định là cũng chưa một khách, à có một khách chê, đó là chê form to quá. Chê form to quá chứ chưa ai chê chất xấu luôn. Chê form to quá là có nha. Bởi vì là em bán hàng form to khổ lắm ấy. Quần này màu trắng của em đâu nhỉ? Ví dụ em mã này sẽ là Q30 phải không anh nhỉ? Q30, trời ơi nhìn con quần này. Em hỏi này, bây giờ cho em hỏi 2.500 chị đang xem live stream ở đây, ai mua Q30 rồi? Cho em xin một câu phản hồi chân thực, một câu phản hồi mà mọi người cảm nhận thật lòng về nó như thế nào. Một comment vào đây cho em cái Q30 này này, được chưa? Để em lấy cho em màu trắng size S thôi nhá, em chỉ mặc này size S thôi.
ai đang xem livestream ở đây lần đầu mua hàng nhà Linh đẹp và ưng quá, em cảm ơn chị Đức Khánh Trần rất là nhiều nha chị nha, em cảm ơn chị ạ. Quần em đang mặc em bán trong livestream này ngày hôm nay cho các chị là 123.000, em bảo là chưa bao giờ em bán giá này, 123.000 một quần chất ô mì. Còn quần em đang giơ ở đây nó là chất liệu nỉ da lộn, hay là hay còn gọi tất liệu cái gì nỉ gì, nói chung là cái chất da lộn nỉ hay cái gì đó, tóm lại là em không biết diễn tả như là cho đúng cái chất. Nhưng mà thật sự là cái chất này năm nay là năm đầu tiên em bán, bởi vì năm ngoái đắt quá không bán được. Còn Q99 em đang mặc thì nó là chất u mì chị nhá, nó là chất u mì. Thì quần này nhá mọi người, quần này á thì mọi người có thể mặc mùa hè được nhá, mùa hè mùa thu được. Nhưng quần này thì chỉ mặc mùa thu và mùa đông thôi, mùa hè không mặc được bởi vì nó sẽ rất là gì ạ. À, mình nhận CV8 và quần tất rất ưng, em cảm ơn chị rất nhiều nhá. Đúng rồi, quần bò nhà chị Linh chất đẹp nhưng chê form to. Đấy mọi người thấy chưa? Khách nhà em là không có chê cái gì về form nhỏ, mà cũng không có chê là chất xấu, mà chỉ có những khách chỉ chê là hàng nó có lại form to quá. Kiểu như là form to quá, nhưng mà các chị cái vấn đề ấy là cái form to mới là cái khó, còn cái form nhỏ thì nó lại rất là dễ. Các chị mà đi mua form nhỏ thì rất là dễ mua, nhưng mà những chị đi mua form to thì nó lại là khó mua ấy. Nên là bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái quần này luôn nhá. Quần này size em sẽ là Q30. Và màu này cho em kẹp lại cho em, Q30 kèm màu và kèm số điện thoại. Em Linh xin phép qua mẫu Q99 ở đây nhá. Q99 có màu gì giá sao, trời ơi lại Q99. Em đọc lại một lần nữa này. Q99 màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Q99 màu này sẽ là màu nâu. Và Q99 màu này sẽ là màu đen. Ui tụt view của em rồi. Quần áo nhà Linh giá và chất ok, tụt bất của em 200 người rồi các mẹ ơi. Đẩy view lên lại cho em nào. Thì là sao ạ? Thì hôm nay em tặng trong live chất dày cực luôn, xịn lắm mọi người. Theo dõi và mua hàng Linh từ lúc bạn mới bán, chưa bao giờ thấy. Ôi em cảm ơn chị Nga rất là nhiều, em vẫn nhớ chị nhá. Chị Nga là em vẫn nhớ chị ý. Thật sự là em nhìn avatar là em nhớ ấy. Em chốt trong live là gì ạ? Em mong muốn là sửa xe SBS lại được không chị? Khổ lắm, nhưng mà thật ra ấy, cái lượng khách của em mà phong to thì nó lại chiếm 80% ấy. Vừa ý lần đầu tiên mua nên đã có lần 2, lần 3 và cứ thế tốn tiền vừa đẹp vừa rẻ. Em cảm ơn chị bên Trần rất là nhiều. Chị Anh Đào lên số điện thoại giúp em nhá. Q99 hôm nay em chốt trong live là 123.000 và chất liệu là gì? Chất liệu ô mì. Chất liệu ô mì, nhận hàng được kiểm tra hàng. Hai size ML 40 đến 68 cân đổ về mặc được. Và ngay bây giờ em Linh sẽ lên cho một con quần Q99. Thì em nói này, cái chất Q99 và cái chất u mì là nó khác nhau nha, nó khác nhau. Cái chất u mì thì nó dày hơn, nó xịn hơn và nó đẹp hơn. Rõ ràng là như vậy bởi vì nó chênh nhau tận mười mấy nghìn các bạn mọi người. Nó chênh nhau tận mười mấy nghìn các bạn mọi người. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người con quần gì ạ? Quần này sẽ là gì? Quần này sẽ là quần gì ạ? Q99 các chị nhìn này. Em đang cầm ở đây là size S nhá, siêu to khổng lồ luôn. Này mọi người nhìn chất liệu đằng trong thấy chưa? Nó là cái chất nói chung là nó lạ lắm. Quần tất em chốt trong live là 72.000 một quần. 72.000 một quần và mua từ 2 quần sẽ là 69.000 nha mọi người ơi. Em bảo rồi, ví dụ như mọi người thích cái quần tất rẻ á thì em thừa sức nhập cho các chị được quần hai mấy ba mấy nghìn. Nhưng quần tất nhà em là gì ạ? À, chị Linh nào lấy cái áo kẻ mà cổ choảng cái gì đấy, không kịp đọc comment, không hiểu luôn á. Quần em đang mặc sẽ là Q99 và quần này của em sẽ là có 3 màu. Và trong cái phân khúc quần mà mấy cái quần mà kiểu ống bom bom trong các quần em đang bán, ví dụ như là Q30 này, hay là đúng rồi em đang mặc là Q30. Ví dụ như là Q30 hay là Q99 hay là quần bom, thì đây quần em vừa cởi ra, em xin lỗi nha, em vừa xong em nói nhầm nhá. Cái Q99 em vừa cởi ra là cái quần em vừa cởi ra là Q99, còn quần em vừa mặc vào ở đây là Q30 nha các chị nha. Nghe kỹ giúp em, không là mình chốt nhầm nữa, bởi vì nó là chất liệu khác nhau, form dáng khác nhau và giá tiền nó cũng khác nhau luôn nha các chị nha. Shop được cái size to, chất đẹp rất ưng ý đấy. Vấn đề là cái phần đa của em là khách là toàn thích form to với cả người cũng khá là đậm đậm ý. Cho nên là những khách mà gầy quá 42, 43 cân là đến nhà em mua là toàn chê quần rộng. Xong rồi mà mong muốn là shop sửa size S bé lại. Nhưng khổ cái là khách gầy thì người ta lại, khách gầy nhà em không có nhiều, mà khách kiểu như là 55 đến 65 nhà em thì lại nhiều. Đó, ví dụ em mã này sẽ là Q99. À em xin lỗi, Q30 nâu, Q30 trắng và Q30 đen. Q30 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Em nói luôn này, tuyệt đối dưới 55 chỉ lấy đến size S thôi nhá. Mọi người nhớ nhá, riêng quần này dưới 55 chỉ lấy đến size S thôi. Và từ 56 cho đến 70 cân mà không vừa xem mở, em cam kết cho hoàn hàng lại và không cần đổi sang sản phẩm khác. Mọi người nghe kỹ giúp em này, tuyệt đối dưới 55 cân chỉ lấy size S. Từ 56 cho đến 70 cân mới lấy size M. Mọi người nhớ nhá. Ghi của em mã này sẽ là Q30 nâu, Q30 trắng và Q30 đen. Hôm nay em chốt trong livestream, anh ghi giá cho em ngày hôm nay. Em khô máu với các chị luôn, bởi vì hôm nay các chị quá đông, quá nhiệt tình và quá ủng hộ em Linh.
138.000 đồng. Nhận hàng thích lắm, em mua nghiện rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha. 138.000 đồng một Q30. Và tuyệt đối dưới 55 cân chỉ lấy đến size S, không vừa em cho hoàn hàng lại, bởi vì form nó vãi trưởng như thế này thì các chị chỉ mặc đến size S thôi. Và từ 56 cho đến bao nhiêu, từ 56 cho đến 70 cân thì mới mặc đến size M nhá. Hàng của em đợi lâu quá không biết bao giờ mới nhận được hàng. Do cái túi VIP đang bị thiếu anh ơi, hàng chưa về anh ạ. Về túi là chị gửi đơn liền. Ghi của em mã này sẽ là Q30 nâu, Q30 trắng và Q30 đen. Còn áo em đang mặc em sew lại bằng một lần nữa. Và em nói với mọi người cái áo này, ngày hôm nay nhà em Linh về thêm hơn 600 cái áo này. Nói đi nó mất lòng luôn. Và tổng số lượng em Linh về cho đến giờ phút này, từ khi bán áo này, là hơn 2.300 chiếc, hơn 2.200 chiếc áo này rồi. Thế các chị nghĩ nó có kinh khủng không ạ? Em thấy nó là quá kinh khủng ấy. Thật sự bây giờ chưa phải là vụ đắt hàng đâu các chị ơi. Nhìn giúp em cái áo này này. Bây giờ những chị mà đang xem live stream ở đây, em chỉ hỏi một điều nhé. Tất cả những ai đang mua, đang xem live stream ở đây của em và đã mua cái áo đẹp của em rồi, thì các chị hãy comment một câu thật lòng vào đây là mọi người có thể ưng cái áo này không. Chứ đến giờ phút này là em về hơn 2.200 cái áo đẹp này rồi. Thật sự là đây là đang là cái mã sản phẩm, mà mã sản phẩm, mã áo mà bán chạy nhất ở shop Linh Linh thời điểm này. Hơn cả áo giữ nhiệt luôn, hơn cả áo giữ nhiệt luôn. Tụt view của em rồi các chị ơi, bởi vì áo giữ nhiệt bây giờ nó chưa về được các mọi người. Tụt view của em rồi, còn có 2.000 mốt kìa. Live stream này em tặng mọi người 600.000 đồng đấy. Nên mọi người cố gắng tương tác nha. Chị lên nào chữ đi, ok, chờ em một chút xíu. Ghi của em mã này sẽ gọi là gì? Cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại. Và bây giờ sau đó em sẽ lên áo đẹp nhá. Nhìn thấy em không? Thủy Lê ơi, có nhìn thấy nhá. Mọi người thả tim thả like và chia sẻ bài viết nhá. 30 kìa, Q30 41 ký thì vẫn mặc được, mình rút cái dây là mình buộc vào là được nhá. Nhưng nếu như mà ai không thích rộng quá thì thôi. Bởi vì em cũng phải nói luôn là hàng em là hàng form to nha các chị nha. Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Áo cổ lọ nâu, áo cổ lọ sữa, áo cổ lọ gì ạ? Cổ lọ trắng, cổ lọ đen và cổ lọ kem. Áo đẹp đi chị, ok. Cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream này là 66.000. 66.000 và chỉ bán từ 2 chiếc. Em bây giờ em sẽ lên áo đẹp luôn. Và em nói thật là cái váy mà đỉnh nhất. Ô quên, bây giờ em phải lên cái quần này nữa, trời ơi. Cái quần này ngày mai sẽ về thêm 500 quần thôi. Em qua mẫu Q30 ở đây. Các chị có biết Q30 bây giờ nhà em đang thiếu bao nhiêu đơn không? Hơn 500 đơn Q30. Vẫn đang thiếu. Vẫn đang thiếu hơn 500 đơn. Cho nên em xin phép qua mẫu luôn. Em lên cái quần xích này. Quần xích này ngày hôm trước em tung ra thị trường em bán được 600 chiếc các chị ơi. Ngày hôm trước em tung ra thị trường em bán được 600 cái quần xích. Kinh khủng không? 600 cái đấy mọi người, không phải 60 cái đâu. Và ngày mai sẽ về tiếp 500 cái nữa. Còn bây giờ ở kho em Linh là hết sạch rồi. Cái ba sọc này mọi người biết là áo này hôm qua hôm trước mặc đi chơi, lấy mặc đi chơi, khách hỏi quá trời quá đất là hỏi đây này. Em ơi, đăng ảnh lên trái hỏi gì cứ hỏi áo có bán không. Chứng tỏ những người đó là không xem live stream chứ. Em like rồi em mới mặc mà. Em like và em thấy đẹp và em còn nói trên live stream với các chị là nhất định em Linh sẽ lấy một cái này. Thế là sau đến ngày hôm sau phát là em lấy em mặc đi chơi luôn. Đấy, chụp ảnh rõ là trẻ luôn đấy, thề luôn là áo này mặc lên trẻ lắm. Chờ em một tí thì em sẽ lên, còn bây giờ em sẽ lên cái áo đẹp đó mọi người nhá. Gửi hàng cho em chưa? Nói chung là chốt đơn rồi thì mọi người cứ yên tâm là còn hơn nhá. Chứ bây giờ hỏi em ở đây là em chịu chết, em không biết đâu. Bởi vì việc đấy là việc của nhân viên mà em có biết đâu. Được chưa ạ? Bây giờ em sẽ lên cho mọi người áo đẹp nhá. Áo đẹp chị, áo đẹp em chốt rồi mà không thấy chốt là như thế nào? Có nghĩa là nếu như mà đơn cũ trong những cái live stream trước mà mọi người chưa được chốt ấy, thì mọi người hãy đặt lại luôn nhá. Bởi vì là tất cả cái live cũ là bên em đã chốt hết đơn rồi. Còn bây giờ em sẽ lên cho mọi người là quần xích và lên áo đẹp cho mọi người nhá. Còn em qua mẫu diện Q30 ở đây nhá. Q30 nhà em còn đang nợ quá nhiều đơn ấy. Còn áo cổ bè không ạ? Cổ bè là cái nào nhỉ? Có comment là có đơn à, chốt thôi. Comment và phải có số điện thoại mới có đơn nha chị ơi. Comment nhưng phải có số điện thoại. Chứ nếu mà mình chỉ comment là cho mình một áo này một áo kia mà mình không lên số điện thoại thì chắc chắn là mình sẽ không có đơn. Mà mình phải ghi là ví dụ như mình lấy quần này chẳng hạn, đúng không? Mình sẽ ghi là quần xích kèm size và kèm số điện thoại. Hoặc là ví dụ như lấy áo dây thái em đang mặc thì là 25.000 đúng không? Thì ghi là áo dây thái kèm số điện thoại kiểu vậy ấy. Thì mọi người mới có đơn nhá. Còn nếu mà không có số điện thoại là không có đơn đâu. Còn áo tiểu thư không, dạ em hết từ rất lâu rồi chị ơi. Mọi người nhìn này, trời ơi cái váy nhung kia anh treo lại chưa? Cái váy nhung này tối nay em nói thật em phải bán ít nhất là 800 con chứ không phải 500. Em thề là hệ thống máy tính cái những cái này anh treo lên chứ này. Em thề là hệ thống máy tính nó lag luôn cái váy này này. Trời ơi nó đắt hàng kinh khủng khiếp, anh treo lại này. Được chưa? Còn quần này ghi giúp em là quần gì? Quần xích. Quần xích kèm size và kèm số điện thoại. Quần xích kèm size và kèm số điện thoại. Các chị nhìn này. Đấy. Quần xích kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Trời ơi live trước em bán được kinh khủng luôn. Em mặc ngay đầu live stream mà. Em mặc cái quần này ngay đầu live stream mà mọi người. Cổ lọ có nhiều màu lắm chị ơi. Cổ lọ em có 5 màu nha chị. Cổ lọ em có 5 màu nha. Mọi người có thể để sang như thế này cũng được này. Đó. Rồi để sang đây cũng được. Hay để như nào tùy các chị nhá.
quần xích kèm size và kèm số điện thoại. Quần xích em đang mặc ở đây là size S. Và ngày mai nhà em Linh sẽ về thêm 500 quần xích, cho nên là mọi người nhanh lên. Nhanh lên còn kịp, không là còn cái nỉ thôi, được chưa? Quần xích kèm size và kèm số điện thoại. Chốt trong live stream này cho các chị bao nhiêu ạ? 140 mấy nghìn anh nhỉ? 148 phải không? 148.000 đồng, bao giá, bao chất và bao kiểm hàng. Quần xích kèm size và kèm số điện thoại. Và bảng size của nó là như thế nào? Bảng size em bao vừa thoải mái cho các chị đến 64 cân mặc được size to nhất. 64 cân mặc được quần này size to nhất. Em nói luôn này, các chị thấy thị trường ai bán không? Em bán 3-4 ngày em khẳng định các chị cũng chưa thấy ai bán đâu mà. Đây này, nhìn hàng, nhìn tang mát nhà em Linh này. Đằng trước này hai cái túi này. Và mỗi một cái quần thì mọi người sẽ được tặng kèm một cái xích như thế này. Và bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái áo này nhá. Áo này sẽ gọi là áo gì anh nhỉ? Áo này sẽ gọi là áo gì? Áo này là mã là gì nhỉ? Mã đầu tiên em mặc đầu tiên của live trước ấy. Bây giờ em sẽ mặc cái áo này nhá. Đỉnh luôn. Live trước em bán nhiều kinh khủng luôn ấy. Áo này là áo gì bây giờ cũng không nhớ nữa luôn này. Nhà em nhiều mã quá em còn lú luôn. Nói gì là khách hả? Chanel kèm màu và kèm số điện thoại, check lại giá cho em luôn. 78.000 phải không? Chanel 78.000 mọi người nhìn này. Đấy, hai bên này nó có chun và bây giờ em sẽ đóng thùng cái áo Chanel này với cái này cho các chị coi nhá. Chanel kèm màu và kèm số điện thoại. Chanel kèm màu và kèm số điện thoại 78.000 một áo Chanel. Mặc với quần em đang mặc sẽ gọi là quần xích. Em nói thật là quá chất chơi luôn đó mọi người. Quá chất chơi luôn này mọi người thấy chưa? Chanel kèm màu và kèm số điện thoại. Em đọc bảng màu Chanel nhá. Chanel mà em đang mặc sẽ là màu đen. Màu này sẽ là màu gì ạ? Màu này sẽ là màu rêu, màu này sẽ là màu bò, màu này sẽ là màu trắng và màu này sẽ là màu nâu. Chanel kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong live stream là 78.000 đồng. Mọi người nghe kỹ nhá. 78.000 đồng nên mọi người cố gắng lấy hai chiếc hoặc dồn đơn với sản phẩm khác giúp em. Em ơi cái váy nơ này em nói thật với các chị, hôm nay mà không bán trên 800 con em đi đầu xuống đất luôn. Cái váy nhung này, cái váy nhung mà tay nơ này. Không bán trên 800 con em đi đầu xuống đất luôn, tụt view của em rồi các chị ơi. Váy nhung này em chốt trong live có 168.000 và mọi người biết không, nó có tận 3 size SML cho các chị đến 60kg. Và khi em mặc lên là khách, em chỉ có chốt đơn và chốt đơn, không ai hỏi một câu gì. Và em vẫn nói luôn trên live là dù em bán giá như thế nào, rẻ ra làm sao, thì các chị vẫn được quyền kiểm tra hàng rồi mới trả tiền. Nên các chị đừng bao giờ sợ rằng là hàng em kém chất lượng. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng là em mặc hàng đẹp còn em bán hàng xấu, các chị yên tâm nhá. Chanel màu em đang mặc sẽ là màu đen, màu này sẽ là màu bò. À màu này sẽ là màu gì anh nhỉ? Màu bò à? Màu này sẽ là màu rêu. Chết mẹ rồi em nhầm màu như nào nhỉ? Màu này sẽ là rêu, màu này sẽ là bò hay như nào? Đây sẽ là rêu này. Đây, trời ơi tụt view rồi. Đây sẽ là rêu, đây là bò, mà đây là nâu. Đây sẽ là trắng nhá. Chanel kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong live stream là 78.000. Còn quần xích em đang mặc, em chốt trong live stream cho các chị là 148.000. Mặc quá chơi luôn, em nói thật là mặc quá chơi luôn. Các chị nhìn này, có bao nhiêu hàng là em Linh ôm hết. Có bao nhiêu hàng xích này là em ôm hết các chị ơi, mà vẫn không đủ với mọi người. Quần em đang mặc là có tận 3 size. Chồng em 64 cân, cao 1m7 còn vừa nhá. Quần cái đầm nhung thì em nhận đơn này 60kg. Còn 61 mà cao 1m6 thì em nghĩ là vẫn bon chen được đấy chị. Bởi vì nó chỉ thêm có 1kg. Với cả là chị cũng khá là cao cao ấy, thì em nghĩ là vẫn có thể ok. Nói chung là nếu như mà ấy thì em cũng không chắc chắn lắm đâu. Thì các chị thích quá thì các chị lấy nhá. Chứ bởi vì cái gì mà không chắc lắm thì em cũng không dám nói đâu. Trời ơi bây giờ mặc váy nhung lấy gì mà giả hàng các chị. Đầu like đến giờ đã chốt quá trời. Bây giờ em mặc váy nhung lấy gì mà giả hàng. Các chị nhìn giúp em này. Quần này sẽ ghi là quần xích. Quần xích và áo này sẽ là áo Chanel. Trời ơi cái quần này em đảm bảo là chưa có một người nào bán. Chưa có một ai bán. Quần xích 148.000, Chanel 78.000 em qua mẫu luôn đây. Còn bây giờ em Linh sẽ lên cho một cái áo này. Một cái áo mà cho đến giờ phút này em dám tự tin đứng ở đây và nói rằng là em nhập hơn 2.200 áo rồi. Nói điêu mất sạch lộc luôn. Em bán được hơn 2 nhập chứ nhập hơn 2.200 áo. Chiều nay vừa về thêm hơn 600 áo nữa các chị ơi. Kinh khủng khiếp là đắt hàng luôn, đắt hàng lắm mẹ. Đắt hàng dã man luôn ý. Váy khoét ngực, trời ơi váy khoét ngực bây giờ đang thiếu đơn nhiều lắm. Nhưng mà tối mai em sẽ về được 300 chiếc cho nên là tí nữa em sẽ mặc nhá. Váy gấu này hôm nay em cũng sẽ tặng các chị giá rẻ hơn một chút xíu luôn, được chưa? Váy gấu này chờ em một tí thôi. Cứ bình tĩnh ở đây với em, cứ từ từ bình tĩnh nhá. Hôm nay khô máu với các chị luôn, em không tiếc cái gì với các chị đâu, yên tâm, được chưa? Đầm xuông đi chị, ok chờ em chút xíu này. Ghi của em mã này sẽ là gì ạ? Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại. Ngày đầu tiên em tung ra thị trường em bán được hơn 900 cái áo này, hơn 900. Và cho đến giờ phút này là em bán được hơn 2.300 áo này rồi. Hơn 2.300 áo này rồi các chị ơi, kinh khủng khiếp luôn các chị thấy chưa? Áo gì ạ? Áo đẹp kèm, anh treo cho em bảng màu áo đẹp với. Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại. Em đang đeo với túi này sẽ là túi VIP trắng nhá. Túi thì em hẹn mọi người khoảng 2-3 ngày nữa. Hôm nay là em hỏi em cũng sốt ruột lắm. Là gì ạ? Hôm nay em nhận phao ghi lê rất xịn, thêm 3 áo giữ nhiệt, quá ưng cái bụng.
áo len túi hộp chất mê. Trời ơi, cảm ơn Hiền Hà rất là nhiều nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Mọi người thấy chưa? Chỉ có khen là khen đây không đâu. Thôi à. Đây đây đây, rơi ở đây này anh ơi. Đây này, ba cái đây này. Ghi của em mã này sẽ là gì ạ? Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại. Đây đây này. Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 115.000, còn giá cũ em bán là 117.000. Bán đến giờ phút này là 2.000 mấy trăm chiếc rồi, nói sai mất lộc luôn. Không phải nghĩ, được chưa? Ghi của em mã này sẽ là áo đẹp rêu đen. Bây giờ em sẽ đọc bảng màu nhanh nhá. Bảng màu nó phải là gì ạ? Nó phải là đọc cái gì ạ? Bé theo dõi shop này đi, cái gì đây? Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em sẽ phải đọc như thế này này. Không phải là đọc kiểu như là áo đẹp rêu hay là đen đâu, mà là phải áo đẹp rêu đen thì nó mới ra cái màu áo em đang mặc nhá. Bởi vì nó có rất là nhiều màu và nó là màu phối cho nên nó hơi khó gọi ý mọi người. Nó hơi khó gọi ý. Trời ơi sao tụt view nhanh thế hả các chị? Em bán bao nhiêu hàng đẹp như thế này, chốt đơn quá trời như thế này mà tụt view ghê vậy à các chị? Còn áo G90 lên tí nữa nha mọi người, tí nữa em có ít hàng sale nhá. Tí nữa em Linh sẽ có một ít hàng sale đấy mọi người, đừng vội thoát ra nhá. Còn cổ U không? Dạ cổ U em còn và em vẫn đang tặng mọi người là chỉ có bao nhiêu? Cổ U em quên nhầm, cổ U em vẫn đang tặng chỉ có 58.000 thôi nha mọi người, chỉ có 58.000 thôi. Được chưa? Thả tim, thả like và chia sẻ bài viết. Còn áo em đang mặc này, em đọc luôn này. Áo đẹp rêu đen, còn nếu như chất xấu vào đây bóc phốt em thoải mái, em nói thật. Bóc phốt em thoải mái vì livestream nhà em Linh không có xóa, em có xóa livestream đâu. Em cũng không chạy quảng cáo, không chạy quảng cáo. Không mua mắt xem, mà đây là mắt xem thật, người xem thật, lượt xem thật và lượt mua thật nha các chị nha. Một livestream em bán mấy nghìn đơn hàng là chuyện bình thường luôn đó mọi người. Thế nên là cái gì em cũng chạy số lượng hết, một cái mã áo không mà chạy mấy nghìn. Em nói thật đấy, cho nên là em mới bán được giá rẻ như thế này. Áo này sẽ gọi là áo đẹp rêu đen, áo đẹp sữa đen, áo đẹp sữa nâu và áo đẹp trắng đen, 115.000 đồng. Nhận hàng mà chất xấu vào đây bóc phốt con chủ shop bét tà lè nhè luôn, được chưa? Còn legging Muji thì ok, legging Muji hôm nay tặng luôn. Đây. Legging Muji thì giờ phút này đến bây giờ thì không phải nói nữa vì live nào em cũng quảng cáo đi quảng cáo lại nhiều, mọi người nghe cũng chán rồi đúng không? Ok. Sau cái này em sẽ lên áo ba sọc. Mặc dù ba sọc em đang nợ đơn rất nhiều nhưng em đã đặt hơn 500 chiếc rồi. Nên là em sẽ giảm mọi người từ từ nhá. Đây, legging Muji nhé em. Ai mặc rồi giơ tay cho em xin một câu phản hồi nha các chị nhá. Còn áo em đang mặc sẽ gọi là áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại. Áo đẹp nhưng mà ai ra ngâm thì đừng lấy rêu này mà mình lấy sang sữa nhá. Cái này là còn tùy đấy chứ không phải ai cũng sẽ hợp màu này đâu. Mọi người hãy cân nhắc trước khi mua nhá. Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại 115.000 đồng. Còn legging Muji hôm nay em vẫn chốt trong live cho các chị là 102.000 đồng. Bao giá, bao chất và bao kiểm hàng. Túi em đang đeo sẽ gọi giúp em là túi VIP trắng 268.000. Hàng siêu cấp nha mọi người, hàng siêu cấp. Và em đang trên đường về gần 600 chiếc thì về đến nơi là em sẽ giả hàng luôn. Còn bây giờ em chỉ còn túi mẫu ở đây thôi mọi người nhá. Legging Muji sẽ có những size gì? Size S, size M, size L và size XL. Từ 40 đến 68 cân đổ về là mặc được nha các chị nhá. À, chị ơi em nhận đồ rồi nhưng bị lỗi em có nhắn tin qua page không thấy ai trả lời. Em ơi ngày mai là thứ hai ấy thì em gọi và điện vào số điện thoại hotline ở trên ảnh bìa báo nhân viên chăm sóc khách hàng lên đơn đổi cho em nhá. Được chưa? Quần tất thì nhà em lúc bây giờ là cho đến thời điểm này thì lúc nào cũng sẵn bởi vì em lấy sẵn 5.000 quần rồi. Xác định là bán bao nhiêu thì không cần biết là năm nay bán bao nhiêu nhưng kiểu gì em cũng phải cố gắng là bán cho được đủ một cái gì? Đủ hai chỉ vàng. Đủ được tặng hai chỉ vàng các chị ơi, cho nên là cái bây giờ các chị tranh thủ mua quần tất đi. Và vụ của nó lại lên giá đấy, trời càng lạnh càng lên giá nha mọi người nha. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là áo đẹp rêu đen. Áo đẹp màu này cho em sẽ là áo đẹp sữa đen. Áo này màu này cho em sẽ là áo đẹp sữa nâu. Và áo đẹp màu này cho em sẽ là áo đẹp trắng đen. Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại. Em Linh chốt trong live stream này là bao nhiêu ạ? 115.000. Nhận hàng bắt buộc kiểm tra hàng rồi mới trả tiền nhá. Còn cái váy nhung này nói thật là bây giờ em không dám lên đâu. Em sợ vãi trưởng luôn mọi người, chốt nhiều lắm ấy. Legging Muji chốt trong live stream này là 102.000. Còn bây giờ em sẽ lên cho một cái áo đẹp này. Và áo đẹp này thì em sẽ mặc cho mọi người với chân váy CV8. Chân váy CV8 em vẫn chốt trong live stream đây. Nguyên cái set mà hôm trước em mặc đi chơi mà em đăng ảnh lên á. Có ai hỏi đến em đâu. À có hỏi giày em đi này. Sao mày hỏi áo có bán không? Thế thôi, còn không ai hỏi han gì mình. Buồn ghê luôn ý. Mọi người nhá, mấy nghìn like, nói chung là ở cái tầm mà bóp tương tác này mà đăng cái ảnh áo này lên là được mấy nghìn like ở trang cá nhân nhá, không phải ở page đâu. Em chỉ đăng ở trang cá nhân thôi. Mọi người nhớ theo dõi thêm trang cá nhân của em nhá. Trang cá nhân của em là Linkreen ấy. Linkreen là nó sẽ ra. Còn page thì sẽ là Linkreen xỉ lẻ quần áo thời trang nha mọi người nhá. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái áo đẹp và cái chân váy CV8, được chưa? Còn áo, à quên nhầm, em xin lỗi, em mặc áo ba sọc. Còn áo em đang mặc ở đây thì sẽ gọi là áo đẹp. Và áo đẹp em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu? 115.000. Giá cũ là 117.000. Bán đến hơn 2.000 áo này. Nói điêu mất sạch lộc luôn. Hơn 2.000 áo, không phải 200.
Em bảo rồi, với cả những dân buôn bán như em ấy, không phải là cứ thích hứa là hứa mà thề là thề, nói đi mất lộc đâu, thật sự ấy. Không phải lúc nào cũng nói thì phải thật chứ, nói mà không thật đến lúc mất lộc thật thì có mà khóc một dòng sông à. Ví dụ em mã này sẽ là rêu đen, áo đẹp rêu đen, áo đẹp trắng đen, áo đẹp sữa nâu và áo đẹp sữa đen. Em qua mẫu nhá. Bây giờ em sẽ lên áo ba sọc và mặc với chân váy 78 nha mọi người. Chị nào lấy chốt luôn. Quần em đang mặc giới thiệu lại một lần nữa này. Quần em đang mặc hôm trước em bán được hơn 600 chiếc đấy. Và ngày mai em sẽ về thêm 500 chiếc. Và áo dây em đang mặc thì sẽ ghi giúp em là áo dây Thái, chốt trong livestream là 25.000. Được chưa? Ghi của em mã này sẽ gọi gì? Quần xích kèm size và kèm số điện thoại 148.000. Một cái quần là hai cái túi hai bên này, tặng kèm thêm một cái xích này tháo rời được. Cái xích này thích thì đeo với cái thích thì đeo với cái váy này, mà không thích thì đeo với cái váy khác, à quần khác, hay là váy khác hay là cái gì khác. Và hôm nay vòng tay em đã về thêm rồi, vòng tay em chốt trong live là 45.000. Quần này sẽ ghi giúp em là quần xích. Quần xích này em chốt trong live stream là bao nhiêu? Là 148.000. Và bây giờ em sẽ lên cho mọi người áo ba sọc. Và áo ba sọc thì em sẽ, và nhớ giúp em này, form nhà em Linh bao vừa thoải mái đến 64kg. Cho em những chị 60, 62, 63kg nhé. Nhiều chị đi ra tiệm không mua được quần. Em nói thật, ví dụ nói đơn thuần như mẹ em đi. Cuộc đời mẹ em là chưa bao giờ mà đi mua được cái quần mà gọi là quần mà quần vải hay là quần bò mà mặc sẵn luôn ấy. Chỉ có đi may không, chỉ có đi may không. Đi ra Hà Nội mà em đưa đến mấy cái hãng mà cũng chuyên mấy cái đồ mà đồ kiểu thời trang rồi đồ kiểu như công sở một tí ấy. Không có một cái quần vải nào mà em mặc vừa luôn. Không phải là quá béo đâu, nhưng là bụng to, 62kg nhưng mà bụng như này, mỡ như này này, thì làm sao mà vừa được. Nhưng mà đến nhà em, ví dụ như 60 mấy quần, ví dụ như mẹ em là lấy cả cái quần Q30 em bán này, lấy hai chiếc, một đen, một đen, một nâu mặc. Rồi lấy cả Q2 màu bò mặc đấy. Những cái quần đấy bà mặc thoải mái luôn. Thế nên là em bảo nhiều chị 60 mấy ký mà ra tiệm không mua được quần á, thì về với em Linh. Em Linh tư vấn cho kiểu gì các chị cũng sẽ cỗ đồ mặc đẹp, mặc và phải mặc trẻ trung luôn chứ không phải là mặc già đâu. Chị Ngát Phạm ơi, lên số điện thoại giúp em chị nhá. 61 cân bao vừa thoải mái. Chị ơi, form nhà em đến 64 cân, chồng em cao 1m7 nặng 64 cân mà mặc vừa thoải mái, mà ông ý mông to lắm, mông to, con trai cái khung xương người ta to ấy, cái phần hông này của người ta to chứ không phải nhỏ như con gái bọn mình ý mọi người. Ghi của em mã này sẽ ghi giúp em là không, quần mài là form nhỏ hơn em nhá, quần mài là form nhỏ hơn, quần viền là sẽ form to hơn này, quần xích là form to hơn này, quần chữ là form to hơn này đó. Đợt em mới sinh mua quần bò ngoài shop, em hơn 60 cân mà 500k một quần. Tiếc, cảm ơn em nhé. Đây là em mặc cho một người áo bát sọc nhá. Áo này chủ shop đã yên tâm mua, đã mua rồi thì khách cứ yên tâm mà mua thôi ạ. Em nói thật là đơn đang thiếu rất nhiều, nhưng mà em lấy một con em mặc luôn, kệ các chị. Vì thật ra một con nó chả giải quyết được vấn đề gì, nên là thôi em mặc trước. Em up ảnh lên rồi bán cho nó đắt hàng ấy. Nhiều khi nhá, ảnh em mặc thì chắc chắn là không thể đẹp được như hot girl mặc. Người ta xinh người ta mặc đẹp, em thì không xinh thì chắc chắn là không đẹp. Nhưng mà được cái là có khách có niềm tin ở em. Có nghĩa là kiểu là, ví dụ như con Linh nó mặc ok đấy, xong là mình mua. Bởi vì là dù sao thì dù mọi người vẫn sẽ thích thật ý, thích livestream thật, thích ảnh thật ý. Em mặc ảnh thật cho các chị rồi, các chị cứ yên tâm thế mà mua thôi. Áo ba sọc và cách số điện thoại mọi người mặc với cái chân váy này, xong rồi đi cái sục này trẻ trông chưa. Ví dụ em mã này sẽ là áo ba sọc, em chốt trong live là 158. 158.000 đồng. Bây giờ đang thiếu rất nhiều đơn. Em thề là bây giờ đang thiếu rất nhiều đơn. Nhưng ngày mai em sẽ gì? Em sẽ về tiếp, nên mọi người yên tâm nha mọi người. Ví dụ em mã này sẽ gọi là, mà thật ra cái ảnh mà em up lên cho các chị là ảnh em chụp bằng cam thường đấy. Em đang chụp ảnh là ví dụ như mà không chụp và chụp mà tự sướng thì chắc chắn là chụp bằng app. Nhưng mà chụp dáng là lúc nào em cũng sẽ chụp cam thường, sau đó em chỉ chỉnh màu sáng lên thôi. Chứ em không có bóp biếc gì đâu, nên mọi người yên tâm nhá. Còn do sao vì sao mà nhìn nó cao hơn ở trong live là vì dốc cái máy như này chụp là cảm giác chân nó dài hơn thôi. Chứ còn ảnh mà anh em chụp dáng là em chỉ chụp cam thường 100% thôi. Ví dụ em mã này sẽ gọi là áo ba sọc 158.000. Chân váy này sẽ ghi giúp em là CV8 nâu, CV8 đen và CV8 ghi. Em chốt trong livestream này là 131.000 hàng Quảng Châu. Còn nếu các chị phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, em hoàn tiền cho các chị bao nhiêu lần giá trị này chân váy này cũng được. Và các chị được vào đây bóc phốt em Linh thoải mái, được chưa? Bởi vì em nói rồi, livestream nhà em Linh không xóa. Nên các chị muốn comment cái gì các chị vào comment, nhưng đúng là phải mua hàng nhà em nha. Ví dụ em mã này sẽ là CV8 đen, CV8 nâu và CV8 ghi. Và nó sẽ có 3 size, size S, size M, size L, thoải mái cho các chị đến bao nhiêu? Đến 60kg. Còn áo này thì thoải mái đến 68kg. Và áo này hôm trước mọi người biết em bán được bao nhiêu? Hơn 400 áo. Và cái khi mà em đứng trên livestream em có nói với các chị là
kiểu gì thì kiểu em Linh cũng sẽ lấy cái áo này, và đúng luôn. Còn cái chân váy này thì em có từ rất lâu rồi. Chân váy này em có hai chiếc màu nâu, một chiếc màu ghi từ lâu lắm rồi. Thế là hôm ý mang áo này về là mặc đi chơi là phải đứng ra đường làm một con ảnh để còn đăng lên khoe với khách. Cả tháng được đi chơi một lần. Kiểu em áo này sẽ gọi cho em này, mọi người thấy chưa? 31, 32 tuổi như em Linh mặc lên còn trẻ như thế này thì những em xinh tươi hay các chị xinh tươi của em đều có thể mặc được hết nha các chị nha. Áo ba sọc và CV8. Áo ba sọc 158.000. Và mọi người nhìn này, toàn bộ những cái sọc này đều là phối chứ không phải hàng in đâu ạ. Chất đẹp, nên là mọi người đừng có so sánh với cái hàng gọi là thật sự là rẻ quá, nó cũng không mặc được đâu. Ở cái mức 158.000 em bán là rất rẻ rồi. Còn hot girl toàn bán 280-320 thôi. Áo gì ạ? Đây này, một này, phối này, phối chứ không phải là in đâu nha mọi người. Phối từng cái miếng vải vào ấy. 158k, áo ba sọc kèm số điện thoại CV8, kèm size và kèm số điện thoại 3 size SML 40-60 cân đổ về là mặc được nha các chị nhá. Em qua mẫu luôn ở đây. Tiếp theo, lên cho mọi người một cái mã áo này nhìn hơi bị xinh luôn á. Thề, nhìn ăn chơi cực kỳ luôn. Áo này sẽ gọi là áo gì ta anh? Áo này sẽ gọi là áo gì anh? Nhìn ăn chơi lắm ấy đây này. Trời ơi, nhìn đây. Đấy, mọi người thấy chưa, nhìn em rất chị là ăn chơi luôn mọi người. Em mặc nhá, em mặc thử cho các chị coi nhá. Mặc thử cái áo này em chả biết em mặc có ra cái giống gì không. Lần đầu tiên bán mấy kiểu như thế này. Lần đầu tiên em bán mấy kiểu như thế này nên em cũng không được tự tin cho lắm đâu. Áo xoắn kia mã là gì? Áo xoắn. Áo xoắn này gọi là áo xoắn mặc ngay đầu live stream với cái quần. Mà cái quần mà hôm nay mà em bán quá trời quá đất đây này. Cái quần này này, trời ơi, nó đắt hàng vãi cả trưởng luôn. Áo quần này này, quần này ghi giúp em là quần chữ. Em chỉ có sẵn 400 chiếc thôi mà chia đều cho 3 size thì em hỏi mọi người mỗi size được có bao nhiêu, được có hơn 100 mà. Đây này. Này, cái quần chữ này mặc ngay đầu livestream mặc với cái áo xoắn đây này. Nhìn hàng nhìn tag mark là đúng nhà hàng con Linh rin nhá. Đấy, không lại bảo không phải thấy thị trường ra hàng rẻ hơn mấy chục nghìn này bảo con Linh bán đắt nha. Em mà bán đắt chả ai bán rẻ hết. Quần này ghi giúp em là quần bò chữ 138.000. Rồi bây giờ em lên một cái áo này. Áo này gọi là áo ăn chơi được không anh? Áo ăn chơi. Áo này nhìn chơi cực nhưng không biết gọi là mã gì, thế anh nghĩ mã đi. Áo bao nhiêu em? Áo em đang mặc là 158.000, cú pháp là áo ba sọc. Vào Facebook cá nhân của em xem ảnh em mặc nhá. Em lấy mặc rồi các bác yên tâm mà lấy. Em thích lắm em mới lấy, không phải mã nào em cũng lấy đâu. Mã nào cũng lấy thì tiền đâu cho đủ. Áo giữ nhiệt nhà em hết sạch chị ạ, còn đúng cái nịt. Em đang nợ gần 1.000 đơn áo giữ nhiệt. Mặc áo này nhá, áo này sẽ gọi là gì? Đây này. Mà lời cực luôn. Đang có K66 mà, đang có K66 này, lời cực luôn. Được một cái áo cộc ở đằng trong xong rồi một cái áo dài đằng ngoài. Nếu không thích mặc cùng thì bình thường có thể mặc mình áo này cũng được luôn, hơi bị lời luôn á. Mẫu cao bao nhiêu? Em cao 1m6 và em nặng 48 cân chị nhá. Hôm nay em gầy đi rồi. Thông báo cho các bác là hôm nay em Linh đã gầy đi rồi, không phải 49 nữa đâu, hôm nay xuống 48 rồi. Sau một thời gian cố gắng ăn ít và bóp mồm bóp miệng thì em đã xuống 48 rồi mọi người đây này. Nhưng mà form này không được to đâu nhá, nó chỉ nhỏ nhỏ này thôi này. Đây. Áo đối với form này em chỉ nhận đơn đến 58kg thôi nhá. Bây giờ em sẽ mặc cái áo bên ngoài như này này. Anh nghĩ đi, hay là gọi thì áo ăn chơi hay áo gì? Áo. Hay áo cánh rơi. Đây này, áo cánh rơi mã nhiều đến lúc không nhớ lắm. Bây giờ hỏi mã anh cũng có nhớ đâu. Tôi chết mẹ rồi sao đây. Đây. Áo này gọi là áo ăn chơi đi. Nhìn chơi nhỉ? Chả biết em mặc có ra cái gì không. Chết cha đấy, mặc sai rồi. Phải không nhỉ? Phải mặc như này không? Đúng 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 rồi mà, đúng rồi mà. Mặc cái này còn gì? Đấy. Mặc này còn gì? Từ từ mọi người ơi, à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Mặc cái này này, đúng rồi còn gì? Đây. Áo cánh rơi. Đây mọi người ơi, áo cánh rơi nhá. em đến chết với cái áo này mất thôi. Đây này. Đây này nó là áo cánh rơi nha mọi người. Áo cánh rơi kèm màu và kèm số điện thoại. Cánh rơi màu em đang mặc sẽ là, nhưng mà áo này chỉ nhận đơn đến 55-56 thôi nhá, cho nó ăn. Thôi 55 thôi nhá. Áo này chỉ nhận đơn đến 55 thôi mọi người nhé. Áo cánh rơi màu em đang mặc sẽ là màu đen. Áo cánh rơi màu này sẽ là màu nâu. Và áo cánh rơi màu này cho em sẽ là màu ghi. Cánh rơi này là em chỉ nhận đơn đến 55 thôi nhá. Em cũng không nghĩ là form bé như này đâu. Cho nên là em sẽ nhận đơn đến 55kg. Em phải nói luôn trên live stream. Ai vừa thì hạng chốt nhá. 60kg không mặc được đâu. Bởi vì cái áo bên trong này nó nhỏ. Được chưa? Áo cánh rơi màu em đang mặc sẽ là màu đen. Áo cánh rơi màu này sẽ là màu nâu. Và màu này sẽ là màu ghi. Em chốt trong live stream luôn ạ. Nói thật là vì form nhỏ nên em sẽ bán rẻ luôn nhá. 92.000. Hai chi tiết mà có 92.000. Thật sự là đây là vì form nhỏ cho nên thôi. Em bán gần như bán giá rẻ luôn cho mọi người ấy. Bởi vì em không nghĩ nó nhỏ như này đâu. Chỉ được đến 55kg thôi. Mã của nó sẽ là cánh rơi kèm màu và kèm số điện thoại nhé. Cánh rơi màu em đang mặc sẽ là màu đen. Cánh rơi màu này sẽ là màu ghi. Và cánh rơi màu này cho em sẽ là màu nâu nhé. Cánh rơi kèm màu và kèm số điện thoại. Áo cánh rơi kèm màu và kèm số điện thoại. Em qua mẫu luôn nhé. Chị nào lấy chốt luôn giúp em.
Tại vì là thật ra là em cứ tưởng ít nhất cũng phải đến 60, nhưng hóa ra là nó cũng chỉ được đến 55 thôi mọi người. Nó chỉ được đến 55 thôi. Nên là thôi em sẽ bán rẻ luôn và sẽ không về thêm đâu mọi người nhá. Em qua mẫu luôn, ok vì em lên cổ tim. Cổ tim mọi người biết like trước em bán được bao nhiêu chiếc không? 800 chiếc cổ tim. 800 chiếc cổ tim. Ôi không biết chui ra kiểu gì luôn. Trời ơi, sao ai thiết kế ra cái áo dị vậy? Chết chết rồi, anh ấy không chui ra được rồi anh ơi. Không chui ra được rồi. Đau vậy, đứt hết tóc luôn này. Ôi, nhưng mà con điên luôn. Thôi mọi người, mọi người đừng chốt cánh rơi này thật luôn đấy, form nhỏ này. Em chui ra được cái áo mà em đỏ hết cả mặt luôn rồi. Trời ơi, cái này ai nhỏ nhỏ thì chốt nhá, không mặc được đâu. Em chui ra được cái áo mà em tắt thở luôn đấy, chết mất. Shop này bán đồ đẹp rẻ, em cảm ơn chị nhá. Mọi người hãy cân nhắc áo này trước khi mua nhá. Ôi, ôi mặc nó như hành xác, sợ thật. Ví dụ em mã này cho em là cổ tim. Nói thật lòng đấy, ai thích quá thì hẵng mua, ai thích quá thì hẵng mua, mà kiểu thích vừa vừa thì thôi. Nhưng mà mọi người vẫn chốt nhiều đấy chứ, em thấy nó kiểu đây này, cổ tim của em đây nhá. Cổ tim em chốt trong live thì là gì ạ? 65 nghìn. Lên xong lại bảo người ta đừng mua. Em bị như vậy ấy mọi người, em nói thật là em như thế đấy. Em mà đã bán cái gì mà đẹp á thì em nói hết lời cho khách mua, mà cái gì mà em đã không thích nữa thì thôi, em bảo các chị đừng mua nữa cũng được, chả làm sao. Em thanh lý xong, em thanh lý là xong. Tại vì là em thấy là nó kỳ cục ấy mọi người. Mặc cái áo mà em chui ra bây giờ em đau hết cả đầu, chết mất rồi. Áo số 8 đi chị, số 8 chứ thôi. Hình như số 8 về giải hết đơn cũ chứ còn làm gì còn cái nào đâu. Trời ơi, thế mà em cũng đăng ảnh được, sợ thật đấy. Ghi vâng, thế bây giờ em hỏi này, bây giờ em lên lại váy nhung nhá. Nhưng 5 ngày nữa giả đơn có được không? Nhưng mà 5 ngày nữa giả đơn có được không? Được thì mới lên, không thôi đừng có lừa em. Xong đến lúc rồi là chờ lâu rồi là lên live stream kêu hoài, sợ luôn. Như em mã này sẽ là cổ tim kèm màu và kèm số điện thoại. Thật sự luôn, không phải là nhiều khách cứ bảo con này dở sao lên quảng cáo xong rồi bảo khách đừng mua. Nhưng em nói thật là em mà không bán một mã thì em cũng chẳng nghèo đi đâu mà. Nhưng mà em muốn rằng là khi sản phẩm nào mà đã mang đến tay khách là khách phải ưng. Khách phải ưng là lần sau khách sẽ mua thêm, sẽ mua nữa. Và nói thật là hàng nhà em Linh ấy, khách quen phải chiếm đến 70%. Mỗi một live stream của em phải chiếm đến 70% ấy. Rất nhiều khách quen luôn á, cười xem live và cười chết đi được. Thật sự luôn, cho nên là có thể có những mã mà em đã bỏ hàng chục, hàng bao nhiêu triệu em nhập cái mã đó về. Nhưng mà sau đó nếu như mà em không ưng, em sẵn sàng thanh lý rẻ đi, lỗ mất mấy triệu cũng được, em sẽ không bán cho khách. Tại vì là cái khách mà công em gây dựng 5 năm nay thì mới có lượng khách như bây giờ. Chứ em Linh đâu có chạy quảng cáo đâu các chị. Em Linh không hề chạy quảng cáo, nhưng em mất rất nhiều thời gian để có được như ngày hôm nay, chứ không phải là tự nhiên em có đâu ạ. Cho nên là em phải trân trọng chứ ạ, đúng không? Ví dụ em mã này sẽ là cổ tim đen, cổ tim sữa, cổ tim nâu, cổ tim bò và cổ tim trắng. Em chốt trong live stream cho các chị là 65.000 đồng một áo. Và bán từ 2 áo hoặc 1 áo dồn đơn với sản phẩm khác. Một áo bên em không đi đơn nhé. Riêng màu đen hôm trước em bán được 500 con và 300 cho những màu còn lại. Một live stream bán 800 cái cổ tim. Chất của nó là chất tăng co giãn thoải mái, mặc với chân váy cũng rất là xinh, được chưa? Cổ tim kèm màu và kèm số điện thoại. Chị ngoài 50 tuổi mà nghiện xem và mua đồ nhà em Linh, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Ghi vào em mã này sẽ gọi cho em là cổ tim kèm màu và kèm số điện thoại. Em qua mẫu luôn nha các chị nhá. Áo ba sọc, ôi lại đơn áo ba sọc nha. Ghi vào em là cổ tim, mà hôm nay em có quả cổ lọ ấy. Cổ lọ các bà chốt quá trời luôn. Em bán có 66.000 đồng một cái áo cổ lọ. Và bán từ hai cái mà lúc nãy em mặc, các chỗ khách chốt nhiều lắm. Mà mọi người biết em cổ lọ ấy, mọi người biết em mặc với cái gì không? Cổ lọ em Linh mặc với cái quần mặc với phao ghi lê ấy, mặc với phao ghi lê nên các chị chốt cho rất là nhiều. Thế bây giờ em lên lại váy nhung nhá, nhưng mà phải 5 ngày để em giả đơn nhá. Đồng ý thì em mới lên nhá, em hỏi trước ở đấy. Không đến lúc mà chửi em nhá, hỏi trước nhá. Bởi vì là đơn cũ là em phải giả cho khách cũ nữa, nên là các chị phải chờ 5 ngày đấy. Em phải nói trước là như thế nhá. Rồi đừng có chửi em đấy, không phải chờ lâu đến lúc là ui dồi ôi, chứ kiểm tra đơn cho mình đi. 5 ngày rồi chưa nhận được hàng, 8 ngày rồi chưa nhận được hàng thế này thế kia. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Cổ tim em mặc sẽ là màu đen, cổ tim này sẽ là màu sữa, màu nâu, màu bò và màu trắng nhá. Cổ tim em chốt trong live là 65.000, với điều kiện các chị phải mua từ 2 chiếc. Thì em chỉ nói như thế này, các chị mua 65.000 diệp nhận áo cổ lọ hàng đẹp Quảng Châu xịn sò co giãn mặc sướng ngon bổ rẻ. Em cảm ơn chị nhá. Em bảo này, cái gì ạ? Cái cổ tim này có 65.000 thì các chị không ai mà mất 65.000 để bỏ 30.000 tiền ship ra để mua cái áo 65.000. Và em cũng sẽ không bán, bởi vì em bán 65.000 mà trừ chi phí nhân viên thì em sẽ không có lãi. Chính vì thế mà em sẽ bán từ hai áo. Nhưng mà các chị cũng đừng sợ rằng là
Ui, thế 65 nghìn mà đến mà hai áo mà áo nào cũng xấu thì tự nhiên mình mất 13 cộng 30 nghìn thì tiền ship tự nhiên mình mất 16 à? Thôi chẳng thà mình mua một áo nó mình không ưng thì mình vứt đi đỡ phí, chẳng nhẽ lại vứt hai áo. Có nhiều chị thì sẽ suy nghĩ như thế. Thì em nói luôn là như thế này, mọi người nhận hàng mọi người kiểm tra hàng, kiểm tra cả hai cái áo đó. Nếu như hàng nhà em Linh đẹp thì các chị mua cả hai. Nếu như hàng không đẹp các chị sẽ hoàn cả hai. Nếu các chị đừng bao giờ sợ rằng là phải lăn tăn là thôi tao mua thử một cái, tao không mua hai cái đâu nha các chị nha. Và bây giờ em sẽ mặc cái váy này. Cái váy này tối hôm trước khi mà em mang hàng về nhà thử mẫu, em cứ đứng ngắm trước gương, em đứng ngắm phải tầm 15 phút. Kể bởi vì là bình thường thật ra là em là rất ít khi mặc váy nha. Và nhất là những cái váy mà kiểu ngắn ngắn xong rồi nơ nơ bẻo bẻo này là gần như là không bao giờ mặc. Em ơi mà em mặc cái váy này và em tự thấy xinh vãi trưởng luôn. Em mua rất nhiều shop và vẫn thích chị bán hàng nhất. Em mua gần 6 triệu và giờ cũng muốn mua nữa, đồ bên chị đẹp lắm. Em mua rất nhiều shop nhưng vẫn thích hàng bên chị. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Đây này, anh đi ra đây kéo khóa cho em cái. Váy này lên đơn là chị có chốt như một gì, chốt kinh khủng. Đi sang đây này, được chưa? Bây giờ em kéo khóa nhá, rồi em đứng ra cho các chị coi. Sau váy này em sẽ lên cổ khoét. Cổ khoét nhà em đắt hàng kinh khủng. Đấy, đẹp chưa? Mọi người nhìn em mặc, trời ơi, mọi người có nhận ra con LinkedIn hàng ngày mà vẫn live stream cho các chị xô xô xà xà, gọi là mồm lúc nào cũng trong choáng choáng không? Em ơi, nhìn bây giờ em phải đứng im cho nó nữ tính. Bây giờ em phải đứng im cho nó nữ tính nè các chị. Này, đẹp chưa? Cái váy này, mọi người nhìn thấy chưa? Vòng eo của em Linh là 72cm. Bây giờ hôm nay giảm được 1 cân, chắc em nghĩ là cũng phải xuống được 70 rồi. Còn 49 cân là vòng eo 72. Mà nhìn eo chưa? Và cái váy này này, khi mà mọi người đứng bình thường này, nó sẽ không tọp xuống như này đâu. Bởi vì nó là chất nhung. Đấy, lương 6 triệu mua quần áo nhà bà Linh hết 3 củ. Em nói thật, lương 6 triệu mua quần áo nhà em mặc nhòe, thật lòng. Chứ còn lương 6 triệu mà các chị đi mua hàng Hot Girl thì nói thật là cũng hơi khoai đấy. 3 triệu có khi chỉ được 6 set nhỉ, tầm đó. Mà 3 triệu nhà em là các chị mua được mấy chục set luôn đấy. Mọi người nhìn giúp em này. Đây, thấy chưa? Em đứng thẳng này nó vẫn bồng lên bởi vì nó là nhung và nó được may theo cái kiểu như thế này. Mọi người có hình dung cái lồng gà không? Cái lồng mà cái gọi là cái bụa, cái gọi là cái lồng gà hay là cái lồng bản ấy kiểu vậy á, thì nó sẽ bùng ra như này. Thì cái váy này nó cũng như vậy đấy, mọi người thấy chưa? Em đứng kiểu gì thì nó cũng sẽ như thế này, thì nó sẽ mới tạo được cái độ đẹp cho cái váy là như này. Nó sẽ tạo cái đường cong giống như kiểu hình quả lê ấy mọi người, như này này đó, kiểu vậy á. Thì nó sẽ như thế này, nó sẽ bùng ra. Và mọi người nhìn kỹ đấy này, nhìn kỹ em tư vấn xong lúc đấy mọi người hạng chốt, cứ bình tĩnh. Đầu tiên nhá, mua hàng phần tay này, đây mọi người thấy chưa, mua hàng chân tay. Đó, lần đầu mua hàng của shop được chốt đơn hơn chục ngày rồi mà vẫn chưa thấy giao hàng, nhắn tin không thấy trả lời, thất vọng. Em chị ơi, em bảo này, thật ra là nhà em ấy thì nhắn tin thì sẽ không có người trả lời đâu. Nên là nếu mà chục ngày mà mình chưa nhận được hàng thì chỉ có một khả năng duy nhất ấy, đó là đơn bên em đang bị thiếu sản phẩm. Thì chị chịu khó chờ giúp em. Còn nếu như mà chị muốn kiểm tra đơn ấy, thì mình phải gọi điện vào số điện thoại hotline chị nhá. Bởi vì như em đã nói rất nhiều lần ở trên livestream ấy, là shop em không có người check tin nhắn nha các chị nha. Chỉ có những nhân viên check những cái tin nhắn đặt hàng thôi. Còn những cái tin nhắn hỏi là sẽ không có người check. Tại vì sao lại như vậy? Tại vì khi mà đặt hàng là mọi người sẽ có một cái list đơn. Sau khi mà em like xong, thế là cái hệ thống phần mềm in đơn nó sẽ in ra một loạt đơn như này. Thì nhân viên sẽ vào từng cái đơn đó, tích vào từng đơn đó và vào tin nhắn của từng người đó sẽ chốt cho mọi người. Chứ không phải là bên em chỉ check cho người đặt hàng và không check cho người hỏi hàng đâu. Mà vấn đề là không có đủ thời gian và không có đủ nhân viên. Chính vì thế thì em mới thuê một cái nhân viên chỉ để chăm sóc khách hàng, để nghe máy của mọi người thôi. Thì mọi người cứ gọi vào đó để nhân viên xử lý nhá. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Nhìn kỹ giúp em này. Đầu tiên này, hai bên nó sẽ là chun như này, toàn bộ chun như này, dù bắp tay có to gấp đôi bắp tay em vẫn mặc được. Toàn bộ cái phần tay này là hai lớp đính nơ này. Tiếp tục này, đằng sau này là kéo khóa thẳng từ đây xuống đến đây thoải mái này. Tiếp nữa này, gọi là váy thì gọi là váy nhưng thực ra nó là dung. Bởi vì đằng ngoài là váy nhưng đằng trong mọi người hãy nhìn này, nó là một lớp lót quần rất là diện, rất là kín đáo luôn, như cái quần đùi ấy. Nên là mọi người đi đứng chạy nhảy ngồi xuống thoải mái luôn. Hai bên có hai túi rất to, cái túi này em đảm bảo để được điện thoại Pro Max luôn. Để được điện thoại 12, 13 Pro Max luôn. Đúng rồi, chính xác là nó giống như cái nơm ấy. Đúng, 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 chính xác. Hai bên túi rất to, mọi người thấy chưa? Và quan trọng là váy này Hot Girl hiện tại không một ai bán được dưới 300 nghìn. Các chị có thể đi tham khảo thị trường rồi quay lại mua của em vẫn được, chưa muộn đâu. Chỉ có điều là sợ mà hàng hết thì mình phải chịu thôi. Còn các chị có thể đi tham khảo thị trường rồi quay lại mua của em Linh cũng được. Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Bây giờ em sẽ đọc bằng size luôn. 48 cân đổ về, mình mặc giúp em size S.
Từ 49 cho đến 53, 54 mình mặc giúp em size M. Từ 55 cho đến 60 mình mặc giúp em size L. Bình thường người ta chỉ có SM, nhưng em hiểu được là khách của em ở nằm khoảng cân nặng bao nhiêu. Thế nên em đặt riêng cho các chị size L đến 60 cân, để cho những chị 60kg vẫn có thể bon chen được, vẫn có thể mặc váy xinh được. Và em chốt váy này trong line cho các chị là 168.000. Em cam kết luôn là ngày hôm nay không bán được trên 800 cái váy này, em đi đầu xuống đất luôn. Khi mà em mặc cái váy này lần đầu tiên, hệ thống máy tính lag toàn bộ. Và sau đó mọi người biết đơn nhảy kinh khủng luôn. Cho nên là em khẳng định luôn này, là cái váy này ngày hôm nay ít nhất em phải bán trên 800 chiếc nha. Còn nếu như mà ai mà lăn tăn không biết là mình nên lấy size gì thì cũng không sao cả, thì mọi người sẽ ghi theo cú pháp là váy nhung kèm chiều cao và kèm cân nặng, nhân viên sẽ có trách nhiệm chốt size cho các chị nhá. Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại nha. Váy nhung không phải váy nơ. Váy nhung, váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Còn nếu không biết size gì thì comment là váy nhung kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Các chị nhìn giúp em này, mặc xinh kinh khủng. Những cái váy này mà các chị đi đám cưới đi tiệc này đấy, ví dụ như nhiều chị bình thường sẽ không bao giờ quen mặc cái váy gắn như thế này, trên gối như thế này. Ngay bản thân em cũng rất ít khi mặc váy trên gối, nếu mà là váy liền thân, còn chân váy thì không tính nhá. Nhưng bên dưới này toàn bộ là quần, cho nên các chị có ngồi như thế nào thì nó vẫn là quần. Chính xác thì nó vẫn là kiểu zoom, nhưng mà nó có cái lớp váy ở bên ngoài thôi, cho nên là mặc kín đáo vô cùng luôn. Mặc váy này đi làm các thứ, đi chơi, đi tiệc, đi sinh nhật, đi đám cưới là quá lịch sự luôn. Và mọi người biết không, cái túi nó to kinh khủng. Em cam kết là cái túi này để được điện thoại Pro Max luôn. Đây, còn đây là cái điện thoại nhỏ nhỏ thôi thì để thoải mái luôn. Mọi người thấy chưa? Để điện thoại, để tiền, để chìa khóa các thứ là thoải mái. Nói chung là váy này mà các chị mặc mà không có người khen xinh thì thôi, lần sau đừng có tin mồm em. Không, đừng có tin mồm em, váy xinh lắm ấy mọi người. Ví dụ em mã này sẽ gọi là váy nhung kèm size. Các chị để ý mà xem, em Linh có bán nhiều váy không? Rất ít. Rất ít váy, nhưng mã nào em váy em Linh bán thì đều rất đắt hàng đúng không? Các chị có công nhận không? Rất ít váy luôn, nhưng mà cái nào mà em đã cân nhắc và tung ra thị trường thì hầu như trộm vía là đắt hàng. Và bây giờ em sẽ lên cho một cái váy gấu, khi anh lấy cho cái váy gấu. Váy gấu hôm nay em tặng các chị với một cái giá mà cũng chưa bao giờ em tặng luôn, bởi vì bây giờ em được rẻ hơn. Em nhập được rẻ hơn. Em nhập được rẻ hơn trước là 5.000, nên là hôm nay em sẽ giảm cho mọi người nhá. Em sẽ giảm cho mọi người 7.000 đi cho nó hoan hỉ, được chưa? Thả tin, thả like và chia sẻ và viết giúp em, mọi người nhìn giúp em này. Váy này ghi giúp em là gì? Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Các chị chắc là quen với mấy cái kiểu bình thường em hay mặc quần rách rồi quần suông rồi quần xích, quần sủng. Hôm nay mọi người thấy em mặc cái váy này mọi người thấy lạ không? 168.000 một váy, bắt buộc kiểm hàng nhá. Chứ mọi người đừng nghĩ rằng, tất nhiên là những chị mà chưa mua bao giờ thì có thể người ta nghĩ như thế thật. Mọi người đừng nghĩ rằng là con này chắc là nó sẽ bán hàng mặc mẫu trên live stream là hàng 300 giống hot girl, rồi nó ship cho khách là hàng hơn 100.000, hàng đều. Em nói luôn là em chỉ mặc một loại và bán một loại thôi nha các chị nha. Hàng em bán có 168.000 và 3 size SML đến 60 cân đổ về mặc được. Và bắt các chị kiểm hàng, đẹp thì các chị mới lấy, không đẹp thì các chị hoàn hàng lại. Nên các chị không bao giờ phải sợ cái vấn đề là hàng có chuẩn hay không, hàng có đúng hay không nha. Còn bây giờ em sẽ lên váy này. Váy này thì bán hàng nghìn con rồi đúng không? Ai nhận hàng cho em xin một câu phản hồi. Còn hôm nay em sẽ tặng mọi người luôn này. Hôm đầu em bán cho mọi người là 138. Về sau là em cảm thấy có lỗi với khách, do là để khách chờ lâu nên em bán là 136. Và hôm nay là em nhập, tức là em nhập được rẻ hơn 7.000 một váy. Cái này là em nói thật chứ em không phải tự nhiên em giảm 7.000 đâu, giảm 7.000 không có lãi nữa đâu. Mà em nhập tức là kiểu như là sau khi bán nhiều quá nên là bây giờ chắc là người ta giảm giá kiểu vậy ấy. Cho nên là em nhập được rẻ hơn 7.000, nên ngày hôm nay mọi người sẽ được mua váy này với giá là bao nhiêu ạ? Váy xịn, chờ một tí sau em sẽ lên váy xịn. Váy xịn hôm nay về được hàng rồi, mọi người cứ bình tĩnh rồi em sẽ lên nhá. Váy xịn hôm nay về được hàng rồi. Váy gấu đỉnh luôn, em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Em chốt trong livestream này ngày hôm nay là 100. Thôi không ấy nữa, không giảm 7.000 nữa, giảm thêm số 8 cho nó đẹp, số 7 không đẹp. Hôm nay bán luôn váy này 128.000. Hai màu như này, form to như này, bao giá các thể loại giá luôn, được chưa? Ôi đang bầu mặc set váy 2 dây nhà Linh ai cũng khen Linh ơi, lại phải lấy thêm. Ôi đang bầu mặc set váy 2 dây nhà Linh ai cũng khen Linh ơi. Tớ nói thật nhá, cái set váy 2 dây này mặc ngon cực và bầu ý mặc lên lại càng xinh. Thề bầu bí mặc lên càng xinh, có biết tại sao không? Tại vì nó hơi cái bụng nhô nhô lên nhìn đáng yêu cực luôn ấy. Thôi cởi gấp cho em cái váy nhung ấy. Không xóa live stream, cởi gấp cho em chứ khách cứ đặt váy nhung này là chết luôn, tối nay phải nghìn cái váy nhung mất. Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại, dưới 48 mặc S, từ 49 đến 53 mặc M, từ 54, 55 đến 60 mặc L. Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại nhá. Còn nếu như mà sau khi mà em đọc bảng size mà mọi người vẫn không chắc chắn ấy, vẫn sợ là bị nhìn không đúng sai ấy,
thì mọi người cứ để lại cân nặng và thêm cả chiều cao nữa để các bạn tư vấn cho nó chuẩn nha các chị nhá. Còn chắc chắn là livestream này em sẽ không dám lên lại cái váy nhung này nữa đâu. Quá kinh khủng khiếp luôn rồi. Set váy 2 dây hôm nay về đủ 2 màu rồi đấy. Bây giờ sau khi em mặc váy gấu thì em sẽ mặc set váy 2 dây đó. Và sau phép set váy 2 dây đó thì em Linh sẽ mặc đến váy xịn. Sau váy xịn mọi người thích mặc cái gì thì mọi người chốt à, mọi người thích em mặc cái gì thì mọi người cứ comment nhá. Em không không gì ạ. Em không đọc được hết comment đâu. Tức là em vẫn nhìn thấy hết nhưng mà em không đọc được hết bởi vì nó nhảy quá nhiều. Em like từ nãy đến bây giờ là 1 tiếng 30 phút và lượng comment bây giờ đã là 6.200 cái comment rồi. Đấy thì mọi người nghĩ làm sao em đọc được hết đúng không? Và bây giờ em sẽ mặc váy gấu. Anh ghi váy gấu này hôm nay cho em. Váy nhung cô có mặc được không Linh ơi? Cô bao nhiêu ký ạ? Cảm ơn Trang Coca nhé. Cô bao nhiêu ký ạ? Nhưng thật ra thì cháu sợ là cái váy nhung này mà cô mặc thì cũng biết có bị trẻ quá không, tại vì nó hơi ngắn ấy. Nó hơi ngắn mà kiểu như là các cô mà có tuổi một tí thì mặc em cháu sợ là nhìn nó hơi bị kiểu như là hơi ngắn ấy. Váy này hôm nay em chốt là 128.000 đồng, giá gốc em bán là 138 và hôm nay bán 128 thì tranh thủ chốt đi còn gì nữa các chị. Đây ghi em mã này sẽ là gì ạ? Váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Ừ trời ơi, sau váy này phải lên váy khoét bà nội ơi, đẹp. Trời ơi em mặc cái váy này hơi bị ngon luôn các chị, em mặc cái váy khoét là hơi bị ngon luôn ấy. Lên quần bò chưa bạn? Quần bò em lên từ nãy đến giờ rồi chị ơi. Áo dưới pha tay mã là gì? Áo dưới pha tay đấy gọi là cardigan túi đây này mọi người ơi. Lên luôn nhá. Em đang cầm ở đây là size S này, mọi người nhìn rõ không? Đây. Em đang cầm ở đây là size S này. Đó và chuẩn bị mặc nhá. Ôi toàn hàng đẹp. Toàn hàng đỉnh luôn. Ghi em mã này sẽ là váy gấu. Hôm nay là 128, nốt chuyến này là hết, là hàng không bao giờ về thêm nữa đâu. Nên các chị tranh thủ chốt đi nhá. Hàng không về nữa đâu đấy. 128.000 cú pháp cho em là váy gấu bò và váy gấu đen. Mua được đâu rẻ hơn nữa cứ quay lại đây kiện con Linh đi. Mua được đâu rẻ hơn nữa cứ quay lại đây kiện con Linh nha các chị nha. Túi đẹ, túi nâu này em vẫn chốt trong live là 209.000 nha các chị nha. Quần bò suông đi chị. Ui quần bò từ nãy giờ chị lên rất là nhiều rồi ấy. Nên là bây giờ từ từ chị lên váy một tí nhá. Ghi ở hai bên là có túi này, form dài 1m15, form to thoải mái đến 70 cân. Bầu không bầu này, bầu nhỏ, bầu vừa, bầu to, bầu đến lúc đi đẻ xong mặc bình thường được chưa? Mặc siêu trẻ luôn. Váy gấu mà em đang mặc sẽ là màu bò và váy gấu màu kia sẽ là màu gì ạ? Màu đen nhá. Lên váy đen dây kèm áo khoác đi chị. À đấy là set 2 dây đấy. Ok bây giờ chị chuẩn bị lên luôn đây này. Từ từ mọi người nhá, bình tĩnh. Váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại, hai màu này em bán đắt hàng ngang ngửa nhau nhưng màu đen thì có nhỉnh hơn một tí so với màu bò. Vì kiểu là như kiểu mà 300 cái màu đen thì sẽ được 200 cái màu bò kiểu như thế. Và đằng sau nó có in như này mọi người. Đằng sau nó có in như này này, mọi người nhìn rõ không? Ví dụ em mã này sẽ là váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại 128.000. Giá cũ em bán là 138 nên là ai đã mua màu gì rồi mà còn một màu nữa chưa mua thì hôm nay mọi người mua nhá. Được chưa? Áo thun pha tay trắng đen bao nhiêu? Áo này sẽ gọi là áo đẹp. Em chốt trong live hôm nay là 115.000 chị ơi. Pha ghi lê chờ em một tí nhá. Rồi chị nào lấy váy gấu nó chốt luôn, em lên qua mẫu ở đây luôn nhá. Bây giờ em sẽ lên mặt tiếp theo. Đấy là cái váy khoét ngực đi. Trời ơi các chị hỏi nhiều quá. À hay là thôi lên cái set này trước đi. Cái set này mọi người cũng hỏi nhiều. Set váy 2 dây này em bán mấy nghìn set rồi. Em bán mấy nghìn set luôn rồi mọi người. Em xét váy 2 dây này em bán có 143.000. Trong khi thị trường bán là một hot girl bán là 340.000. Còn người bình thường thì em không biết, người bình thường thì em không nắm được. Nhưng mà hot girl là bán 340.000 đấy mọi người. Thế bây giờ em lên khoét ngực trước nhá. Sau rồi em lên xét 2 dây nhá mọi người nhá. Ok, từ từ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Váy chị mặc bao nhiêu? Váy chị mặc hôm nay tri ân sập sàn sắp mặt là 128.000. Chất liệu là chất liệu tổ ong. Mua được đâu rẻ hơn nữa, hoàn hàng lại cho em nhá. Chị nào lấy chốt lượng em qua mẫu đây. Chị lên áo cổ viền gen, chị úp ảnh đi. Áo nào nhỉ? Cái áo mà mẫu mặc với cái chân váy đấy phải không em? À, cái mã mà mẫu mặc với cả chân váy phải không? Hay là cái gì ta? Đôi giày Linh đi có bán không? Đôi giày em đi thì bán lâu rồi chị ạ. Rồi được hết rồi. Thôi bây giờ em mặc cái khoét ngực này trước đi nhá. Nhiều bà mong chờ cái váy này lắm luôn này. Cái khoét ngực này này, chắc là em phải đặt thêm size L không ạ à, các chị? Khách em là máu lắm, mấy bà máu lắm luôn, mấy chị mà trên 53 cân là máu lắm ấy. Nhưng mà em chỉ có size đến size M đến 53, 54 là kịch kim rồi, 55 là không thể mặc được. Vì cái váy này form nó chỉ đến thế thôi. Đây nhá, em mặc cái khoét ngực này. Em thề là em bán hơn 400 chiếc khoét ngực trong một ngày đầu tiên em tung ra thị trường. Cuộc đời em thật sự không bao giờ dám nghĩ là những cái váy này mà em bán được nhiều như thế luôn. Nhưng từ bây giờ em sẽ thay đổi suy nghĩ. anh kéo cho em. Khổ lắm. Quần rin mới đăng gọi là quần bò chữ nhá, quần bò chữ.
Đấy, hôm nay kéo xuồng thế. Ví dụ em mã này sẽ gọi là gì ạ? Trời ơi, nước ngon. Mặc nhìn nó ngon, mọi người ơi, thấy chưa? Cái này bà nào có ngực mặc càng đẹp, mà không có ngực như em vẫn mặc được. Nếu không có ngực như em thì mọi người bắt buộc phải mua áo ngực nhà em Linh nha. Mua áo ngực nhà em mặc vào là có ngực ngay. Ui dồi, chanh là thành bưởi. Hề luôn, chanh là thành bưởi luôn đấy. Áo ngực nhà em bán siêu rất hàng. Mong nhà Linh bán size to mà giờ size SM thì đặt sao? Không phải, tại vì cái váy này em không chuyên đấy chị. Váy này em không chuyên đấy, này. Đây mọi người thấy chưa? Không có ngực lắm vẫn mặc được mà, bởi vì nó không bị hở quá đâu, nó vừa vừa thôi. Xinh chưa? Váy khoét ngực kèm màu và kèm số điện thoại. Váy khoét ngực về size to đi Linh ơi, hu hu xinh quá. Ok, thế thì em sẽ đặt size to cho mọi người nhá, vì rất nhiều chị 60kg và rất thích luôn. Rất nhiều chị 60kg và rất thích váy này đúng không? Em là em 48, 49 và em đang mặc vừa size S này này. Đây là cái chỗ này là đang bị hằn kéo dây. Để em kéo xuống nhá, đây này. Đấy, xinh chưa? Eo 70-72cm mà mặc lên, trời ơi, như đồng hồ cát luôn. Tại vì cái dạng váy ấy. Đây nhá, em đứng thẳng như này đúng không? Cái váy không hề bị ẹp xuống, các chị thấy không? Cái váy không hề bị ẹp xuống luôn. Ấn xuống nhá là mấy ẹp còn em đứng nguyên này. Này em xoay này. Các chị biết tại sao? Đấy là do cái chất liệu của váy và do cái form váy. Do cái chất liệu của váy và do cái form váy. Trời ơi, đẹp quá. Em thích váy này quá mà em 60 cơ, cân cơ hi hi. Ok, thế thì em sẽ lấy thêm, đặt thêm size L cho mọi người nhá. Mọi người chịu khó chờ em sẽ đặt thêm size L để 60kg mua được nhá. Được không? Đồng ý không? Nhưng mà đến khi về là phải mua đấy. Không phải bảo người ta đặt về xong đến lúc không mua là em bắt đền nhá. Em chết đấy. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là váy khoét ngực. Với cả những bà 60kg mặc váy này lại càng xinh. Các chị có biết tại sao không? Bởi vì màu đen nên ai mặc vào nhìn nó cũng sẽ mi nhon. 60kg mặc váy này nhìn cũng sẽ gầy nha. Bảo sao? Em đi thêm đôi giày cao gót đi luôn. Em đi dép, em đi guốc. Em không có giày ở đây chị ạ. Em đi tạm cái guốc nhá. Chị nhìn tạm nhá, nhưng em thấy đi guốc là cũng ok rồi. Đây. Mọi người thấy chưa? Trời ơi, có phải em Linh Rin hàng ngày vẫn ăn mặc cái kiểu trẻ trung cho các chị không? Hôm nay nhìn khác bọt không? Mọi người thấy hôm nay nhìn khác bọt không? Trời ơi, như một nàng công chúa luôn, thấy chưa? Cái em mã này là váy khoét ngực 2 size SM. Dưới gì ạ? Dưới 47 cân thì mặc size S. Từ 48 cân cho đến bao nhiêu? Đúng hôm qua vừa vào shop xem váy này 380k chị Linh ơi. Đúng hôm qua vừa vào shop xem váy này 380k chị Linh ơi. Nguyễn T. Ngọc Bích. Trời ơi, cảm ơn em nhá. Đấy mọi người thấy chưa? Em bán 100 bao nhiêu anh? 88 à? 188.000 đồng một váy. Và 2 size SM. Sắp tới em sẽ cố gắng đặt thêm size L cho các chị nhá. Dưới 47 mặc S. Từ 48 đến 52-53 mặc M. Cho nên đến thời điểm này em chỉ nhận đơn đến 53 thôi, tạm thời là như vậy. Thì lúc nào mà mọi người có size to lúc đấy mọi người hãng đặt. Còn ai sợ dài có thể mang cắt đi. Và em cam kết là không bị mất form, được chưa? Kiểu em mã này sẽ là cổ lọ kèm size và kèm số điện thoại. Em đi thêm cái guốc, trời ơi. Đây, đeo thêm cái túi đấy. Mọi người nhìn thấy giống em Linh thường ngày, em không giống một tí nào. Em thấy em nhìn em khác hẳn đấy mọi người. Em nhìn nó kiểu nó kiểu như là quyến rũ hơn bao nhiêu so với những lúc mà em mặc cái đồ rộng rộng ấy. Công nhận là những cái váy này mà các thứ mà mặc đi tiệc thì thôi đỉnh luôn. Đỉnh luôn các chị ơi, nha các chị nha, thấy chưa? Không có ngực vẫn mặc được. Nếu như không có ngực như em thì các chị mặc thêm cái áo ngực ở đằng trong. Còn nếu như mà gì ạ? Nếu như mà có ngực rồi ấy thì không cần mặc áo ngực nữa, bởi vì cái váy này nó đã có gì ạ? Nhìn sang chảnh lên một đẳng cấp khác luôn đấy mọi người thấy chưa? Nếu như mà có ngực rồi thì không cần, bởi vì cái váy này nó có đệm sẵn rồi. Cái váy này nó có một phần đệm rồi. Còn đây là vừa có phần đệm mà em vừa mặc áo ngực nữa thì nó mới căng như thế này. Nhưng mà chị nào mà có ngực sẵn rồi thì chỉ cần không cần mặc áo ngực nữa mà mình có cái đệm mút này luôn rồi. Còn bà nào không có ngực thì độn thêm cái áo ngực giống như em là có thể mặc được. Chứ không phải là ngực bé mới không, chứ không phải là ngực bé là không mặc được đâu nhá. Ngực bé như em mà còn mặc được thì ai chẳng mặc được. Nếu như mặc dài thì mang cắt đi chơi. Đây này mọi người nhìn cái form váy này. Khi em đứng thẳng này, đứng yên không nhúc nhích luôn, các chị thấy chưa? Cái váy nó vẫn xòe ra như thế này. Đó là do cái chân, do cái chất của nó và cái thiết kế của váy nó đẹp như vậy. Còn nếu chứ không phải là đứng thẳng nó ẹp xuống như này nhá. Em đứng hoàn toàn đứng im luôn này, mọi người thấy chưa? Và khi em xoay này, đó, đỉnh chưa? Cái em mã này sẽ là váy khoét ngực kèm size và kèm số điện thoại. Nếu biết size gì tự lấy size, không biết size gì để lại cân nặng nhân viên chốt size. Em cao 1m6 và nặng 48kg, hiện tại đây là em đang mặc size S. Và em tư vấn cho khách hàng là 47kg đổ về mặc size S, từ 48 đến 53 cân mặc giúp em size M. 188.000 một váy, bao các thể loại giá trên thị trường, được chưa? Em qua mẫu ở đây nha, các chị chốt quá nhiều rồi. Ngày mai hàng em sẽ về, vì sắp tới là em sẽ về thêm 500 con nữa cơ. Nói chung là khi mà em chưa bán thì thôi, chứ khi em bán mà
đã đặt hàng rồi là em làm tới luôn đấy, em không sợ gì luôn đấy. Lúc đầu chưa bán thì gọi là lăn tăn thôi, chứ khi mà đã bán rồi mà thấy đẹp là em làm tới luôn, là em đặt luôn 500, 1.000 đấy các chị, máu lắm. Ví dụ em mã này là váy khoét ngực nha, anh ơi cởi cho em, cởi khóa cho em. Không lộ chị ơi, bụng em to vãi trưởng, bụng em 82cm mà chị nhìn em eo chưa, bởi vì bên dưới nó xòe nên là không sợ đâu nhá, được chưa? Chất váy của nó là chất liệu, em chả biết là chất gì cả. Cái chất mà người ta để may váy nói ra là hỏi chất gì không biết đâu, em không biết đâu, vì em có phải người may ra cái váy này nó mà biết. Chị ơi, chị đổi địa chỉ thì chị cứ nhắn tin ở đấy, lúc nào đi đơn các bạn ấy sẽ đổi địa chỉ cho chị nhá. Em mặc size S mà, đây này, em mặc size S mà, đây em mặc size S này, thấy chưa, size đấy, em mặc size S mà nha. Bây giờ em sẽ mặc set váy 2 giây. Chị nào đang xem livestream mua set váy 2 giây nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi đi ạ. Set váy 2 giây xanh và set váy 2 giây trắng. Set váy 2 giây kèm màu và kèm số điện thoại. Set này mặc lên cũng siêu ngon luôn. Chuẩn bị nhá mọi người. Quần tất nhà em ai chưa có thì chốt nhá. Hôm nay em đã bỏ quần tất ra mất 70 mấy nghìn cái quần tất để test cho các chị rồi. Nhớ ủng hộ em quần tất nhá. Quần tất có hai màu là màu da và màu đen. Em chốt là 72.000 một quần và mua từ 2 quần sẽ là 69.000 một quần nhá. Bán đắt hàng lắm luôn, thề quần tất nhà em. Đây mọi người nhìn. Em test chất cho mọi người rồi đúng không? Em test chất cho mọi người rồi đúng không ạ? Quần tất đây này. Quần tất rất là xịn sò luôn mọi người nhìn nhá. Em cho vào quả dứa này, đó mọi người. Ôi dứa thơm thế, mai mang về xào thịt bò mọi người nhìn này. Đó. Em cho vào quả dứa gai góc như thế này mọi người thấy không? Nói chung là chẳng có ai mà đi test quần tất giống như em đâu, bởi vì em khác biệt cho nên em mới bán được nhiều mọi người, thật sự. Bởi vì là tự tin chất lượng, nhưng mà em cũng nói trên live là em không nói là quần tất này không rách nha. Không có một cái quần nào rách. À không có quần nào là không rách cả. Ví dụ như quần tất mà các chị chỉ cần cà vào cái gì mà xước xước, chẳng hạn cái đinh hay là cái gì đấy là nó sẽ rách thôi. Đồ nhà chị Linh nhìn gì cũng muốn chốt, nhưng mà chẳng qua là em đang muốn chứng minh rằng ấy là quần tất nhà em nó dai hơn những quần tất bình thường. Nó dai hơn những cái quần 20-30 nghìn ngoài thị trường. Đó, thì em nghĩ là nó 70 mấy nghìn thì tức là so với hàng 2-3x thì là nó đắt hơn đấy. Nhưng mà để mà cho em xem thêm về mấy quần bò bên chị với ạ. Em nhận được quần mài form đỉnh cực chị ạ. Cảm ơn em nhá. Chị ơi, túi VIP thông cảm giúp em là hàng đang trên đường về, chưa có ai, tất cả những người đặt sau là chưa có ai nhận được đâu chị ơi này. Cái váy dây này em mặc không này. Đó mọi người thấy chưa? Mặc không đã đẹp rồi. Mặc không đã eo ót rồi, mà đằng trong em còn mặc một cái áo dây này, một cái quần đù quần ngố nữa này, chứ không phải mặc không đâu nhá, mà nhìn vẫn rất là eo ót và ngon nghẻ, thấy chưa? Rồi bây giờ em sẽ mặc thêm cái áo khoác bên ngoài. Đây. Cái này sẽ ghi giúp em là set 2 giây. Quần tất có hai màu là màu da và màu đen chị nhá. Chỉ có hai màu là màu da và màu đen thôi. 72.000 một quần và mua từ 2 quần sẽ là 69.000. Hoặc là mọi người nếu không thích lấy 2 quần thì mọi người lấy 1 quần dồn đơn với sản phẩm khác thì vẫn là 72.000 nhá. Này nhìn giúp em này. Set 2 giây kèm màu và kèm số điện thoại. Em sẽ thay đôi dép nhá. Mặc set này em sẽ thay đôi dép. Set 2 giây em rốt trong livestream này là 100. Hôm nay hôm trước em bán 143 và chưa bao giờ em giảm giá luôn. Hôm nay hoan hỉ bởi vì khách rất là đông ủng hộ. Anh ghi giá cho em 138.000 một set. Set 2 giây kèm màu và kèm số điện thoại 138.000 một set. Nhưng em đang mặc, mặc set này không ngon nữa thì thôi. Các chị thấy chưa? Set 2 giây em đang mặc màu, em đang mặc này, form dài kinh khủng, ai lùn có thể mang cắt đi. Còn form em bán là chuẩn hàng hot girl là form dài, chứ phải ngắn như này đâu các chị nhá, được chưa? Set 2 giây màu em đang mặc sẽ là màu xanh. Và set 2 giây màu này cho em Linh sẽ là màu trắng. Nó sẽ có hai màu. Thì váy ở đằng trong là nó y xì nhau, nó chỉ khác nhau cái áo ở bên ngoài thôi nha các chị nhá. Lên quần mài chị ơi, quần mài chị hết hàng rồi, bây giờ chị chỉ về quần mới thôi. Chuẩn bị em sẽ lên lại cái quần chữ, quần bò chữ mà hôm nay em mới về nhá, hot dã man luôn nhá. Set 2 giây kèm màu kèm số điện thoại. Dép em đang mai em đang sale nó là 96.000 nhưng không còn đủ size đâu ạ. Em chả biết còn size gì. Dép này thì em bán quanh năm suốt tháng luôn. Lúc nào? À không, em bán được khoảng nửa năm nhưng bây giờ mùa đông thì em bỏ mẫu rồi, được chưa? Nó chỉ khác nhau cái dây bên áo bên ngoài thôi, còn bên trong là y xì nhau. Cái em đang đeo ở đây gọi là túi xinh đen, em chốt trong line là 198.000, bao giá các thể loại trên thị trường, được chưa? Bởi vì thị trường bán con này rẻ nhất phải 250. Hàng này là em nhập trực tiếp từ Quảng Châu thì nó mới có giá như thế này nhá. Set 2 giây đùi to mà có ôm không lên? Dạ không chị ơi, nó là co giãn chị ơi, và em cũng đùi to nhá. Đùi của em to lắm. Người thì không to nhưng đùi to và bụng to. Bây giờ em sẽ mặc thêm cả màu trắng nha các chị nhá. Tụt view của em rồi các chị ơi, cố gắng tương tác, thả tim, thả like và chia sẻ bài viết giúp em nhá. Livestream ngày hôm nay là em tặng mọi người 600.000 đồng. Người đầu tiên sẽ là 200, người hai người tiếp theo mỗi người 150 và người cuối cùng sẽ là 100, tổng là 4 người, nhưng với điều kiện phải đủ 4.000 lượt chia sẻ. Thì tí nữa khi em tắt livestream em sẽ dựa vào tổng lượt chia sẻ để biết là sẽ tặng bao nhiêu người.
Có nghĩa là view đã đủ rồi, người thì em đã lựa đủ rồi, nhưng phải đủ lượt chia sẻ nữa. Bởi vì nếu như các chị chia sẻ ít mà view cao thì đấy là có nghĩa do tương tác của em tốt chứ không phải là do khách chia sẻ. Và em tặng khách là bởi vì khách chia sẻ cho em nên bắt buộc là phải đủ lượt chia sẻ em mới tặng. Chứ không thể nào mà được 1.000 lượt chia sẻ mà em lại tặng thành 600.000 đồng như thế thì thật là quá bất công cho em, đúng không ạ? Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là set váy 2 dây trắng, đẹp chưa? Màu trắng nhìn tinh khôi nhẹ nhàng đấy chưa? Mà cái set này mặc đi chơi, đi biển, đi nói chung là đi đâu cũng được, đi ăn, đi uống buổi tối, cà phê các thứ, nhìn rất là xinh luôn ấy. Xõa tóc ra chụp con ảnh xương xương sexy nhẹ nhàng, bà nó có ngực mặc càng đẹp, bà nào không có ngực mặc vẫn đẹp, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ gọi là set hai dây trắng và set hai dây xanh, cách số điện thoại nhé. Set hai dây kèm màu và kèm số điện thoại. Chị lên áo len khuy rút dây, đúng rồi, quên hãy mất áo này, trời ơi đẹp này lại quên ngu người. Đây này, áo này đẹp kinh lên được ấy, mọi người thấy chưa, áo này đẹp chưa? Áo này mặc với cái gì ta? Áo này em mặc với quần Q20 nhá. Mặc quần Q20 nhá. Ok. Quần tất nhà em ấy thì là nó sẽ có hai màu là màu da và màu đen chị ơi. Đây. Nó sẽ có hai màu, màu da của em đâu anh nhỉ? Sợ đây toàn màu đen ta. Hai màu sẽ là màu da và màu đen. Em chốt trong line là 72.000 một quần và mua từ hai quần sẽ là 69.000 chị nhá. 72.000 một quần và mua từ hai quần sẽ là 69.000. Quần tất hàng công ty Mizin chứ không phải là quần tất em nhập gọi là tràn lan trên thị trường, cho nên quần này các chị sẽ thấy là ít, rất ít người bán chứ không có, gần như là bán lẻ là không có, bởi vì kênh công ty này chủ yếu là kênh bán sỉ, xong người ta bán trong shop nhiều ấy. Hả? Đây là da. Đây, da. Màu da đây. Màu da đây. Đây là màu da và đây là màu đen. Quần tất kèm màu và kèm số điện thoại nhé. Em qua mẫu nha, ghi của em mã này sẽ gọi là gì ạ? Set 2 dây kèm màu và kèm số điện thoại. Đưa cho em cái áo xanh như này. Set 2 dây trắng và set 2 dây xanh. Hôm nay chốt 139.000 đồng. Lúc em nói 138 hay 139? Quên rồi. 138.000 hôm nay. Ôi tụt view của em, tự nhiên tụt mất 200 người là như nào? Đùa ạ, còn mọi người đùa em mà. Thả tim, thả like và chia sẻ like cho em nhé. Được chưa? Áo ngực ok, anh cho em xin mấy cái áo ngực em tặng luôn. Bà nào đang xem live stream ở đây mua áo ngực nhé, em rồi giơ tay một phát, được chưa? Khi của em mã này sẽ gọi là gì ạ? Set 2 dây và bây giờ em sẽ lên cái váy xịn này. Váy này em bán kinh khủng. Bán đến giờ phút này phải gần 2.000 con rồi mọi người ơi. Xem live nhà Linh là nghiện mất set. Set 2 dây váy siêu dày dặn. Em cảm ơn chị Thúy Phạm nhé. Chị ơi, váy rất dày dặn đúng không chị? Còn áo ngoài thì nó mỏng nhẹ, thoải mái đúng không? Nói chung là váy này cái set này em bán mấy nghìn set rồi cơ, em toàn bán số lượng thôi. Em Linh không bán số lượng thì không bao giờ có giá tốt để mang đến cho các chị đâu. Nhiều chị mới biết em, người ta không thể giải thích được vì sao con này bán được rẻ như vậy mà. Em trả lời luôn, phương châm bán hàng của em là bán số lượng. Kể cả nhá, một cái áo, một cái sản phẩm ấy, kể cả em được 6.000 đi chăng nữa nhá. Nhưng mà một line bán được 1.000 chiếc, em có 6 triệu các chị. Có công nhận với em không? Em vẫn kiếm được tiền mà, em cũng nghèo đâu. Mà em vẫn bán rẻ, khách vẫn mua nhiều và ủng hộ khen rất là nhiều, đúng chưa? Chứ bây giờ nói thật là vừa già vừa xấu vừa không nổi tiếng mà bán đắt nữa thì ai mua? Bây giờ chỉ có cách bán rẻ chứ chả có cách gì khác luôn ấy. Mình bán rẻ, mình có thể xấu một tí, người ta vẫn thích, người ta vẫn yêu quý mình, đúng không? Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em đây áo ngực này, em tặng luôn này. Áo ngực này bình thường giá niêm yết công ty là 199.000 đây. Và em bán cho các chị là 98.000 một áo ngực. Còn bây giờ hôm nay em tặng mọi người với giá này. Đấy. Mọi người nhìn nhá, áo ngực này là của công ty set 2 dây nhà Linh Form, chuẩn chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thùy Dung nhé. Chứ mọi người cứ thấy hot girl bán 340 lại nghĩ là con Linh bán hàng vớ vẩn. Không chắc đâu ạ. Đấy chẳng qua là các chị chưa biết em thôi. Đây nhá, áo này em đã từng bán là 98.000 và em bán lên đến hơn 6.000 cái áo ngực này rồi. Nói đi mất lọc luôn. Bán lẻ hơn 6.000 áo ngực này rồi. Và bây giờ là em sẽ giảm giá xuống cho mọi người, bởi vì là công ty người ta bảo là người ta ngắt mẫu này. Người ta bảo là người ta ngắt mẫu này rồi, cho nên là bây giờ có người ta cũng sell rẻ đi cho mình. Và thứ hai đó là em cũng không bán nữa, bởi vì bây giờ nói chung là bán đến hơn 6.000 mà em thì cũng không phải là chuyên áo ngực ấy. Thành ra là bán đi bán lại thì khách cũng chỉ có từng đó, người ta mua hết rồi. Nên là em tặng trong like cho các chị này. Bình thường em bán là 98. Cảm ơn Ngọc Bích nhá, 98.000. Và bây giờ em đang sell cho các chị là 84.000 đồng một áo. Chưa bao giờ em bán giá này luôn. Bản thân em Linh cũng lấy mặc. Ví dụ như ngày hôm nay em đi sang đây là em cũng mặc áo ngực em đang bán ở trong người luôn. Đấy, em có mấy cái luôn, cứ mặc. Nói chung là, nhưng mà em là toàn hay lấy màu đen, bởi vì em thích mặc màu đen ấy mọi người, được chưa? Em cũng mặc cái áo này từ nhà em sang đây để em live stream cho các chị luôn. Nhưng mà đợt này mặc thì vẫn mặc, nhưng mà mặc cái này xong là em không mặc lại được áo cũ nữa luôn ấy. Cảm thấy phải nhìn nó kiểu nó bị kiểu như là đang mặc cái này nó đẹp rồi. Mặc cái này rất là nâng ngực luôn nhá, hàng có gọng và dày dặn.
Tóm lại là mọi người cứ mua thử đi, em sẽ có 3 màu là màu da, màu đen và màu đỏ. Có 3 size 34, 36 và 38. Em chốt trong line này là 84.000 nhá. Áo có gọng nhưng em cam kết với chị là mặc cực kỳ thoải mái. Bản thân em cũng đang mặc ở đây, nói điêu mất lộc luôn, áo này là áo nhà em đang bán luôn đấy. Sau đó về sau em quay lại mặc mấy cái áo ngày xưa em mua 500-600.000, thật sự mặc nhìn chán vãi chưởng luôn đấy. Nên là bây giờ chỉ mặc áo này thôi. Đợt đầu thì còn mặc song song nhưng bây giờ gần như là em không mặc mấy cái áo cũ nữa luôn. Bỏ luôn, chỉ mặc cái áo em bán thôi. Đệm này nó vừa phải nhá. Tức là nó có đệm nhưng thiết kế rất là thông minh, thiết kế đằng sau này thoáng khí này, có lỗ này. Và nó đẩy ngực một cách khủng khiếp luôn ạ. Nó đẩy ngực một cách khủng khiếp, các chị không tin các chị cứ mua thử đi. Áo ngực kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Em có màu da, màu đen và màu đỏ. Màu da, màu đen và màu đỏ bây giờ em đang được sale là 84.000, giá cũ em bán là 98.000. Bây giờ đang được sale là 84, mọi người tranh thủ chốt. Còn váy em đang mặc sẽ là gì? Gọi là váy xịn kèm màu và kèm không có màu, một màu duy nhất. Váy xịn này của em là hàng Quảng Châu. Em bán này bây giờ đến gần 2.000 con rồi, cho nên là không cần quảng cáo thêm nữa nha các chị nha. Váy xịn này ai cứ mua được ở đâu rẻ hơn, các chị vào đây bóc phốt em thoải mái, em nói thật đấy. Ok, sau cái này em sẽ lên nào rút luôn. Sau cái này em Linh sẽ lên nào rút luôn mọi người nhá. Mọi người ghi giúp em váy em đang mặc sẽ là váy xịn kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream này cho các chị bao nhiêu ạ? 100. Hôm nay anh ghi giá cho em hôm nay. Hôm nay chốt cho mọi người 184.000. Tại vì hôm nay là chuyến cuối và hàng không về thêm nữa. Cho nên là em sẽ hoan hỉ bán rẻ đi cho các chị một xíu là bao nhiêu? Là 100 bao nhiêu ạ? 84.000 đồng. Mua đâu rẻ hơn, em cam kết cho hoàn hàng lại. Được chưa? Váy xịn nhá. Áo ngực em bóc cho mọi người xem từng màu luôn này. Như là màu 184. À ơi, em nhầm. Em lại đang nhầm về váy cao cấp. Em xin lỗi. 187 giảm 184 đấy là váy cao cấp, còn váy em đang mặc là bán 178 và hôm nay sẽ bán là 175. Ok. 175. Em nhầm với con này đắt hơn. Em xin lỗi. Đây này. Màu đỏ này là hết size 34 và công ty người ta không về. Màu đỏ là hết size 3 mấy. Màu đỏ là hết size 3 mấy rồi. Thôi mọi người bỏ qua màu đỏ đi. Không nhớ nữa. Bây giờ còn đen với da thôi. Màu đỏ là hết ra size rồi. Và công ty người ta cắt mẫu rồi, người ta không nhập mẫu này nữa. Nên là người ta giảm rẻ cho em. Rồi là giả em lại giảm rẻ cho các chị nữa. Tóm lại là bây giờ là rẻ lắm rồi đấy. Áo ngực bản thân em Linh đang mặc ở bên trong này là áo em bán nhá. Em đang mặc màu đen nha các chị nha. Đang mặc ở bên trong và mọi người em thậm chí là mặc áo ngực này mà khách em hỏi em mới đi nâng ngực về à. Mặc rất là ảo luôn mà bình thường không có ngực. Nói chung là mọi người cứ mặc áo này xong là các chị không muốn mặc mấy cái áo cũ của các chị đâu. Và các chị cũng đừng so sánh với hàng 50.000 ở ngoài chợ. Nó không bao giờ giống nhau. Em khẳng định là nó không bao giờ giống nhau. Các chị nhìn này. Hàng này là hàng công ty gì ạ? Công ty Iris Việt Nam đây này. Công ty Iris, áo lót cao cấp Iris này. Giá niêm yết 199k. Thật ra là công ty này nó vẫn thuộc cái Mizi kia, cái Mizi của quần tất. Nhưng nó giống như là công ty nhỏ ấy mọi người. Nó vẫn là Mizi đây này. Nó vẫn là giống như thuộc công ty nhỏ của cái Mizi đấy. Kiểu vậy á, của quần tất ấy. Và cái này, hàng này là Việt Nam mình đặt sản xuất tại Trung Quốc. Việt Nam mình đặt sản xuất chứ không phải Việt Nam mình nhập của Trung Quốc làm, mà dựa theo form của mình phù hợp với người Việt Nam và đặt sản xuất tại Trung Quốc là cái áo này nha các chị nha. Và áo này người ta để giá 199 để làm gì các chị biết không? Để bán trong trung tâm thương mại, bán trong shop đồ lót, đắt vãi chưởng luôn. Được chưa? Còn váy em đang mặc sẽ là váy xịn, chốt trong livestream này hôm nay là 175.000 nha. Em qua mẫu luôn và bây giờ em sẽ lên cho một cái áo này siêu xinh. Áo này em Linh xin phép mặc với quần Q20 nha các chị nhá. Q20, được chưa? Thì em sẽ mặc với quần Q20 đây. Trời ơi, mọi người đừng hỏi em váy nhung nữa, em sợ lắm rồi. Đừng hỏi em váy nhung nữa. Em đang bị hoang mang tột cùng với cái váy nhung đấy này. Đừng hỏi em váy nhung nữa. Sợ lắm rồi mọi người. Váy xịn hôm nay bán 175 thôi. Bình thường là bán 178. Hôm nay em bán cho mọi người có 175 con váy xịn thôi nhá. Tranh thủ chốt đi mọi người. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái váy mà ấy ấy. À cái áo rút đi. Shop ơi, mã ba sọc là gì? Dạ ba sọc của em là áo ba sọc đó chị. Cái áo mà em mặc đăng ảnh đi chơi ấy, mọi người hỏi nhiều lắm. Em chốt trong like là 158.000 chị nhá. Nhưng lúc nãy em mặc rồi mà bây giờ em đang thiếu đơn nhiều quá. Cái đấy gọi là áo gì ạ? Áo ba sọc. Bây giờ em sẽ lên cái áo này và cái quần Q20 này nhá. Váy suông lên luôn đi chị. Mấy cái váy đấy lúc nãy cô chị cũng lên nhiều rồi đấy. Không biết là em hỏi váy nào nhưng mà từ nãy giờ là chị cũng lên nhiều váy lắm rồi đấy. Từ nãy giờ là chị cũng lên khá là nhiều váy rồi đấy. Mọi người nhìn này. Váy số còn không chị? Váy số hết, đang hết nha. Này mọi người nhìn này. Đó. Chị ơi, like mấy ngày trước vẫn chưa chốt là tất cả đơn cũ là nhà em đã chốt hết rồi. Nên nếu mà mình chưa được chốt thì mình đặt lại đây giúp em nhá. Này, đẹp chưa? Quần em đang mặc sẽ là Q20. Bán đi bán lại quá trời rồi. Và bây giờ em sẽ mặc vào cái áo này. Áo này gọi là áo gì đây anh? Áo này đẹp cực. Áo này gọi là áo gì đây nhỉ?
Len tay hến ok, sau cái này em sẽ lên quần phồng và len tay hến nhá. Like này chưa lên được một tí len tay hến và quần phồng nào luôn ấy. Chị ơi gửi nhầm size, ngày mai chị có hotline đi, nhắn tin không có người trả lời đâu chị. Cho em xem mấy quần bò nhà chị với à, để em mua thêm, chứ mới mua một cái mà ưng cái bụng quá chị ạ. Cảm ơn em nhá. Rút dây mà không có được đây. Hả? Rút dây á, à, rút eo là khác với rút dây nhỉ? À ok. Áo rút dây đi. Ừ, áo này xinh này. Áo rút dây kèm màu và kèm số điện thoại mặc xinh cực các chị ơi, đây này. Yêu ơi mặc xinh đấy. Mặc xinh vãi trưởng luôn. Còn áo len cổ 3 phân không chị? 3 phân em còn nhá. Len cả len cọc nữa nhé. Ok luôn. Quần đùi legging, quần cái đấy gọi giúp em là quần ngố thái. Quần ngố thái chốt trong livestream là 33.000 thôi ạ. Đây này. Ui, xinh nhỉ. Áo rút dây kèm màu và kèm số điện thoại mặc nhìn kiểu rất là nữ tính luôn. Áo rút dây em có đủ màu luôn nha các chị. Này nhìn giúp em này. Rút dây này. Mấy cái em treo ở đây là chưa rút. Là chưa rút, nhân viên là treo nó không rút. Các chị nhìn xinh chưa? Đó. Rút dây kèm màu và kèm số điện thoại, nhìn nó eo eo như này mọi người. Và cúc này là cúc thật, có thể mở được. Bà nào thích sexy thì cứ mở hẳn ra nhảy. Hoặc kể cả thích mặc áo dây ở trong xong mở này cũng rất là xinh. Rút dây kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này rẻ sắp mặt luôn. 89.000 một áo. Đấy xinh chưa? 89.000 đồng một áo rút dây. Màu em đang mặc, em đọc bằng màu nhá. Màu em đang mặc sẽ là màu bò. Màu này sẽ là màu sữa, màu đen, màu ghi và màu trắng. Rút dây kèm màu và kèm số điện thoại 89.000. Em đố chị nào thì ai bán áo này luôn ấy. Được chưa? Áo này người ta đang xỉ ra là hàng 120.000 một áo. Giá xỉ ở các chợ đầu mối, các chị đi tham khảo phát biết liền. Em vừa lướt top top thấy váy nhung bán 480.000. Nhưng mà em nhìn số lượng người ta bán xem được bao nhiêu chiếc. Nếu như 480.000 thì em tin là không bán được số lượng nhiều đâu. Bởi vì thật sự là quá đắt. Em bán cho mọi người là 168.000 và bắt buộc kiểm hàng nha. Tụt view của em rồi, cố gắng tương tác, thả tim, thả like cho mọi người. Áo rút dây và quần Q20. Q20 của em là quần bò chất co giãn, bò loại 1. Đây là chiếc quần bò xịn nhất ở shop Linh Jean. Thì các chị biết là nó xịn như thế nào rồi đấy. Tủ đồ toàn đồ nhà Linh Jean thôi, tốn tiền lắm. Em cảm ơn chị Hằng Nguyễn rất là nhiều. Ví dụ em mã này sẽ là áo rút dây và quần Q20. Q20 của em thì có tất cả là 3 size, size S, size M, size L. Từ 40 đến 64 cân là đổ về là mặc được. Còn áo rút dây này em chốt trong livestream là 89.000 đồng và áo này em bao vừa thoải mái đến 60, 63, 64 kg. Hai bên dây này mình thích rút nhiều thì rút, thích rút ít thì ít thì rút ít. Chia sẻ like anh. Màu em đang mặc sẽ là màu bò, cả trang cá nhân nữa. Màu này cho em sẽ là màu sữa, màu đen, màu ghi và màu trắng. Áo rút dây kèm màu và kèm số điện thoại. Còn quần em đang mặc sẽ là Q20 kèm màu và kèm số điện thoại. Còn ngay bây giờ em Linh sẽ lên quần phồng, áo len tay hến, áo len cộc và các loại áo nhé. Quần phồng là like này chưa lên một tí nào luôn mọi người nhá. Ví dụ em mã này sẽ là gì ạ? Q20 và áo rút dây bò, rút dây sữa, rút dây đen, rút dây gì ghi và rút dây trắng. Rút gây em chốt trong like là bao nhiêu ạ? Là 89.000. Còn quần là 173.000. Cú pháp là quần Q20. Em bán nhiều lắm rồi. Quần bò này đẹp, em cảm ơn chị Huyền Thanh Nguyễn nhé. Chất đẹp rẻ, trụ shop lại nhiệt tình, mình sẽ ủng hộ nhiều nhiều nhé. Em cảm ơn chị Hằng Nguyễn nhiều ạ. Em cảm ơn các chị nha. À, chị nhìn thấy em không? Yết yết ơi, chị có thấy mà. Nha, ghi của em là áo rút dây và quần Q20. Còn bây giờ em sẽ lên quần phòng nhé. À không, hôm nay có một cái quần siêu đắt hàng. Đó là cái quần này này. Trời ơi, cái quần này. Cái quần này CS đâu ta? Đây, quần chữ đây này, quần bò chữ. Trời ơi em bán đầu ngay, em mặc ngay đầu like và mới chỉ mặc đúng một lần duy nhất đầu like luôn, chưa mặc thêm một lần nào nữa luôn đó mọi người, chưa có thời gian để mà mặc. Cho nên là em sẽ mặc lại một tí tẹo tẹo nhá, em sẽ mặc lại một tí tẹo tẹo nha mọi người. Sau đó thì em Linh sẽ lên quần phòng nhá, tại vì thật ra là quần phòng thì like này em cũng lên rồi ấy. Còn cái quần này thì like này em mới lên được có một lần thì cho em xin phép lên một tí tẹo nữa thôi nhá. Nhìn đồ nhà chị là mê quá trời rồi, cảm ơn em nhá. Q20 kèm size, nếu biết size gì tự lấy size, không biết size gì để lại cân nặng, nhân viên sẽ có trách nhiệm chốt size cho các chị nha. Được chưa ạ? Em sẽ lên cái quần bò chữ này và em đảm bảo các chị là cả thị trường chưa có ai bán quần này. Các chị nhìn này, mặt sau của nó này. Ảnh em đăng sao thì hàng như vậy, size ở đâu em đền tiền ở đấy. Đây là sao mông của nó, là cái túi là như này này, xong rồi có một cái máy chữ và cái viền hơi rách. Cái đằng trước của nó là đơn giản trơn như thế này và có một cái máy chữ ở đây làm điểm nhấn. Và đây là cái tag mark hàng em Linh Jean nha các chị. Đó. Thì các chị nhận hàng, các chị hãy kiểm tra hàng nhá. Còn bây giờ em sẽ mặc quần này luôn. Quần này sẽ ghi giúp em là quần bò chữ, quần bò chữ cổ sen cạnh áo tiểu thư là cái gì? À, áo đấy không lên đâu, áo đấy không đẹp đâu chị, đừng lấy, áo đấy không đẹp đâu. Nhân viên treo nhưng mà em xem mẫu em thấy không đẹp, em sẽ không bán đâu nhá. Đẹp thì em Linh mới bán, còn không đẹp khách còn nói em cũng không bán đâu. Tính em nó như thế thôi. Nên mọi người nhìn này, xinh chưa? Quần này sẽ ghi giúp em là quần gì ạ?
quần gì ạ? Quần bò chữ kèm size và kèm số điện thoại. Quần bò chữ em chốt trong áo rút dây này, ai lấy nó chốt nốt để em qua mẫu nhá. Rút dây màu này là màu bò này. Rút dây màu sữa, màu đen, màu ghi và màu trắng. Rút dây kèm màu và kèm số điện thoại. Còn quần em đang mặc sẽ gọi là quần bò chữ. Em nói rồi các chị đi cả cái Facebook này, em khẳng định một điều một lần nữa này, là chưa có ai bán đâu. Hàng nhà chị thực sự rẻ nhất trong những nhà rẻ, hàng đẹp chuẩn đặc biệt cực kỳ rẻ. Cảm ơn đặt chị đã mang lại những sản phẩm cái gì đây. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Nhiều chị cứ bảo chứ cảm ơn Linh đã mang cho mọi người, tức là vẫn cho mọi người mặc hàng hàng xịn, hàng đẹp nhưng mà lại rẻ. Bởi vì thật ra phụ nữ thì em nói thật, dù nghèo hay giàu, dù xinh hay xấu, dù hoàn cảnh như thế nào thì ai cũng thích xinh đẹp. Các chị có công nhận không? Nhưng mà ví dụ như thích xinh đẹp, thích mặc đồ đẹp nhưng bởi vì người ta chưa có điều kiện chẳng hạn, người ta không có điều kiện lắm chẳng hạn, người ta không mua được hàng của hot girl chẳng hạn, thì người ta gặp những người như em chẳng hạn. Một cái quần em bán hơn 100.000, áo toàn là mấy chục, thì các chị kể cả lương thấp hay là không có thu nhập, hay thu nhập thấp hay mẹ bỉm sữa vẫn có thể mua được, vẫn có thể ăn diện được, vẫn có thể mặc đồ đẹp được. Các chị có công nhận không ạ? Nhưng mà lại vẫn được mặc hàng tương đương với hàng của hot girl bán nha. Không phải là kiểu hàng si, hàng thanh lý đâu. Em không bán hàng thanh lý bao giờ. Quần này sẽ ghi giúp em là quần bò chữ, em chốt trong live stream cho các chị là 138.000. Đẹp kinh khủng. Thề luôn là đẹp kinh khủng. Em mặc với cái áo dây 25.000 nó đã đẹp đây này. Áo dây này 25.000 nó đã đẹp rồi đây này. Quần em đang mặc sẽ gọi là quần bò chữ. Đây này, cái bụng, cái chỗ này này nó có cái chữ nên em ghi là quần bò chữ. À quên thôi, xong. Cardigan đây, em mặc với cái này. Ô là trời, cardigan gì ạ? Lông thỏ. Biết ơn rất nhiều khi biết đến Linh thật sự luôn. Bản thân em ngày xưa nhá, em tâm sự thật lòng này. Ngày xưa ấy, khi mà em đang đi học ấy, thì đi học sinh viên thì tháng được có 1,5 triệu thôi. Về sau gần ra trường thì mới được 2 triệu, thời điểm cách đây hơn 10 năm rồi. Mà mỗi một lần mà em gửi tiền á, là em sẽ đi mua quần áo hết khoảng một nửa. Còn một nửa nữa là xong cuối tháng, là kiểu gì em cũng ăn mì tôm với cả đi vay tiền vạn. Cho đến khi em đi làm vẫn thế, lên được 4 triệu một tháng, mua quần áo là không đủ, ăn cũng không đủ ấy. Thế xong rồi cuối cùng em phải lăn lộn, em đi buôn quần áo. Thế xong thì bây giờ mới bén duyên như thế này. Nhưng hồi đấy thật sự nhá, đi chơi hay đi gì toàn phải vay tiền ấy, toàn phải vay tiền đứa em kiểu vậy. Không có tiền mà, thật sự là không có tiền ấy. Kiểu em mã này này, cardigan gì ạ? Cardigan lông thỏ hoặc là xin. Hoặc là xin mẹ. Nhưng mà lúc đấy quần áo nó đắt kinh khủng. Cái thời điểm em mặc đại học với học cấp 3 là cái quần bò em mua là hơn 300.000 rồi nhá. Hơn 300.000, áo là mấy cái áo mà kiểu cũng rẻ, cái áo nhìn cũng bình thường mà toàn 300-400.000. Gần như là nếu mà em mua một set là em đã mua đến hơn 500.000 một set đồ để mặc được rồi. Mà trong khi bây giờ sau 12 năm mà bây giờ các chị mua một set đồ này, ví dụ như cái set này em cộng cho mọi người nhá, quần nó có hơn 100.000, cái áo dây này 25.000, cái áo này cũng có hơn 100.000 mà chất len lông thỏ hàng Quảng Châu. Thế nên là các chị toàn được trải nghiệm những cái hàng vừa đẹp vừa rẻ mà lại đi đầu xu hướng, chứ không phải là hàng thanh lý của năm ngoái đâu các chị ơi. Em không bao giờ bán hàng thanh lý, em bán hàng rẻ nhưng không bao giờ bán hàng thanh lý. Riêng cái kiểu mà thanh lý mà cái kiểu mà kiểu như hàng cũ mọi năm mà không bao giờ em mua. Kiểu em mã này sẽ gọn, trời ơi mã này trẻ cho mọi người. Quần này sẽ là quần bò chữ, áo này sẽ là áo dây thái và áo bên ngoài sẽ là cardigan lông thỏ. Và cardigan lông thỏ này em chốt trong live cho các chị là 148.000. Cardigan lông thỏ em có tất cả là 3 màu. Cardigan lông thỏ màu em đang mặc sẽ là màu đen chuẩn hàng Quảng Châu và tang mác như thế này nhá, 148.000. Cardigan lông thỏ màu này sẽ là màu xanh, màu này sẽ là màu sữa và màu em đang mặc sẽ là màu đen, chất len hàng Quảng Châu và chất len lông thỏ dày không phải chất mỏng nhá. Áo dây em đang mặc bên trong thì là 25.000. Còn quần em đang mặc là màu không, quần bò chữ này nhà sản xuất cũng chỉ có một màu thôi mà chị. Nó chỉ có một màu như em up lên thôi mà chị ơi. Quần này ghi giúp em là quần bò chữ, em chốt trong livestream này là bao nhiêu ạ? 138.000. Thế nên em nói rồi, các chị dù là có điều kiện hay điều kiện vừa vừa hay không có điều kiện lắm, khi mà đến nhà em Linh, các chị vẫn sẽ được trải nghiệm hàng đẹp và giá rẻ nhá. Hàng đẹp, không phải hàng xấu ạ. Được chưa? Vẫn hàng Quảng Châu bình thường, mấy cái này hàng Quảng Châu mà, làm gì phải hàng Việt Nam, làm sao mà có len lông thỏ, các chị nên thấy chưa? Thì em mã này sẽ gọi là gì ạ? Quần gì ạ? Quần bò chữ, áo dây thái và cardigan lông thỏ. Quần bò chữ là cái quần hot nhất tối ngày hôm nay, đỉnh nhất tối ngày hôm nay. 138.000 một quần, full size em tư vấn luôn này. Nhiều chị 60 mấy cân đi ra tiệm không mua được quần. Tại vì tiệm là người ta bán là hàng form thì hàng form nhỏ. Còn em bán cho các chị là form bao nhiêu? Form từ 40 cho đến 64 cân đổi mặc được. À 45 đi, quần này 40 là mặc rộng đấy. Từ 45 là mặc size bé nhất cho đến 64 cân là mặc size to nhất. Đây các chị mặc này cho em, được chưa? Quần bò chữ, cardigan lông thỏ và áo gì ạ? Áo dây thái. Em qua mẫu ở đây nhá. Em có hai mã quần bò rất là hot, một là quần bò chữ và hai là quần bò xích. Quần bò xích của cái live trước bán cũng kinh khủng khiếp.
bán đắt hàng lắm ấy mọi người. Em thề là rất là đắt hàng luôn. Là cái bộ này anh treo lại chưa, bò xích, quần bò xích và quần bò chữ. Quần bò xích em chốt trong livestream cho các chị là 148.000. Bởi vì sao? Bởi vì nó đắt hơn ở cái xích này này. Nó đắt hơn 10.000, vì riêng cái xích này mua đã là mười mấy nghìn rồi này. Đó. Đây là hai bên có túi nắp này, còn đây là thêm cái xích thì nó sẽ đắt hơn 10.000 so với quần này. Quần này chỉ có 138. Và em thề là những cái quần này các chị mua trên thị trường mà không trên 280.000 em đi đầu xuống đất luôn. Bây giờ em mặc thêm cả xích này nữa nhá, cho mọi người tham khảo nhá. Sau đó thì em sẽ lên quần phồng. Chị ơi nhắn tin cũng không trả lời đâu. Chị ơi đặt hàng là chỉ có đặt qua livestream thôi. Nhà em là chỉ bán qua livestream thôi. Nhiều người quen của em ở quê ấy, đồ nhà Linh rẻ chất đẹp mê ly. Em cảm ơn chị Mỹ Hoa Trần nhá. Nhiều người quen của em ở quê và chưa khiếp con này ngày xưa à, lúc nó ít khách thì bà mua dễ thế. Mà bây giờ nhắn tin chẳng bao giờ có nhân viên chốt đơn, chẳng bao giờ trả lời. Thì em nói như này này, thật ra là không phải shop em kêu hay cái gì cả. Đối với em Linh ấy, một đơn cũng quý, 10 đơn cũng quý. Mọi người biết cái giai đoạn góc tương tác ấy, em cứ ngồi livestream miệt mài em nhặt từng đơn một mà thật đấy. Bao nhiêu đơn cũng quý bởi vì em Linh đi lên từ cái lúc có 10 15 đơn một ngày thôi mọi người. Nhưng mà vấn đề là cái thời thế nó thay đổi, kiểu như là cái lúc mà ít đơn ấy thì sau khi bên em chốt qua live xong bên em sẽ rà tin nhắn và chốt cho những khách đã có tin nhắn. Nhưng bây giờ thật sự đối với cái lượng đơn bây giờ thì không thể nào mà rà tin nhắn để chốt cho khách được. Còn ví dụ như hôm nào mà nhân viên có thời gian mà bảo nhân viên rà tin nhắn phải chốt được thêm mấy trăm đơn ngoài livestream luôn. Nhưng thật sự là shop của em không có thời gian để làm điều đó mọi người. Chị chuyển khoản rồi mà không thấy gửi hàng cho chị. Chị ơi ngày mai chị gọi điện thoại số điện thoại hotline báo kiểm tra đơn giúp em nhé. Thế thành ra là chỉ có một cách đặt hàng duy nhất ở shop em ấy, đó là đặt qua livestream. Nhưng có nhiều người lâu không mua, người ta không hiểu, hoặc là 1-2 năm người ta không mua, người ta không hiểu. Người ta cứ bảo là con này ngày xưa, shop này ngày xưa lúc vắng, lúc ít khách thì phục vụ nhiệt tình thế. Nhắn tin chốt đơn là ấy liền mà bây giờ chẳng mua được thế này thế kia. Người quen mà nói như thế. Nhưng thật sự là người ta không hiểu thôi ạ. Chứ em thì nói thật là khách nào chẳng quý ở các chị. Khách nào em chẳng bán cho khách nào thì cũng thế thôi à. Nhưng mà vấn đề là bây giờ nhà em là chỉ nhận đơn qua live thôi. Mọi người đừng có nhắn tin đặt hàng, không có đơn đâu ạ. Không có người check đâu. Nhiều chị cứ bảo chị nhắn tin riêng cho em thế này thế kia mà không có làm gì có ai trả lời rồi các chị. Chỉ đặt chỉ mỗi chốt đơn qua tin nhắn ạ. À, chỉ mỗi chốt đơn trong livestream mà một live của em nhân viên đã phải làm mấy ngày rồi. Thì em hỏi mọi người thời gian đâu nữa mà đi rào tin nhắn là các chị đúng không? Thế nên là đặt hàng chỉ có một cách đặt hàng duy nhất, đấy là đặt qua livestream thôi. Ghi của em bán này sẽ là quần xích kèm size và kèm số điện thoại, form nào cũng đỉnh. Form nào cũng đẹp, cái này đắt hơn là do là có thêm cái xích và cái form nó hơi khác một chút xíu, màu nó đậm hơn một chút xíu. Quần bò em đang mặc sẽ gọi là quần bò xích và cũng 3 size SML, từ 40 đến 64 cân đổ về là mặc được. Em chốt trong livestream này là 148.000, được tặng kèm một cái xích này nhá. Áo dây thái em đang mặc bên trong là hai màu trắng đen. Em thì em chỉ hay mặc màu đen bởi vì mặc màu trắng bị mập với cả khó phối hơn màu đen ấy. Cho nên là em toàn mặc màu đen thôi, nhưng mà nó là có hai màu đen trắng. Và em chốt trong live là 25.000, em nhập là 25.000 và em bán là 25.000. Quần jean chữ là chị vừa cởi ra trước cái quần jean này luôn rồi đó. Quần bò xích 48kg là mặc size S giống như em luôn. Nói chung là các chị nếu mà các chị bình thường hay mặc size gì thì các chị cứ chốt size đó. Và nếu như không chắc chắn là mình mặc size gì thì mình cứ để lại cân nặng. Rồi trách nhiệm của nhân viên bên em là bắt buộc sẽ phải chốt size cho chị nha các chị nhá. Không cần phải lăn tăn đâu ạ. Mình cứ một là tự lấy size, hai là không biết size gì để lại cân nặng, nhân viên bắt buộc phải chốt size. Bởi vì bọn nó phải chốt size được cho các chị thì đơn mới đi được. Chứ không biết khách lấy size nào thì làm sao mà đi đơn được, đúng không? Còn quần bò em đang mặc sẽ gọi cho em là quần bò xích. Em chốt trong live stream này là 148.000 đồng. Và có 3 size SML 40-64 cân đổ về là mặc được nha các chị nhá. Còn cardigan lông thỏ em mặc bên ngoài em có màu đen. Em có màu này sẽ là màu nâu và em có màu này sẽ là màu xanh. Em chốt trong live stream này là 148.000 và em qua mẫu ở đây nha các chị nhá. Bây giờ em sẽ lên quần phồng. Bây giờ em sẽ lên quần phồng. Quần phồng ở đâu rồi đây? Quần phồng đây, bây giờ em Linh sẽ lên quần phồng nhé. Và quần phồng thì em sẽ mặc với cái gì? Mọi người muốn em mặc với cái gì ạ? Để em mặc. Lên váy nhung đi chị. Ôi em ơi, chị thề với em là chị lên 2 lần mà đúng là còn đúng cái nịt luôn ấy. Bây giờ chị mà lên nữa chắc phải bán 1.000 váy mất. Chị bị hoang mang ấy. Thật sự bây giờ em nói thật là có 1.000 váy là em nhảy và em ôm luôn đây này. Nhưng hàng này là hàng thiết kế toàn phải đặt hết, làm gì có sẵn là các chị. Đây, quần xích này mặc không phải áo dây nó cũng đã xinh rồi. Thấy chưa? Em qua mẫu nhá. Quần xích live em tung ra thị trường hôm đầu em bán được hơn 600 con rồi. Ngày mai em về thêm được 500 con thì bây giờ em mới mặc. Còn không là tối nay không bao giờ có chuyện em Linh mặc luôn. Cho em xem bảng màu len cọc, ok chờ chị một chút xíu nhá. Len phao ghi lên đi chị, ok. Thế bây giờ, à ok thế thì em sẽ mặc áo của lọ nhá. Của lọ đi, hay là mặc len cọc với tay hến trước sau đó mặc của lọ sau nhá. Được không? Mọi người ơi, của lọ hôm nay em bán được nhiều kinh khủng. Cái bảng màu của lọ đâu anh kia này.
Em ơi, bán được nhiều kinh khủng. Mà năm nay em chọn cái tông màu rất là thông minh. Em chỉ chọn những cái tông màu kiểu sang sang nút nút thôi. Chứ năm nay em không chọn mấy cái tông kiểu xanh dương. Xanh dương rồi xanh lá rồi cam cùng là năm nay là không nhập. Chỉ nhập 5 cái màu gọi là 5 cái màu nhìn sang chảnh này thôi. Cái màu mà tông hơi ánh nút, tông hơi cái màu sang 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 ấy mọi người. Đây, ví dụ em mã này sẽ là cổ lọ sữa, cổ lọ trắng, cổ lọ đen, cổ lọ nâu và cổ lọ kem. Em chốt trong live stream bây giờ là gì? Trước giờ chị mua đồ qua live. Chưa mua đồ qua live bao giờ mà từ hồi Lạc bước vào đây chị mua hàng ở đây. Em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Thật sự là có nhiều chị rất là bận rộn. Em biết mà, nhiều chị công việc bận rộn rồi con cái cũng chẳng có thời gian live stream, xem live stream mấy đâu. Thì các chị có thể tranh thủ lúc nào mà mình con ngủ rồi thì mình có thể xem lại live stream và đặt hàng giúp em nhá. Nếu sản phẩm nào còn thì bên em vẫn sẽ chốt đơn nha các chị nha. Được chưa? Bây giờ thôi thôi, bây giờ mặc cổ lọ này trước đi. Ơ cái quần em vừa cởi ra đây anh lại kèm à? Quần phòng ấy. Không chưa? Không nhỉ? Dạ. Đâu? Đây nhá. Em mặc quần phòng cho mọi người. Hôm nay em về thêm được 300 quần này, hàng Quảng Châu nhá. Phát hiện ra hạng sửa Việt Nam. Hoàn 50 lần giá trị quần này cũng được. Em đang cầm ở đây là size S, được chưa? Bây giờ em sẽ mặc size S nhá. Quần phòng này của em là hàng Tàu. Quần ngố thái của em vẫn chốt trong line là 33.000 một quần ngố thái thôi nhá các chị nhá. Xét váy 2 dây chất gì? Cái váy dây thì nó là chất zip, còn cái áo khoác bên ngoài thì nó là chất len mông tơ ghi em nhá. Đây. Mọi người nhìn giúp em này. Đó, quần này giúp em là quần phòng hàng Quảng Châu. Em chốt trong livestream này là 130.000. Phát hiện ra hàng sửa Việt Nam hoàn 50 lần giá trị quần này, cho em xin bằng màu len cộc ấy. Em mặc bằng màu len cộc cho các chị nhá. Áo tiểu thư chị hết từ lâu rồi em ạ. Hết lâu lắm luôn rồi đấy. Đây. Sao còn có từng cái màu? Hết à? Sao tự nhiên còn có 4 màu vậy? Em có 7 màu mà. Này anh cầm lên anh lấy cho đủ để em bán mẫu khác trước. Chờ em lên lấy đủ màu len cộc đấy nhá. Để bây giờ em mặc cái ba phân trước này, quên nhầm, cổ lọ trước đi. Tại ông anh em đang lấy cái, đang lên lấy cái đủ màu đi. Bởi vì em có 7 màu, bây giờ ở đây còn có 4 màu thì bán gì. Từ nhá, để em lên em lấy cho đủ màu đã. Bây giờ em mặc cho mọi cái cổ lọ này nhá. Cổ lọ này là hàng Quảng Châu. Em chốt trong live stream này cho các chị là 66.000 một ảo. Và nghe kỹ giúp em này. Nó là chất len và nó là hàng Quảng Châu. Chất len và hàng Quảng Châu nha các chị nhá. Em chốt trong live stream này cho các chị là 66.000. Và với điều kiện các chị phải mua từ 2 áo. Từ 2 áo hoặc dồn đơn với sản phẩm khác. Còn thật sự là giữ nhiệt bây giờ là em đang nợ gần 1.000 áo. Cho nên là em không dám ho he động đậy gì đến giữ nhiệt nữa rồi. Mọi người khen nhiều lắm nhưng mà làm gì có hàng nữa đâu. Bây giờ hàng đang trên đường về, hàng Trung Quốc mà. Hàng Trung Quốc là không thể nào bói ra được luôn. Hàng Việt Nam thì còn vào cắt. Không cắt xưởng này thì cắt xưởng kia. Chứ còn riêng hàng Trung Quốc thì mình chịu chết luôn đấy mọi người. Không làm gì được, ai muốn hàng Tàu thì biết rồi đấy. Này mọi người nhìn cổ lọ xinh chưa? 66.000 đồng một áo, bao giá, các thể loại bao giá luôn. Mọi người thấy chưa? Đấy, mọi người nhìn nhá, bây giờ em test chất này. Đây nhá, tay dài như này được chưa? Bây giờ em kéo này, mọi người nhìn này. 1 này, 2 này, 3 này. Em kéo xuống này, 1 này, 2 này, 3 này. Mà lúc nãy em đã mặc và kéo một lần, bây giờ em thả ra này. Mọi người thấy chưa? Easy form như cũ. Mã của nó sẽ là cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream là 66.000 một áo và bán từ 2 áo hoặc dồn đơn sản phẩm khác một chiếc nha. 66.000 em có cổ lọ màu nâu, cổ lọ màu sữa, cổ lọ màu trắng, cổ lọ màu đen và cổ lọ màu kem. Cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong livestream là 66.000, em bảo là bao giá, các thể loại bao giá. Năm đầu tiên em bán áo này em bán 85.000, năm thứ hai em bán 79.000, năm thứ ba em bán là 66.000. Thì em hỏi mọi người là ai bán lại cái giá này nữa. Bây giờ em sẽ mix với Phao Ghi Lê đúng luôn. Chắc chắn là phải mix với Phao Ghi Lê rồi. Rất là hợp luôn, được chưa? Q3 và quần nâu là cái gì nhá? Là cái gì nhỉ? Đây, mọi người nhìn này. Em mặc với quần phòng. Quần phòng em chốt trong line là 130.000. Nguyên set em đang mặc là hàng Tàu hết nhá. Nguyên set em chuẩn bị phối ở đây là hàng Tàu hết nhá các chị nhá. Áo này cũng hàng Tàu, quần này cũng hàng Tàu và áo này cũng hàng Tàu. Ba sản phẩm này em bảo rồi, nếu phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, em hoàn tiền 50 lần giá trị sản phẩm cho các chị. Được chưa? Bởi vì cái gì em chắc chắn thì em mới nói, chứ em không nói tào lao đâu. Nói trước hàng nghìn khách hàng làm sao em nói tào lao được các chị. Đây này. Và phương châm bán hàng của em là có sao nói thế. Hàng Việt Nam thì em nói là hàng Việt Nam chả vấn đề gì, nó đẹp mà vẫn đẹp mà. Như con cổ u có năm mấy sáu mấy nghìn hàng Việt Nam nó chả đẹp quá trời, em bán cả vạn chiếc kiếm lời khoảng bao nhiêu tiền. Nó hàng Việt Nam mà nó đẹp thì mình vẫn bán bình thường nha các chị. Khi mà em mã này sẽ gọi cho em là Phao Ghi Lê. À quên, đã là cái set này thì phải mặc cái quần tất vào bên trong nó mới đỉnh. Đây, mặc cái quần tất vào đây nó mới đỉnh này mọi người, đúng không? Trời lạnh chả nhẽ mặc này mà chân này đi chân không thì chết, chết rét luôn. Ghi của em mã này sẽ là Phao Ghi Lê, cho em xin đủ màu với. Phao Ghi Lê mà em đang mặc sẽ là màu kem nhá, màu kem.
Và bên trong của em sẽ là cổ lọ nâu, còn quần bên dưới sẽ là quần phồng, kèm size và kèm số điện thoại, bốt em không bán nha. Áo em nó mặc sẽ là cổ lọ đen. Màu này sẽ là cổ lọ sữa, trắng, đen và nút. Năm nay em chỉ chọn cho mọi người những cái tông màu nó nút nút và nó tây tây thôi, chứ em không chọn mấy màu xanh lá, màu cam các thứ nữa, bởi vì những cái màu đấy không bán được mấy nha. Ghi của em sẽ là cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại, 66.000 đồng một áo. Nhận hàng bắt buộc kiểm tra hàng. Còn áo phao, màu em đang mặc sẽ là phao ghi lê kem. Màu này sẽ là phao ghi lê sữa. Ví dụ như ai có đơn rồi không thích lấy áo thì lấy một áo dồn đơn, bên em vẫn đi đơn nhé. Quần tất thì chỉ cần ghi quần tất đen và quần tất da là có đơn. Màu này cho em sẽ là phao ghi lê sữa. Màu này cho em sẽ là phao ghi lê nâu. Và màu này cho em Linh sẽ là phao ghi lê đen. Phao ghi lê kèm màu và kèm số điện thoại 207.000. Cái lúc mà em bán hôm đầu ấy là em bán hồi tháng 8, cũng đắt hàng bình thường thôi. Mà bây giờ sau đó em bỏ mẫu nhé, rồi bây giờ rét em lại nhập lại thì lại bán đắt hàng gấp đôi lúc mới tung ra. Tại vì lúc đấy là đang nóng, còn bây giờ lạnh rồi. Bán được nhiều ghi lê kinh khủng luôn đấy mọi người. Bán được nhiều phao ghi lê, cứ trung bình một live stream là em bán được 200 chiếc. Trung bình một live stream là bán được 200 chiếc. Váy nhung kia ghi giúp em là váy nhung có giá là 168 thôi. Đẹp lắm, nhưng mà nói thật là bây giờ mà bảo em mặc lại là em hơi bị hoang mang ấy. Hoặc nếu mà mặc lại thì có thể là tí nữa, lúc nào thật ít người coi nữa thì em mới mặc được nha các chị nhá. Chứ thật sự bây giờ là không dám mặc đâu ấy. Ghi của em bán này sẽ gọi là gì ạ? Phao ghi lê kem, phao ghi lê đen, phao ghi lê nâu và phao ghi lê sữa. Phao ghi lê kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong live stream là 207.000 nha. Chị Vũ Hoài Thương, hai quần tất da lên số điện thoại giúp em. 207.000, màu này là màu sữa, màu này là màu nâu, màu này là màu đen nhá. Này treo lại cho em cái K66 còn không chị ơi, em còn nhá. K66 em vẫn bán rất là nhiều luôn, bán siêu nhiều luôn đấy, được chưa? Phao ghi lê kem và cách số điện thoại. Còn áo em đang mặc sẽ là bây giờ giữ nhiệt, em không nói trước được đâu, lúc nào về thì em sẽ báo nhá. Thật sự là cái gì không chắc chắn thì em Linh sẽ không hứa đâu. Cho em xin bằng một tay hế này. Em qua mẫu cổ lọ nhá. Nâu, sữa, trắng, đen và kem. Bây giờ em sẽ lên cổ lọ. À nhầm, bây giờ em sẽ lên tay hế. Quần dài len là cái gì? Em làm gì có quần nào là quần dài len đâu nhỉ? Em Linh làm gì có quần nào là quần dài len đâu? Đây, tay hế em đủ màu này. Em mua được giá sale đây, mọi người sẽ được mua giá sale đây này. Tay hế này đợt đầu là em bán 88.000, 88k. Và bây giờ mọi người đang được mua với giá là 78k. Rẻ chưa? Rẻ vãi trưởng luôn chưa? Bây giờ mọi người đang được mua với giá là 78k đó mọi người. Đây này, 78k thôi. Đây này, đỉnh không? Chờ em chút xíu em treo lại nhá. Đó, mọi người nhìn rõ bảng màu chưa? Bây giờ em sẽ lên gì ạ? Bây giờ em sẽ lên cái len tay hế này nhá. Len tay hế này giá cũ em bán là 88k và bây giờ đang bán với giá là 78k. Và em sẽ mặc cho mọi người màu xanh ngọc này đi. Màu xanh ngọc này xinh cực kỳ luôn. Màu xanh ngọc này xinh lắm, màu nâu hôm nay không mặc nữa nhá, vì mặc nhiều màu nâu lắm rồi. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người màu xanh ngọc này. Đây. Cái này xong rồi mặc xong rồi khoác cardigan ở bên ngoài các thứ cũng rất là ok. Có nỉ bông không chị? Không em ơi, đây nhá. Mày nhìn giúp em này. Đó. Đẹp chưa? Ví dụ em mã này là len tay hến 78.000 đồng. 78.000 đồng em bán năm nay, áo này là năm thứ 3. Năm đầu tiên em tung ra thị trường mã này em bán là 105, bao vừa thoải mái là 65-70 kg. Năm đầu tiên em tung ra thị trường bán với giá là 105. Năm thứ 2 là 95. Năm thứ 3 tức là năm nay ấy, là đầu vụ em bán 88 và bây giờ em đang bán giá là 78. Thì thật sự là chỉ có quần áo là cái thứ mà giảm giá theo năm, chứ chả có cái quái gì mà nó giảm rẻ như quần áo luôn ấy. Cái gì theo năm nó cũng đắt, mà người xem giá xăng, giá đồ ăn, giá điện, giá nước, giá nhà, giá đất, cái gì cũng lên. Mỗi quần áo là rẻ. Kiểu em mã này sẽ gọi giúp em là len tay hến, đẹp chưa? Len tay hến kèm màu và kèm số điện thoại. Len tay hến em chốt trong live là 78.000. Và vẫn câu nói cũ, phát hiện ra hàng sửa Việt Nam hoàn 50 lần giá trị cái áo, được chưa? Len tay hến kèm màu và kèm số điện thoại. Tay hến màu em đang mặc sẽ là màu xanh ngọc. Và em sâu bảng màu cho các chị nhé. Màu này là màu xanh ngọc. Màu này cho em sẽ là màu vàng, màu nâu, màu kem, màu xanh dương, màu đỏ và màu đen. Tay hến kèm màu và kèm số điện thoại. Còn quần em đang mặc sẽ gọi là quần phồng. Quần này cũng là hàng Quảng Châu. Em chốt trong livestream này là 130.000. Và nó có tất cả là 3 size, size S, size M, size L.
bao vừa cân nặng từ thoải mái đến 56 cân đổ về là mặc được size to nhất thôi nhá, bởi vì quần này nó không có chun, không có giãn, cho nên là size to nhất em chỉ nhận đơn đến 56 kg thôi mọi người nhá. Ghi giúp em mã này sẽ là quần phồng kèm size và len tay hến kèm màu và kèm số điện thoại. 130.000 cộng 78.000, nguyên set này chỉ có 208.000 mà là hàng tàu. Chỉ có thể mua của em mọi người mới được trải nghiệm hàng tàu mà giá rẻ như hàng xưởng luôn, thật sự. Thật đấy mọi người, cứ mua thử đi, nhận hàng được kiểm hàng, ví dụ mọi người lấy cả set này, hàng đến kiểm hàng đẹp lấy cả set, không đẹp hoàn cả set, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là tay hến xanh ngọc, tay hến vàng, tay hến nâu, tay hến kem, tay hến xanh dương, tay hến đỏ và tay hến đen, tay hến kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream là 78.000. Quần em đang mặc thì 63 cân không vừa chị ạ, tại vì nó không có chun đấy chị. Nó là kéo khóa toàn bộ chị, cho nên thành ra là 63 cân là không vừa đâu. Em chỉ nhận đơn cho các chị đến 56, 57 cân là tối đa. Và tự lấy size giúp em, nếu không biết size gì thì hãy để lại cân nặng, nhân viên sẽ chốt size cho các chị nhá. Được chưa ạ? Len tay hến, anh được lấy đủ màu len cọc cho em chưa? Len cọc đâu? Anh treo chưa? Ừ đây, đủ chưa? Thiếu 2 màu. Thiếu màu gì? Oh, hết à? Đây, len cọc hiện tại đang hết 2 màu, chỉ còn 5 màu này thôi nha các chị nhá. Quần Q44 cái gì đây, len tay hến chị Hoàng Thiện Nguyễn ơi, lên số điện thoại giúp em nhá. Em thấy nhiều chị đặt hàng không lên số đâu. Áo kẻ là áo gì nhỉ chị ơi, áo kẻ là áo gì? Mọi người muốn lên cái gì thì mọi người comment nhá. Còn bây giờ em sẽ lên len cọc nhá. Bây giờ em sẽ lên len cọc nhá. Len cọc thì em vẫn sale trong live cho các chị là 84.000 đồng một cái len cọc thôi, rẻ lắm, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là len tay hến, em đọc lại bảng màu tay hến một lần nữa, sau link sau đó em link sẽ lên đến len cọc. Sau len cọc thì em link sẽ lên lại áo ba sọc mọi người nhá, cứ từ từ sau em link sẽ lên hết. Áo em đang mặc sẽ gọi là len tay hến nhá. Tay hến đọc lại bảng màu một lần nữa này, sau đó thì sẽ sang len cọc. Tay hến xanh ngọc, vàng, nâu, kem, xanh dương, đỏ và đen. 78.000 đồng một chiếc. Cố gắng lấy từ 2 chiếc hoặc dồn đơn với sản phẩm khác giúp em. Bởi vì đối với nhà em Linh thì hóa đơn trên 100.000 bên em mới đi đơn nha các chị nhá. Bây giờ em sẽ lên áo gì ạ? Ok, áo ba sọc này bản thân em Linh lấy mặc cho nên các chị yên tâm. Em bán hơn 400 chiếc trong live hôm trước và live hôm nay mới mặc đúng một lần, chưa làm mặc lấy lần thứ hai luôn áo này. Áo này bản thân em Linh lấy mặc và có up ảnh, ai mà theo dõi trang cá nhân của em ấy, ai mà theo dõi trang cá nhân của em là sẽ thấy em mặc cái áo này này, mặc với chân váy CV8 siêu trẻ luôn. Từ từ thì em sẽ lên. Còn bây giờ em sẽ lên gọi len cọc cho mọi người. Len cọc này giá cũ ấy, không phải là năm ngoái mà là năm nay đầu vụ. Năm nay đầu vụ bản thân em là người bán 104.000 và sau đó còn phải hủy đơn bởi vì không có hàng. Về sau thì em làm được giá tốt, tìm được xưởng rẻ hơn mà chất lượng vẫn như thế thì em nhập vào rẻ hơn là 10.000 một áo đấy. Thì đáng lẽ ra là em phải bán 94, nhưng mà sau hôm đấy em mặc đầu livestream em bán có, em bán rẻ em bán có 88.000 và bây giờ em đang sell cho mọi người là 84.000 một áo. Mua được đâu rẻ hơn nữa thì các chị hoàn hàng lại. Cái này là em nói chân thành ấy, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ gọi là gì ạ? Len cọc kèm màu và kèm số điện thoại. Len cọc kèm màu và kèm số điện thoại. Đây, len cọc 84.000 đồng. Áo này năm ngoái em bán là 129 đấy, đây này. Len cọc màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Em sâu bằng màu cho các chị nhá. Hiện tại nó đang hết 2 màu rồi đó, nên là mình tranh thủ chốt, chứ bây giờ biên đang, bên Trung Quốc đang nghỉ quốc khánh cho nên là hàng nó về chậm hơn đấy mọi người. Len cọc nâu, cọc vàng, cọc đen, cọc rêu và cọc sữa. Len cọc kèm màu và kèm số điện thoại bao nhiêu ạ? 84.000 đồng bao giá toàn Facebook cho các chị nha. 84.000 đồng bao giá toàn Facebook cho các chị. Ghi giúp em mã này sẽ là gì? Len cọc kèm màu và kèm số điện thoại. Len cọc kèm, ví dụ như các chị không thích lấy hai chiếc thì các chị lấy một tay hến cộng với một tay cọc cũng được. Hóa đơn cũng trên 100.000 mà mình lại được mặc thử hai mẫu luôn. Mình được thay đổi hai mã khác nhau luôn, đúng không ạ? Mình lấy một cọc và mình lấy một hến nhá. Lấy một cọc và lấy một hến cũng được. Cọc nâu, cọc vàng, cọc đen, cọc rêu và cọc sữa. Còn đây là hến nhá. Hến thì em sẽ có hến gì ạ? Hến vàng, hến nâu, hến sữa, hến xanh dương, hến đỏ, hến đen và hến xanh ngọc như lúc nãy em mặc đó. Thì sẽ là 78.000 cộng 84.000 là ra hai set, à hai áo khác nhau, hai mã khác nhau, được trải nghiệm hai mã khác nhau. Mà lại gì ạ? Vẫn là gì ạ? Vẫn được có như là hơn 100.000 để đi đơn đấy mọi người nhá. Còn quần em đang mặc thì sẽ là quần phồng. Còn bây giờ em sẽ lên cho mọi người áo này nhá. Áo này like này mới mặc đúng một lần. Áo này like này em Linh mới mặc đúng một lần thôi, không dám mặc nhiều á mọi người. Cháy hàng kinh khủng hôm qua, hôm trước, tối hôm trước em mặc đi chơi với cái sân váy CV8 nâu ấy, nói chung là mặc em thấy rất là trẻ. Thật sự là rất là trẻ luôn á. Hôm trước nếu như mà chưa được chốt thì mình đặt lại. Còn nếu như đã được chốt đơn rồi mà chưa nhận được hàng thì mình chờ hàng nha các chị nhá. Còn chưa được chốt và chưa nhận được hàng, nó là hai cái hàng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như mình được chốt rồi mà mình chưa nhận được hàng thì mình chờ hàng. Còn nếu như mình đặt trong line mà không thấy nhân viên chốt thì mình đặt lại line này giúp em nha. Q44 em có nhá, em vẫn về liên tục. Đây. Áo này sẽ là áo ba sọc. Chủ shop cũng lấy mặc rồi nên là khách hàng cứ yên tâm mà lấy thôi ạ. Đẹp lắm ạ, mặc trẻ lắm ạ, mặc nó rộng rộng xong rồi kiểu thùng thùng, kiểu xinh xinh trẻ trẻ ấy mọi người. Ví dụ em mã này sẽ là áo ba sọc và cách số điện thoại.
áo 3 sọc và cách số điện thoại 158.000 đồng. Hàng này trên thị trường không bao giờ có chuyện dưới 280. Em nói thật. Hàng nhà em toàn bộ là hàng pha luôn nhé. Pha này, pha chứ không phải in đâu nha các chị ơi. Không phải hàng in đâu nhé. Chất rất là đẹp luôn, được chưa ạ? Áo này sẽ ghi cho em là áo 3 sọc và cách số điện thoại. Em chốt trong live stream là bao nhiêu ạ? Là 158.000. 158 nha các chị ơi. 158.000 nha các chị ơi. Lên cọc một sữa ok. Áo ba sọc ok ạ. Đây áo ba sọc màu em đang mặc là một màu duy nhất nhưng em đang mặc thôi. Bốt em không bán nhá. Bốt em không bán nhá các chị nhá. Được nha Ngọc Huyền ơi. Áo này em cũng lấy mặc nên các chị cứ yên tâm mà chốt thôi. Đắt hàng kinh khủng khiếp. Túi em đang đeo gọi là túi nâu 209.000. Túi em đang đeo gọi là túi nâu 209.000. Chân váy đen em có mà, được chưa? Này nhìn giúp em này. Áo ba sọc và cách số điện thoại. Nào đưa cho em mượn cái đấy nào, xem có cái gì không. Bomber trơn áo tầng cúc chéo G3. Ui, lẻ ta lại tẻ thôi không sâu xả sao. Được chưa? Xem áo chất áo ba sọc. Áo ba sọc phần tay này nó là sơ mi này. Phần này nó sẽ là nhung tam này, phần này nhung tam, phần này nhung tam phối với nhau, còn phần này nó sẽ là sơ mi lụa. Đấy, nó là phối như vậy ạ nha mọi người. Chị nào lấy ba sọc nó chốt giúp em là ba sọc và cách số điện thoại. Áo với quần chị mặc 53 cân chắc chắn vừa bởi vì quần này có size đến 56 cân, còn áo này thì thoải mái đến 65 kg, form rất là to. Áo ba sọc chị nào nó lấy chốt luôn nhá. Chị nào lấy nó chốt luôn giúp em áo ba sọc nhá. Chị lên lại bằng màu len cộc màu mà chị vừa mặc mẫu là màu nâu. Màu vàng, màu đen, màu xanh, màu rêu và màu vàng, màu đen, màu rêu, màu sữa và màu nâu. Hiện tại em chỉ còn 5 màu thôi. Em đang hết 2 màu rồi nha các chị nhá. Chị lên chân váy rồi. Chân váy thì em chỉ có mỗi duy nhất mã CV8 thôi. Chỉ có duy nhất mỗi mã CV8 thôi. CV8 thì em có 3 màu, màu nâu, màu đen và màu ghi. Đây, hàng Quảng Châu, 131.000. Full size SML 40 đến full size SML 40 đến 60 cân rồi mới mặc được nhá. Lên váy nhung đi chị, trời ơi. Váy nhung mọi người có chờ được 5 ngày không để em lên? Không phải thôi. Tại vì váy nhung bây giờ tối nay em phải bán 1.000 con rồi. Toàn đơn váy nhung luôn, sợ luôn ấy. Bây giờ em lên làm gì có hạn. À đây này, cái này còn ít em sell tặng mọi người đây này. Con y le viền này còn tầm chục con nữa thôi. Em sell lỗ sấp mặt luôn nhá. Không lỗ em đi đầu xuống đất luôn. Chị nào lấy chốt luôn này. Y le viền sell luôn 89.000. Ở điều mất lộc luôn, em sell lỗ sấp mặt đấy. Y le viền 89.000 em nhận đơn đúng 10 chị này. Con này em bán là 127.000 đúng không? Xeo 89, còn chục con xeo luôn cho nó gọn nhà. Ghi em mã này sẽ là ghi lê viền 89k. Xeo luôn nha mọi người. Không lỗ đi đầu xuống đất luôn, được chưa? Chị nào lấy chốt luôn giúp em, ghi lê viền. Còn chục con thôi. Làm gì có ghi lê nào trên cuộc đời này mà 89.000. Chảo cái nào dưới 100.000 chứ đừng nói 89.000 các chị ơi. Và chất len hàng tàu nhá. Toàn ghi lê len mà, ghi lê len là làm gì có hàng Việt Nam. Ghi lê viền xeo 89k. Em còn chục con, chị nào lấy chốt luôn 89.000 thôi ạ. Mặc váy sơ mi tay chun cực đẹp, sơ mi tay chun nhà em có 68.000 thôi. CV8 mọi năm là chị bán 142 đấy, nhưng năm nay chị bán rẻ hơn là 131 mà có giảm được rẻ hơn đâu. Chẳng qua là năm nay buôn bán khó khăn nên cái gì cũng lại ít đi rất là nhiều luôn ấy. Được chưa? Ghi của em mã này là ghi lê viền sale 89k nhá, chị nào lấy chốt luôn. Ghi lê viền sale 89k. Được chưa? Vài khoét đi chị, vài khoét em lên rồi, em lên rồi, lên lại lần nữa không mọi người. Em lên lại vài khoét lần nữa nhá. Vài khoét với cả vài khoét với cả vài nhung nhá. Vài nhung lại này lên 2 lần rồi, mọi người chốt nhiều lắm luôn rồi đấy. Áo em đang mặc thì sẽ gọi là áo ba sọc. Áo ba sọc em chốt trong livestream này là 158.000 thôi. Mã vài nhung gọi là vài nhung thôi chứ. Có hai cái mã váy mà đang đỉnh của chóp nhà em đó là vài nhung và vài khoét. Đắt hàng kinh khủng đây này. Váy nhung trời ơi, em không nghĩ là nó có thể đắt hàng như thế luôn ấy. Không nghĩ là đắt hàng là như thế luôn ấy. 100 bao nhiêu? 168.000 một cái váy nhung này, các chị làm sao mà đỡ được. Các chị đỡ hộ em cái. Trời ơi nó đắt hàng quá trời quá đất luôn đó mọi người. Kaze lông thỏ là 148 ạ. Ok, em mặc lại váy nhung nhá. Ghi lê viền, quần tất thì em vẫn bán đây, quần tất đây, quần tất là 72.000 một quần mà mua từ đây màu da này, đây là màu da và màu đen này đây. 72.000 một quần và mua từ 2 quần sẽ là 69k. Đây quần tất nhà em thì bán bao nhiêu năm nay rồi. Quần tất của công ty Mizin Việt Nam nha mọi người ơi. Bán bao nhiêu năm nay rồi. Lên váy kẻ phía sau á, nhà em có nhiều váy kẻ lắm, không biết là chị nói váy kẻ nào ấy. Phông dài tay. Phông dài tay không có chị ơi, em không có mã nào là phông dài tay cả chị ạ. Không có chị ạ.
Lên Vải Nhung nhá, em lên lại Vải Nhung mọi người nhá. Thả tim, thả like và chia sẻ bài viết giúp em với nha mọi người. Bộ nỉ, bộ, à đây, cho em xin cái bộ mũ đầu live stream anh ơi. Kìa. Em tặng mọi người bộ luôn, với giá là 167.000 cái bộ này. Em sell sấp mặt luôn đó mọi người. 167 một cái bộ mũ này luôn. Bác thấy comment không? Có thấy nhá Thùy Linh ơi. Bây giờ em lên cái bộ mũ cho em xin cái bộ màu nâu. Em sẽ mặc cho mọi người bộ mũ nâu nhá. Em hôm nay là em sập sàn cho các chị là 167 luôn. Em chỉ còn khoảng tầm hơn 50 bộ thôi. Đây này. Bộ gì ạ? Bộ mũ kèm màu và kèm số điện thoại. Ai mua bộ mũ nhà em rồi thì các chị biết rồi, em không cần quảng cáo thêm nữa. Và thị trường ấy không có một khách nào mua được bộ này dưới 200.000. Trong tất cả những khách hàng nhà em Linh nhá, chưa có một khách nào mua được bộ này dưới 200.000 đâu các chị ơi, nhìn giúp em. Đó. Quần này ghi giúp em là gì ạ? Bộ này ghi giúp em là bộ mũ kèm màu và kèm số điện thoại. Hôm nay em xem trong live cho các chị là 167.000. Bởi vì hàng không về nữa. Nó có hai size gì ạ? Hai size SM nhá. Em đang mặc bộ mũ nâu luôn, siêu siêu thích. Cảm ơn Mai Lê Đức Anh nhá. Ừ, chỗ em lạnh rồi sao đang mặc sớm thế á? Hà Nội thì cũng mát mát nhưng mà chị vẫn mặc áo cộc thôi chứ chưa mặc đến cái này luôn ấy. Chỗ em ở đâu mà rét rồi à? Ghi của em mã này sẽ là bộ mũ. Em chốt nốt trong live stream này là 167. Em nói luôn là mua được ở đâu rẻ hơn nữa em cho hoàn tặng lại. Bộ mũ này màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Bộ mũ em chỉ bán ở đây thôi. Màu này cho em bộ mũ sẽ là màu đen. Và bộ mũ màu này cho em sẽ là màu sữa. Em chốt trong live stream là 167. Anh kèm cho em cái Lâm Đồng rét hả em? À chắc là kiểu Đà Lạt đúng không? Ừ Đà Lạt thì công nhận lạnh thật. Đà Lạt với cả Sapa là siêu lạnh ấy. Được chưa? Chị nào lấy bộ này nó ghi giúp em là bộ mũ. Em chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 167. Mua được đâu bằng tiền em cho hoàn hàng lại. Size S là dưới bao nhiêu ạ? Size S là dưới 53 cân. Size M là từ 54 cho đến 60 cân. Đối với bộ mũ này nhá. Và em qua mũ luôn. Bộ mũ kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Còn bây giờ, ngay bây giờ em Linh sẽ lên cho mọi người váy nhung nhá. Và váy khoét nhá. Là hai cái váy mà đang làm mưa, làm gió, làm bão ở shop em Linh. Kinh khủng. Em mặc cho các chị xem. Thật sự là cái váy này này, khi mà em mặc lên người, khi mà em chưa bán ấy, mà em đưa về để em mặc mẫu, để em duyệt mẫu á, em phải thốt lên với chồng em là anh ơi váy này xinh quá luôn, em mặc vào mà em không nhận ra em nữa luôn. Kiểu rất cảm giác mặc nó nhẹ nhàng, xong nó nữ tính, xong nó kiểu nó xinh ấy mọi người, nó bị xinh ấy. Nó bị xinh ấy, thề luôn là nó rất xinh ấy. Bây giờ em mặc cho các chị xem nhá. Line này thật sự mà không bán trên ta 800 con váy nhung em đi đầu xuống đất luôn. Ôi nó đắt hàng lắm đi các chị, nhìn giúp em này. Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại nha các chị nha. Thật hàng lắm luôn. Đây, em tự kéo được khóa luôn rồi mọi người. Đây nhá. Và quan trọng ấy, thị trường từ nãy đến giờ khách của em chưa thấy ai mua được dưới 300 cái váy này. Một khách thì comment là chị gái em vừa mua 369. Một khách thì comment là em thấy top top đang bán váy này 420.000. Còn em thì đang bán váy này với giá là 168.000. Chuẩn như hàng em đang mặc. Em mà đi mua hàng đắt hơn mặc mẫu cho các chị em mất sạch lộc không bán được hàng. Đây là hàng em bán nha. Không nhiều chị thấy em bán rẻ quá xong rồi nghĩ là ui, con này chắc là lấy hàng hot girl bán mặc xong rồi còn ship thì ship hàng rẻ. Thế này thế kia, chất này chất kia. Không bao giờ nha. Như thế chỉ bán cho các chị được một lần thôi. Nhìn giúp em này. Em mặc lên cái thời điểm 3.000 người coi thì mọi người nghĩ hình dung đơn hàng nó nhảy cỡ nào luôn ấy. Đứng không này. Eo này. Và nó giống như cái nơm ấy, mọi người hình dung là giống như cái nơm ấy, nó như này. Đấy nó bồng ra, nó không bị xẹp xuống, nó bồng ra như này đấy. Nó tự bồng do cái form của cái váy này nó như thế. Nên mọi người mặc rất là xinh và có eo luôn, không có eo mặc cũng thành có eo luôn, được chưa? Và quan trọng là nói thì là váy nhưng thật ra nó giống như kiểu zoom ấy, các chị thấy chưa? Đằng trong là lớp lót quần toàn bộ luôn, quần như thế này. Mọi người mặc đến quần đùi ở trong luôn. Cho nên là không bao giờ sợ ví dụ như là mặc váy ngắn rồi bị hở này kia đâu, bởi vì đằng trong nó có quần. Thứ hai nữa ấy là hai bên nó có tủ rất là to, các chị thấy chưa? Đến em còn phải lấy váy này mặc, đến cái người mà chẳng mấy khi mặc váy còn phải lấy váy này mặc, các chị để điện thoại thoải mái luôn. Đó, được chưa? Kiểu em mã này sẽ là váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Em sẽ đọc cho mọi người bằng size để mọi người tự lấy luôn nhá. Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại, mặc lên là chỉ có chốt đơn và chốt đơn thôi. 168.000 một váy. Tay này toàn bộ là chất tơ 100%, có đính nơ và hàng hai lớp. Phần tay này là hai lớp tơ luôn này, phần thân này là chất nhung nhung mềm mềm nhá. Nhưng mà nó không quá mềm bởi vì mềm quá thì nó sẽ không đứng form, nó mềm vừa phải để nó có đứng form như thế này. Hai bên có túi, đằng trong có lớp lót quần với giá 168.000. Em đố chị nào mua được váy này trên thị trường dưới 250 luôn đấy, được chưa? Ghi của em mã này sẽ gọi là váy nhung và cách số điện thoại 168.000. Váy nhung và cách số điện thoại, nếu biết size gì tự lấy size, không biết size gì để lại cân nặng nhân với chút size. Còn em sẽ đọc qua bảng size cho các chị luôn, ở một cái mức
ở một cái mức gọi là, tức là em mặc em đọc ở cái mức cân nặng thôi, còn chiều cao thì mọi người tự điều chỉnh nhá. Dưới 48 cân mặc giúp em size S. Váy quá rẻ em ơi, chị cũng mua trên 300k các chị thấy chưa? Em nói thật, còn em không biết là váy các chị mua trên 300 xịn đến đâu, nhưng em bán 168 là như em đang mặc ở đây, như thế này luôn, chuẩn như thế này. Còn không biết là trên 300 thì nó xịn cỡ nào, nhưng mà nói thật là em chưa thấy khách nào mua được dưới 300 cái váy này đâu. Nhìn giúp em này. Nhưng mà bây giờ nếu mà em nói cái váy này em chưa được 15.000 thì các chị chả ai tin cả. Thật sự là không ai tin, đúng không? Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Em có size S 48 cân đổ về mặc giúp em size S. Từ 49 đến 53, 54 mặc giúp em size M. Từ 54, 55 đến 60kg mặc giúp em size L. Hàng mà em đặt riêng cho các chị là size L. Còn em nói thật, hàng hot girl không có size đến 60kg đâu. Hàng bình thường của em nhập cũng chỉ đến 54 thôi. Nhưng em biết là khách hàng của em, cái lượng khách vật 60kg rất là nhiều. Thế nên là em đặt thêm cho mọi người 100 cái size L để bán cho những khách từ 55, 56 cho đến 60kg. Và chắc chắn size L là sẽ là size bán được nhiều nhất. Nhà em là trộm vía là khách là tức là khách người đậm đậm nhiều hơn là khách người gầy 40 mấy cân là rất ít. Còn khách từ 50 đến 65 là rất nhiều luôn. Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại mặc như em đang mặc ở đây này. Đấy mọi người thấy chưa? Đi chân đất cũng xinh luôn rồi. Em đi đang đi chân đất cũng xinh mà đi guốc cũng xinh luôn nha mọi người. Đó. Nhưng mà đối với cái váy nhung này thì em thấy xinh khi mà mình phối với cái sục. Sục búp bê ấy. À không phải sục búp bê, mình dùng từ ngu ấy nhỉ. Gọi là cái sục mà nó kiểu không phải là sục thể thao luôn nhé, mà nó là cái sục da này, hoặc là giày búp bê này, hoặc là giày lười này, đây mấy cái giày như thế, hoặc là guốc nhọn hẳn đi, chứ còn ví dụ như là hoặc là mấy cái guốc như em đang đi này cũng được này. Đấy, lên nào đâu trên sơ mi là cái nào nhỉ, đây nhá mọi người nhìn đó, ví dụ em mã này đây này, mọi người sẽ đi cái guốc kiểu như này chẳng hạn. Váy nhung và cách số điện thoại, váy nhung và cách số điện thoại 168.000 đồng. Làm sao mà các chị đỡ được, làm sao mà các chị cưỡng lại cái sự sung sướng này được. Đấy, ví dụ như hot girl bán 330, 340, 400 mấy thì các chị còn phải lăn tăn. Chứ bán có 160 mấy còn được kiểm hàng thì các chị lăn tăn để làm cái gì, đúng không? Quần tất đây cho mọi người mua kèm đấy. Ví dụ trời lạnh có thể đi thêm cái quần tất ở bên dưới. Quần tất em đã chốt trong line là 72.000 một quần, và mua từ 2 quần sẽ là 69.000. Áo giữ nhiệt bây giờ chỉ còn đúng cái nịt thôi em ạ. Áo giữ nhiệt nhà chị bây giờ chỉ còn đúng cái nịt thôi em. Hết sạch rồi. Đang nợ gần 1.000 cái áo giữ nhiệt, cho nên là em không dám ho he gì nữa đâu nhá. Quần tất nha. Váy nhung chị đang mặc size S nha em. Chị 47, chị 48 cân chị mặc size S thôi. 48 cân đổ về mặc S. Từ 49 đến 53, 54 mặc M. Và từ 54, 55 đến 60 là mặc L. Xinh chưa? Đằng sau này, đằng trước này, hai bên có túi thoải mái để tiền, để điện thoại, để các thứ này. Đằng trong có lớp lót quần này, form bồng này, như cái nơm ấy, mặc xinh chưa? Em ơi cái váy này không mua thì thua luôn. Nhưng các chị phải chờ 5 ngày này em mới giả đơn nhá. Còn đầu live stream khách chốt hết sạch rồi. Bây giờ các chị chờ 5 ngày này em mới giả đơn em nói trước nha. Nên là chị nào mà không chờ được thì có thể báo hủy đơn giúp em, chứ em không giả được các chị luôn đâu. Đơn nhiều làm sao mà em trở tay kịp được. Đây này, khóa kéo này, rất là đơn giản, em tự kéo được luôn. Kéo tít xuống dưới này luôn, mọi người thấy chưa? Đó, thấy chưa? Váy gì ạ? Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Chị cao 1m6, váy này các chị mặc không bao giờ sợ ngắn, bởi vì đằng trong nó có lót quần mà. Nên mặc nếu mà đã ngắn là ngắn như thế này luôn này, ngắn như này luôn. Chứ váy này mà dài đến đây nó cũng chẳng đẹp đâu. Nó phải đã là ngắn thì nó là ngắn hẳn, mà dài thì nó là dài hẳn, chứ lơ lơ lửng lửng nó không đẹp đâu. Ví dụ như mấy cái kiểu mà ngang đầu gối là không bao giờ em mặc. Một là dài hẳn đến bắp chân, mà hai là ngắn trên nửa đùi. Chứ kiểu mà bán kiểu như là nửa nửa đầu gối là không bao giờ em thích luôn ấy. Không bao giờ em thích cái kiểu ngang đầu gối váy luôn, bởi vì như thế nhá. Cái khúc cong của mình, các chị nhìn thấy cái chân không? Nó sẽ lộ cái đoạn cong từ dưới này xuống. Và nhìn bắp chân rất là to, nó xấu. Được chưa ạ? Bây giờ em mặc lại váy khoét ngực một lần nữa nhá. Váy khoét ngực của em đâu anh? Em theo lại chưa? Hình như chưa đâu. Em thấy trời ơi, cái áo xoắn với áo cổ u live stream này mới lên được có một lần, tí nữa sau cái này em sẽ lên lại luôn. Bây giờ em lên cái váy khoét ngực lại. Và em đang mặc ở đây cũng là size S nhé, các chị nhìn rõ không? Size S này, đó. Khoét ngực này mọi người biết không, hôm trước bán xương xương nhẹ nhẹ có một like như thế mà bán hơn 400 con. Em đã bảo là cuộc đời em không bao giờ em dám nghĩ là em bán được mấy cái thể loại váy này đâu. Mà cũng là đúng là người tính chả bằng trời tính, mà mình tính thì cũng không bằng khách tính. Quan trọng là khách phải mua thôi, chứ còn em chẳng tính được. Em có tính cỡ nào mà các chị không mua thì em cũng chết, thì em cũng chết sặc, đúng không? Nhưng mà những cái váy này đang hot trên thị trường lắm ý, nên là em nhìn hot girl bán em cũng ham. Nhưng có điều là em kiểu không tự tin lắm, vì là mình không mặc mấy kiểu này bao giờ, sợ mình không mặc được ý. Kéo em cái
váy khoét ngực. Ngày mai em sẽ về được 300, ngày kia về thêm 200 nữa là 500. Tha hồ cho các chị yên tâm. Khoét ngực nha. Nếu như về mọi người kéo mà hơi kẹt kẹt thì mọi người lấy cái nến ấy, lấy cái keo nến ấy, mọi người bôi vào cho nó mềm, à cho nó trơn. Tại vì cái khóa này nó hơi kẹt kẹt đấy mọi người. Như cái váy của em đang mặc là khóa nó hơi lỗi, kéo nó hơi khó. Chứ còn em mặc 48 cân là em mặc vừa sẽ thoải mái. Đây. Mặc thoải mái luôn mà. Đây. Quần bò chị lên từ nãy đến giờ rồi em. Đây này. Đây là đằng trong em đang mặc áo dây nhá. Thì em sẽ cho cái dây này xuống. Kiểu như này. Đó. Quá đẹp. Này, mọi người nhìn đi. Ví dụ em mã này sẽ gọi là váy khoét ngực kèm size và kèm số điện thoại. Thì theo ý kiến của nhiều khách hàng thì sắp tới em sẽ đặt thêm cả size L nhé. Bởi vì có nhiều chị 55 cân đến 60 cân vẫn rất thích váy này nhưng không thể mặc vừa được size M đâu. Mọi người nhìn này, đó. Em đang mặc bên trong và cái váy này nó có lót đệm ở đây luôn. Có ngực hay không có ngực đều có thể mặc được. Nếu không có ngực thì mặc thêm áo ngực ở bên trong. Còn nếu có ngực rồi á thì không cần mặc áo ngực nữa vì nó có lót ngực này rồi. Đó. Thì tùy tình hình về thì các chị sẽ cân nhắc nhá. Ví dụ em mã này, bởi vì váy này mà không ôm thì mặc nó lại còn không còn đẹp nữa, cho nên là mặc nó phải ôm. Chứ váy này nói chung là muốn làm rộng thì đâu có gì khó đâu các chị, nhưng nếu như váy này mà làm rộng thì nó lại không đẹp. Em kéo cái áo dây của em xuống, em đang bị dồn cái áo dây ở đây này. Xinh lắm mọi người ạ. Nhìn ngon nghẻ lắm luôn, khách em là nghiện. Ví dụ em mã này mọi người thấy chưa? Này. Váy khoét ngực kèm size và kèm số điện thoại. Em chốt trong line này là 188.000 và em có 2 size SM. Hiện tại thì em chỉ có thể nhận đơn cho các chị đến 53kg thôi. 47kg đổ về thì mặc giúp em size S như em đang mặc. Từ 48kg cho đến 53kg thì mặc giúp em size M, 188.000. Em chuẩn bị về 500 chiếc rồi cho nên là hôm nay em mới dám mặc mẫu cho các chị đấy. Váy khoét ngực kèm size và kèm số điện thoại. Đỉnh chưa mọi người? Đây. Mọi người thấy chưa? Và em đứng nguyên nhé, nó vẫn xòe nhá. Tức là do cái form váy và cái chất nó đỉnh nhé, đứng nguyên nó vẫn xòe. Chứ không phải là xoay thì nó mới xòe đâu, em đang đứng nghiêm chỉnh luôn này mọi người thấy chưa? Váy khoét ngực kèm size và kèm số điện thoại 100 bao nhiêu ạ? 88.000. Còn váy nhung là 168.000, rẻ vãi chưởng luôn ấy. Rất là nhiều chị 54 cân đổ lên rất muốn mặc luôn, cứ comment Linh ơi đặt thêm size L đi. Đợi size L về để chốt, ok, cho nên là em quyết định em sẽ đặt thêm size L cho các chị nhá. Được không ạ? Chị có chờ một tí giúp em nhá. Thì em mã này sẽ gọi cho em là gì? Váy khoét ngực kèm size và kèm số điện thoại, đỉnh nhở. Trời ơi mặc yêu vãi. Được chưa? Em qua mẫu nha. Thật sự là những cái người như em là không bao giờ mặc mấy cái váy này. Mà bây giờ mặc lên phải thốt lên rằng là váy quá xinh luôn ấy. Em là không bao giờ mặc nên các chị cũng đừng như em. Hãy nên thử đi, đừng có lúc nào cũng nghĩ là mình không mặc được. Đừng có lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ không mặc những kiểu này. Mặc thì mới biết được mọi người ạ. Mới biết được là nó rất là đẹp ý. Mà chẳng qua là mình dại, mình không thử thôi. Nhờ. Mà bán thử xong lại đắt hàng quá trời cơ. thế mới lạ chứ đấy. Áo cài cúc vàng ở dưới cùng đây này, kéo thoải mái mà, em mặc size S thoải mái. Áo cài cúc vàng ở dưới cùng là cái gì ta? À, áo đấy gọi là áo rút dây. Áo rút dây. Áo đấy gọi giúp em là áo rút dây nha. Anh đưa cho em 3 cái áo gấu kính này kìa. 3 gấu kính hàng siêu cấp full hộp em tặng nốt. Hết đen rồi. Đây gấu kính. Chết móc đây. Đây nhá, cái gấu kính này của em bây giờ còn mỗi màu 5 chiếc, hết sạch đen rồi, hàng full hộp nha em. Thì các chị biết rồi, đừng có so sánh với hàng nỉ da cá bình thường trên thị trường, cái hàng đấy thì nó rẻ hơn hẳn nhá. Hàng này ghi giúp em là gì ạ? Gấu kính hồng, gấu kính kem và gấu kính nâu. Em bây giờ chỉ còn 3 màu này, mỗi màu tầm 5 chiếc, có những màu thì có 3 chiếc, ví dụ như màu nâu là còn có 3 chiếc thôi. Hàng mọi người nhận được sẽ full hộp xịn sò nha. Đây. Hàng mọi người nhận được sẽ là full hộp xịn sò như này nhá, chứ không phải hàng trong túi bóng đâu mọi người. Đây, nó sẽ có một cái thẻ này, nó sẽ có một cái view này và nó sẽ có một lớp giày lót, nói chung là rất là xịn sò. Mà bây giờ em hết sạch đen và hàng không về thêm được nữa thì em sẽ sell cho các chị luôn nhá, em sell lỗ luôn nhá, nói điêu mất lộc luôn. 139.000, anh ghi giá đi. 139.000 gấu kính. Còn mỗi màu nâu là chỉ còn 3 thôi này, màu kem với màu hồng thì còn tầm mỗi màu 5. Gấu kính kèm màu và kèm số điện thoại đây, em nhìn thấy thì em sell cho các chị luôn nhá. Bao nhiêu ạ? 139k. Riêng hàng này mà mua tặng thì thôi không phải nghĩ luôn. Mua tặng chồng, mua tặng người yêu, mua tặng bạn thân, mua tặng em gái, bạn cùng cơ quan, sắp đến sinh nhật các thứ thôi rồi luôn.
À, bên bạn Linh Tử khách quen mà 2-3 lần đặt một chiếc không thấy ship. Một chiếc bên em vẫn ship bình thường mà chị, đấy là do không được chốt đơn đấy, chứ một chiếc hay hai chiếc không quan trọng. Miễn là đủ hóa đơn trên 100 nghìn thì bên em sẽ đi đơn. Chứ ví dụ như một chiếc mà chỉ có 5 mấy 6 mấy nghìn thì bên em sẽ không đi đơn được chị nhá. Bởi vì cái giá trị hàng nó quá thấp ý, được chưa? Gầu kính kèm mờ và kèm số điện thoại em sale là 139.000 đồng. Ai comment trước thì được trước nha các chị nha. Ai comment trước thì được trước, bây giờ em sẽ lên lại Q30. Q30 nhà em thật sự là quá đỉnh, quá là đỉnh. Rồi Q30 kèm màu, kèm size và kèm... À thôi lên Q99 trước đi. Q99 like này em bán được nhiều cực. Q99 like này em tặng mọi người có 123.000 ý. Vẫn thấy chốt đơn nhưng không thể ship thì đấy là do đơn thiếu sản phẩm đấy chị ạ, chứ không phải bên em không ship đâu. Có chốt đơn cho chị nghĩa là chị sẽ có đơn. Nhưng ví dụ như chị chưa nhận được hàng có thể là do hàng đó đang thiếu hoặc như thế nào đó thôi ạ. Nha các chị nha. Bây giờ em sẽ lên Q99 hay là lên Q30, mọi người muốn em lên cái gì? Bộ mũ đầu like em sell là 167. Chị nào lấy thì chốt nhá, hết rồi. Được chưa ạ? À, em mặc quần này xong em mặc với áo xoắn. À thôi mặc Q30 nhá, xong mặc với áo xoắn nhá, áo xoắn đỉnh vãi trưởng luôn. Ok. Em mặc Q30. À nhầm, Q99 đi, nhầm. Em sẽ mặc cái áo xoắn này này. Áo xoắn này đẹp cực luôn. Màu này lúc nãy chưa mặc, lúc nãy em mới mặc mỗi áo xoắn đen thôi. Đây này. Đỉnh vãi luôn mọi người nhìn này, hot girl bán, hot girl hàng này á, hot girl người ta đang bán là hàng bao nhiêu mọi người biết không? 220. Còn người ta đang bán xỉ ở các chợ gọi là chợ xỉ là phải tầm 120 giá xỉ nhá. 120 là giá xỉ nhá mọi người nha. Em bán lẻ có mấy chục nghìn, chưa đến 90 nghìn cả. Chất zip không phải chất tăm nha, hàng này mà chất tăm mà nó rẻ hơn chất zip, nhưng em là em bán chất zip chứ không phải chất tăm. Chán chị Linh nhìn không nhìn thấy em gì cả, chị có nhìn thấy mà Trang ơi, nhưng mà chị không đọc được hết comment, mọi người thấy chưa? Này, nhà em là chất zip co giãn không phải chất tăm đâu, chất tăm là như cái cổ u ấy thì chất tăm là em bán có 5 mấy 6 mấy đấy. Bây giờ em sẽ mặc cái Q99, trời ơi đỉnh luôn. Ví dụ em bán này sẽ gọi là gì ạ? Áo gì ạ? Áo xoắn, cho em xin bảng màu áo. À mà thôi, em lấy được rồi. Đây. Áo xoắn kèm màu và kèm số điện thoại các chị nhìn đi. Trời ơi, áo xoắn này bao nhiêu anh? 8 mấy anh? 88 à? Có 88 nghìn một cái áo xoắn, u là trời. Áo xoắn kèm màu và kèm số điện thoại đây ạ. Áo xoắn kèm màu và kèm số điện thoại có 88 nghìn một chiếc thôi các chị ơi, bao giá toàn thị trường. Áo xoắn màu em đang mặc sẽ gọi là màu bò phải không anh nhỉ? Hay là màu vàng? À, màu bò. Màu em đang mặc sẽ là xoắn bò, xoắn nâu, xoắn trắng, xoắn cốm và xoắn đen. Lúc nãy là em mặc màu đen. Áo xoắn kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong livestream cho các chị là 88.000 thôi. Mặc với quần Q99 hôm nay lần đầu tiên em bán cho các chị với giá là 123.000. Em mặc ngay đầu livestream các chị chốt nhiều lắm. Thật sự là em thật sự là quá có duyên với cái quần này luôn ấy. Mà không phải đâu, em quần nào cũng có duyên, thật sự là trộm vía quần nào nhà em Linh cũng đắt hàng. Toàn bán đầu nghìn, đầu vạn để mà tìm được một cái quần mà em bán đầu trăm là hơi bị hiếm. Hơi bị hiếm luôn, trừ khi mã nào em cố tình không bán nữa thì không nói. Còn cái nào em đã cố tình bán thì không có mã nào mà em bán dưới 2-3 nghìn. Chứ đừng nói là 1 nghìn, này các chị nhìn giúp em này. Xinh không? Không hề hở hang một chút nào, giống như mọi người mặc cổ u thôi. Nhưng mà nó có cái xoắn nhẹ, giống như cái váy khoét ngực ấy. Nó là tương tự như cái váy khoét ngực đấy. Ghi em là áo xoắn và quần này là Q99. Q99 màu em đang cầm sẽ là màu nâu. Q99 màu này sẽ là màu đen. Đây là mặt sau của nó, nắp túi này. Nắp giả vờ thôi chứ không có gì, không có túi đâu. Và Q99 màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Và nó có tất cả là 2 size ML. Em chốt trong livestream này hôm nay lần đầu tiên em bán giá này nhá, 123.000. Em nói rồi các chị cứ mua được ở đâu rẻ hơn nữa thì các chị cứ mạnh dạn hoàn hàng lại cho em. 123.000 chất liệu u mì, nhận hàng mà chất xấu thì cứ vào đây bóc phốt em. Bởi vì em nói rồi, em Linh lúc nào cũng đứng ở đây livestream 2 ngày đến 3 ngày một lần là em sẽ live tùy. Nếu như đắt hàng thì sẽ live giãn ra, mà không đắt hàng thì sẽ live sát vào. Nói chung là live liên tục và livestream thì không bao giờ xóa nha các chị. Trừ khi là xóa nhầm hoặc bị xóa thôi. Ví dụ em mã này sẽ gọi là Q99 trắng, Q99 đen và Q99 nâu. Còn áo xoắn em đang mặc là 88.000. Màu em đang mặc sẽ là màu bò. Màu này cho em sẽ là màu nâu, màu trắng, màu cốm và màu đen. 88.000 đồng một áo xoắn. Và gì ạ? 123.000 một quần Q99. Quần này thì các chị cứ thử trải nghiệm đi. Chê chất xấu và hoàn hàng luôn. Cũng không có cơ hội bóc phốt em, bởi vì các chị được quyền kiểm hàng. Nếu như không đẹp các chị hoàn hàng cho em nha các chị nhá. Ghi của em là áo xoắn và quần Q99 nhá. Áo cúc đằng sau này chị ghi giúp em là áo rút dây. Chị áo đấy cũng xinh lắm. Cho em xin cái bảng áo rút dây. Rút dây đấy mặc cũng xinh cực kỳ luôn nha. Này áo xoắn này, em cho mọi người xem này. Hàng này của em là gì? Hàng zip. Giãn nhiều đến 65kg chứ không phải hàng tăm nha các chị nha. Hàng zip ấy, hàng zip là đắt hơn hàng tăm. Mà em là em nhập hàng zip bởi vì em thích bán form to. Còn áo này sẽ gọi là áo rút dây. Áo rút dây kèm màu và kèm số điện thoại xinh cực kỳ luôn. Em sẽ mặc cho mọi người rút dây. Rút dây này sẽ gọi là rút dây gì anh nhỉ? Bò. Bò đúng không? Ok.
rút dây bò, ghép bò với vàng với rêu đúng là lú luôn. À bên cạnh rút dây đấy gọi là, à ừ cái còn cái đấy nữa, ôi sổ lắm mã thế. Cái đấy gọi là gì anh nhỉ? G1 à? Ai là cái gì? G1. Cái đấy gọi là G1, nó là một dạng cổ u và nó cũng là chất zip, nó cũng đẹp lắm. Ôi lắm mã quá mọi người ơi, em lú luôn rồi đây này, em còn không nhớ nổi luôn ý. Không nhớ nổi mã này, ui mặc xinh nhỉ. Em ơi, áo này mặc với quần trắng còn xinh hơn mặc với quần đen, tại vì nó làm nổi ý mọi người, đẹp chưa? Cái em mã này sẽ gọi là áo rút dây nha. Này, đó. Mọi người có thể mở ra nhìn lại cũng được, cũng xinh này. Đó, áo rút dây này, đẹp chưa? Áo rút dây này, đấy mọi người thấy chưa? Áo rút dây, bà nào có ngực thì không cần mặc áo dây ở trong, để thế cho nó sexy cũng được. Ghi của em mã này là rút dây bò, rút dây sữa, rút dây đen, ghi trắng. Rút dây chất liệu là chất liệu tăm, tăm mát nhé, tăm lạnh ý, rất là mát. Một, à, bao nhiêu nhỉ? 89.000, định đọc 100 mọi người. 89k một con rút dây thôi. Và mặc với quần em đang mặc sẽ gọi là Q99. Q99 hôm nay chốt có 123.000. Q99 màu em đang mặc là màu trắng, Q99 màu này cho em là màu đen, và Q99 màu này cho em sẽ là màu no. Q99 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại, 123.000 nha. Và quần em, áo em đang mặc sẽ gọi là áo rút dây. Áo rút dây. Áo chữ trên góc này là áo đẹp. Áo đẹp này em nhập tổng số lượng hơn 2.200 con. Nói điêu mất sạch lậu luôn. Hơn 2.200 con các chị ơi. Hơn 2.200 chứ không phải là 120. Hơn 2.200 đâu anh nhỉ? Áo đẹp của em đâu anh nhỉ? Đâu? Em lên lại áo đẹp nha. Đây này này. Áo đẹp. Áo đẹp nhà em mà chê đấy thì em cũng chê. Đây này, đẹp lắm luôn đấy mọi người. Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại. Em có áo đẹp sữa đen, em có áo đẹp sữa nâu, em có áo đẹp trắng đen, và em có áo đẹp rêu đen. Màu này là màu đắt hàng nhất. Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại em sẽ mặc cho mọi người sữa đen nhé. Tại vì rêu đen thì la nào em cũng mặc rồi. Bây giờ em sẽ mặc màu khác đi. Tại vì thật ra là rêu đen là đắt hàng nhất, còn những màu khác nó vẫn bán được mà, vẫn đắt hàng mà. Tức là ví dụ như màu rêu mà bán được 700 thì những màu khác chỉ bán được tầm 200. Nhưng mà 200 cũng không phải là ít, chỉ là so với rêu thì nó ít thôi. So với mã khác thì nó vẫn đắt hàng, vẫn trưởng ra đúng không? Váy đen khoét cổ ký cho em là váy khoét ngực chị ạ, 188.000 thôi, nó phải gọi là đừng của chóp, đắt hàng lắm chị. Áo đẹp phải kèm màu nha Nguyễn Bích ơi, mình phải kèm màu chứ, em có tận 4 màu cơ mà. Mình comment mỗi áo đẹp không là nhân viên sẽ không biết mình lấy cái gì đâu chị ạ. Đây này, màu em đang mặc sẽ gọi là màu sữa đen. Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại. Đây, và mọi người lưu ý này, hàng này của em không phải chất cốt tông khô đâu nhá. Không phải sao nhiều kiểu cái gì, kiểu sơ mi gì cơ. Sơ mi gì em? Ví dụ em mã này sẽ gọi là áo đẹp sữa đen. Màu này cho em sẽ là áo đẹp gì ạ? Sữa nâu. Màu này cho em sẽ là áo đẹp trắng đen. Màu này rất là trẻ này. Màu này là màu về sau cùng. Và màu đắt hàng nhất ý, là áo đẹp rêu đen. Hôm nay em lại về hơn 600 chiếc áo này. Ngày hôm nay số lượng khủng khiếp mọi người ơi, nhập 2.000 mấy con rồi. Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại giá của em bán là 117, và bây giờ em đang chốt trong live cho các chị là 115.000 nhá. Váy xịn và váy cao cấp còn nha các chị nha, em còn nha. Em mới về thêm ấy. Được chưa? Áo nỉ số 8 hết hàng rồi, hàng hôm nay mới về bù. Nhưng mà sau đó thì em mới đăng, nhưng sau đó khi mà em sang kho không thấy nhân viên che, em hỏi thì nhân viên bảo là chị ơi chia đơn cũ hết sạch rồi chị ạ, cho nên làm gì có mặt treo nữa đâu. Cái gì chị còn thì nhân viên em nó mới treo các chị ơi. Ví dụ em mã này sẽ gọi là áo đẹp sữa đen, áo đẹp rêu đen, áo đẹp sữa nâu và áo đẹp diện trắng đen nha. Chị nào lấy chốt luôn giúp em 115k, bán đi bán lại, bán tá bán hồn, bán chán bán chê, vẫn hot. Vẫn hot kinh khủng. G1 à, ok G1 đấy chị ơi. G1 nó là một dạng cổ u ấy, nó là một dạng cổ u nhưng nó là chất zip. Cổ u vuông, thật ra nó là cổ vuông thì mới đúng. Nó là kiểu cổ kiểu gì thì em chả biết được, nhưng mà nó xinh lắm. Em sẽ mặc cho mọi người cái màu rêu này nhá. Nhưng mà nếu như mà da mà không trắng thì tuyệt đối đừng thật mặc màu rêu này nhá. Đây là em mặc cho mọi người xem thôi. Chứ còn nếu chị nào mà da ngăm ngăm, da bình thường thì còn được, còn da ngăm thì tuyệt đối đừng lấy màu rêu, bởi vì màu này rất là xịn nha các chị nhá. Cái màu rêu của cái áo G1 này nhá. Còn cái áo đẹp thì rêu nhẹ thôi thì mặc bình thường. Nhưng còn cái rêu của cái con G1 này là rất là rêu luôn ấy, rêu vãi luôn đấy mọi người, nhìn thấy không? Đây này. Nó rêu rêu xì luôn đấy, nó đâu gọi là đúng màu rêu luôn. Thành ra là áo đẹp 4 màu chị Tuyền Ngọc lên số đi ạ. Mọi người đặt hàng lên số. Áo đẹp chị Thu Loan lên số nhá. Mọi người đặt hàng toàn không lên số rồi. Không lên số không một đơn đâu. Em ơi túi VIP là chưa về hàng đấy em, là bên chị đang nợ đơn đấy em ạ. Túi VIP là đang này. Ui áo này form đỉnh chưa. Mọi người nhìn nhá, đằng trong lớp lót của nó dài như này cơ mà. Riêng tiền vải cái chỗ này đã bao nhiêu rồi. Cho nên là cũng là cổ u vuông, nhưng mà ví dụ như cái chất tăm thì em bán sale có 5 mấy nghìn đó mọi người.
bán giá cũ là 6968.000, con này em bán là 8 mấy nghìn anh nhỉ, 84.000 nhá. Con này nghĩ xem là G1 mà em đang mặc sẽ là màu rêu. G1 này mọi người nhìn này, đó, G1 mà em đang mặc sẽ là màu rêu và em có đủ màu nhá. G1 em chốt trong line là 84k và nó là chất liệu zip không phải chất liệu tăm. Chất liệu tăm thì nó sẽ rẻ hơn nhá. Còn em vẫn ưng màu bò lắm, nhưng mà đây là em đang muốn mặc thử màu rêu cho nó khác đi, chứ màu rêu này em lấy ít lắm. Vì màu rêu này rất là kén da luôn. Màu rêu này rất là kén da luôn, ai da trắng thì được. Ghi ở em mã này sẽ gọi là G1 rêu. G1 trắng, G1 nâu, G1 đen và G1 vàng. Vàng này nó là vàng bò ấy mọi người, xinh lắm. G1 kèm màu và kèm số điện thoại 84.000 đồng. 84.000 đồng nha các chị nhé. Váy 2 dây thì em bán rời ra là 97.000, còn cả set váy 2 dây, set váy 2 dây này thì sẽ là 100, hôm nay hôm trước là bán 143 mà hôm nay là chốt cho mọi người có 138.000 thôi á. Còn quy chỉnh chính thì hôm nay em chốt trong live cho các chị có 123.000 thôi, các chị tranh thủ mua đi nhá. Em chốt trong live chỉ có 123 thôi. Chưa bao giờ em bán giá này, thề là chưa bao giờ bán giá này luôn. G1 kèm màu và kèm số điện thoại. G1 thì mặc quá xinh luôn. G1 thì các chị mặc với quần rịa, quần phồng ấy, mọi người mặc với quần phồng cũng đẹp vãi luôn, hoặc là mặc với quần tắc ta, hoặc là mặc với quần sóc nhung ren, hoặc là mặc với chân váy CV8, hoặc là mặc với quần vải Q44. Nói chung là mặc với cái gì cũng đẹp thật luôn đấy. Ghi em mã này sẽ là G1 nhá. G1 mà em đang mặc sẽ là màu rêu, màu trắng, màu nâu, màu đen và màu vàng, nghĩ nhá. Thôi 12 giờ rồi em nghỉ nhá, vẫn còn gần 600 chị đang xem livestream nhưng muộn quá rồi. Còn quần em đang mặc thì là Q99, em đang chốt trong line này là 123 chất u mì. Quần này em nhập đúng một vạn quần rồi. Đúng một vạn quần rồi. À đừng quên là em có cổ tim nhá. Cổ tim em bán đắt hàng cực kỳ luôn đây này. Cổ tim này, tim sữa, tim đen, tim nâu, tim bò và tim trắng. Cổ tim này em bán siêu đắt hàng luôn mọi người. Đây này, em sẽ mặc cho mọi người màu bò nhá. Mặc nốt mã này đi, quên mất. Cổ tim đến line này mới mặc đúng một lần. Cổ tim em bán có 65.000 một áo. Và mọi người bắt buộc phải đặt từ 2 áo, hoặc rồi đơn với sản phẩm khác. Còn nếu như chỉ đặt một áo không mà không đặt gì thêm thì nhân viên bên em sẽ gạch đơn luôn nhá. Áo dây thái nó ở bên trong là 25.000. Em mặc cho một người con cổ tim này. Tim này sẽ gọi là gì ạ? Tim bò. Tim bò và cách số điện thoại. Tại vì em đang mặc quần trắng em cố tình mặc với tim bò mọi người. Nhấn nổi. Còn bình thường mặc quần bò thì em sẽ mặc với tim đen. Đấy kiểu như thế. Đây nha mọi người. Đẹp chưa? Này. Một con của tim chất tăm lạnh này. Xỉu không? 65 cân thoải mái. 65k. Và bán từ 2 chiếc. Một chiếc bên em không đi đơn nhá. Cổ tim kèm màu và kèm số điện thoại. Màu em đang mặc sẽ là màu bò. Màu em đang mặc sẽ là màu bò. Cổ tim màu này cho em sẽ là màu sữa, màu đen, màu nâu và màu trắng nha các chị nhé. Màu đen là đắt hàng nhất, đen nâu là đắt hàng nhất. 65k nha. Ai có đơn thì dồn cổ tim vào, ai có đơn thì dồn quần tất vào, ai có đơn thì dồn quần ngộ thái vào, ai có đơn thì dồn áo dây thái vào cho đi đơn cho đỡ tiền ship mọi người. Bởi vì mọi người có lấy thêm bao nhiêu thì cũng chỉ 30.000 tiền ship thôi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi livestream ủng hộ em nhá. Những ai có đơn rồi mọi người lưu ý này, tất cả những chị có đơn rồi, mặc dù là vẫn rất nhiều người xem nhưng mà em like 3 tiếng em cũng kiệt sức không like được nữa ấy. Thì bây giờ nhớ giúp em này, những ai mà có đơn ấy, thì chủ nhớ giúp em một điều là nhớ bấm like, bấm thích, bấm theo dõi ở chế độ yêu thích cái trang page này giúp em, để mỗi lần em livestream sẽ có thông báo gửi đến các chị. Tiếp nữa là những ai có đơn rồi thì nhớ chủ động nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào cái page này giúp em. Để ngày mai, ngày kia, bên em sẽ chốt đơn trong vòng 2 ngày là ngày mai là ngày kia. Và có thể là phải thêm ngày kia nữa mới xong. Thì là nhân viên bên em sẽ nhắn tin hoặc gọi điện chốt đơn gửi hàng. Tùy từ trường hợp khách hàng, khách quen hay là khách lạ. Cái cuối cùng là các chị để ý nghe điện thoại để nhân viên bên em gọi nhé. Và tiếp nữa là gì ạ? Là chị nào mới vào sau chưa chốt được cái gì cả, hoặc là mới chỉ chốt được 1-2 chiếc mà mình muốn chốt thêm, thì các chị có thể là sao ạ? Các chị có thể xem lại livestream, tua lại cái livestream này của em từ đầu đến cuối. Các chị nghe mã, các chị nghe giá, nghe sản phẩm, nghe form cân nặng các thứ, và các chị sau đó sẽ comment theo cú pháp mã và cách số điện thoại. Rồi là nếu như là hệ thống máy tính bên em vẫn sẽ lên đơn, nhưng với điều kiện sản phẩm đó còn thì bên em mới chốt được. Còn nếu như hết rồi thì thôi, bởi vì bên em vẫn sẽ ưu tiên cho những khách hàng mà đặt hàng livestream trực tiếp khi em đang live trực tiếp nha các chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi livestream và ủng hộ em nha. Bye bye mọi người ạ. Chúc mọi người ngủ ngon nha.